Chương 2961, thủ đoạn mạnh mẽ. Bọn họ muốn vệ quốc phải chết mà. Diệp Phàm chau mày nói. Chết cũng không phải chết mà có thể là ngồi tù cả đời. Bao Nghị nói. Chúng tôi không thể cứ thế vào, thế nên Sa Thiên đành lén lút vào. Dùng một phương pháp đặc biệt, tên anh hai kia đã không biết, chúng tôi đã ghi chép hết lại sự việc. Đương nhiên những thứ này âm thầm sẽ là chứng cứ, không thể thấy được. Chỉ là tên anh hai tôi đang lo lắng hắn ta sẽ thay đổi bất thường, chỉ sợ đến lúc đó lại trở mặt thì phiền. Ừ, nếu như hắn biết là ám chỉ hắn để nói ra thì chắc chắn là sẽ thay đổi. Việc này không thể chậm trễ được, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi. Diệp Phàm nói. Nhưng đã điều tra ra ai là người xui khiến hắn không? Anh hai này không chịu được, nói là chính là sở trưởng sở tạm giam Ngô Hoài Bao chỉ dặn. Nhưng có chứng cứ thì anh ta lại không có. Sa Thiên nói, nhưng cũng không cần phải lo lắng, trên người anh hai, tôi dùng thủ đoạn đặc biệt, tin rằng hắn ta nếu sợ chết thì cũng không dám cắn người điên loạn lên đâu. Giờ anh lập tức đi đi, đưa cái này cho anh ta xem. Yêu cầu anh ta nhanh chóng gặp Ngô Hoài Bao. Sau đó yêu cầu anh hai đó đưa ra những thứ ám hiệu, những thiết bị này anh cũng mang đến cho hắn ta. Diệp Phàm lấy ra một hạt đủ tầm lớn và một tờ giấy đưa cho Sa Thiên. Sa Thiên cũng đã biết cách dùng bởi vì cũng đã có lần cùng đi với Diệp Phàm rồi. Giấy chứng nhận chính là để định tâm còn hạt đậu kia là để nghe lén đó. Không cần nói đến sở trưởng sở tạm giam huyện có tìm ra được không, ngay cả nhân viên trên tỉnh cũng không thể nhận ra được. Sa Thiên vội vàng đi, đối với một sở tạm giam nhỏ như thế thì Diệp Phàm chẳng phải lo lắng gì. 3 tiếng sau Sa Thiên đã quay lại. Trông sắc mặt anh thế kia chắc chắn là có tiến triển rồi đúng không? Diệp Phàm cười nói, thấy giấy tờ này của anh tên anh hai kia còn dám nói gì nữa, đã đồng ý là phối hợp rồi, tranh thủ để lập công. Hắn ta cũng có chút kiên nhẫn, dù sao cũng là xã hội đen. Dùng chút thủ đoạn để có thể lừa sở trưởng Ngô mà. Sau đó còn giả bộ là từng bước lập công, để cho Đỗ Vệ Quốc chết cũng không có chỗ chôn, còn muốn bày ra tội danh gì khác. Sở trưởng Ngô cũng không hoài nghi gì, dù sao đây cũng là trại tạm giam, là địa bàn của ông ta. Sở trưởng Ngô tin rằng tên anh hai kia có thế nào thì cũng không thể phản lại ông ta được, như thế có khác nào tìm đường chết đâu. Kết quả tự nhiên lại lòi ra một chút ám chỉ, tôi giờ đã lấy lại, mà để một thiết bị nhỏ gắn lên trên người anh ta. Chúng ta đều có thể nắm bắt được tình hình bất cứ lúc nào được. Sa Thiên cười nói, tối nay ngay lập tức sẽ hành động, phải nắm được sở trưởng Ngô, ép người lên trên phải ra mặt. Đương nhiên, chúng ta cũng phải có chừng có mực. Việc này chắc chắn là không thể tránh khỏi việc liên quan đến Chu Lâm Tùng. Nhưng lần này chúng ta là cứu người, chứ không phải là quản việc nhàn hạ gì cả. Chúng ta không cần phải mất quá nhiều sức lực. Diệp Phàm nói, đương nhiên để cho một người nhất định bị trừng phạt cũng là đáng thôi. Sa Thiên và Bao Nghị cũng hành động. Diệp Phàm gọi điện cho Đoàn Hải Thiên, hỏi thăm tình hình của anh ta. Nếu lần này đến cũng phải đi chào hỏi anh Đoàn Hải Thiên mới được. Trời vừa rạng sáng Bao Nghị và Sa Thiên đã vội vàng trở về. Sở trưởng Ngô nói là việc này do Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố là Lưu Bình Sương đã có chỉ thị xuống, mà ông ta còn là cốt cán của Chủ tịch thành phố Chu Lâm Tùng đó. Anh Diệp, có cần phải điều tra tiếp lên trên nữa không? Có thể nếu cứ tiếp tục tiến hành thì chắc chắn sẽ liên quan đến Chu Lâm Tùng mất. Mẹ kiếp chỉ trong nháy mắt đã khiến Chủ tịch thành phố như một trò chơi. Tuy nói là chức chủ tịch huyện nhưng người ta còn là cán bộ cấp phó giám đốc sở mà. Bao Nghị vẻ mặt hưng phấn nói. Không cần, đến Lưu Bình Sương dừng lại là được rồi. Còn nói về Chu Lâm Tùng, ha ha chắc chắn ông ta sẽ phải biết được mùi sợ hãi. Tin chắc là khi chúng ta đã ra tay thế này thì sau này ông ta cũng không dám gây khó dễ cho nhà họ Đỗ đâu. Tôi muốn chủ tịch Chu phải nhớ đến ân đức của nhà họ Đỗ. Ở thành phố An Tân này, ông ta đúng là muốn làm cái lồng cho nhà họ Đỗ rồi. Diệp Phàm cười nói. Đánh người cũng không cần phải đánh cho đến chết, cách này còn thích hợp hơn việc trực tiếp đánh vào Chu Lâm Tùng. Mà ông ta có thể ngồi lên vị trí đó có thể cũng đã có hậu thuẫn đằng sau, chúng ta có điều tra thì điều tra Lưu Bình Sương dễ dàng hơn. Nhưng nếu như điều tra ra Chu Lâm Tùng thì chắc cũng khó khăn hơn. Đúng chỉ lộ ra thân phận anh chắc Chu Lâm Tùng cũng không dám. Bao Nghị cười nói. Ừ, lộ thì cũng lộ đúng rồi, thường thì không lộ nhưng lẫn này nhất định tôi phải lên giọng rồi. Vì nhà họ Đỗ tôi phải lên tiếng, mẹ kiếp, danh hiệu trợ lý cũng đã đến lúc phải mang ra rồi.
Diệp Phàm cười nói. Sang ngày thứ hai, nhà họ Đỗ sống trong một căn nhà nhỏ hai tầng trong khu ngoại ô thành phố Đồng Thương, nhìn thì rất cũ, nhưng lại không phá đi. Xem ra thường ngày cũng được xử lý đến. Ôi, trước đây sống trong thành phố, mà còn có nhà đến 200 mét vuông. Chỉ là sau khi Vệ Quốc xảy ra chuyện đã phải bán hết đi rồi. Đó chỉ để phục vụ cho việc điều động kinh phí để đưa Vệ Quốc ra. Không ngờ bỏ ra bao nhiêu tiền mà người vẫn trong tù. Hơn nữa lại còn không để cho chúng tôi gặp mặt, họ đúng là ức hiếp người quá đáng. Đỗ Thành đón Diệp Phàm rồi nói. Vụ việc này là do Cục Công an thành phố An Tân làm, hiện giờ Chu Lâm Tùng là người phụ trách công việc của An Tân. Công an cũng không phải là do ông ấy nói là được. Diệp Phàm hừ nói. Đúng vậy, giờ đang trong giai đoạn điều tra chứng cứ, Cục Công an dựa vào cái gì cũng không thể khiến chúng tôi gặp mặt được. Chúng tôi chỉ muốn gặp một lần, cho dù là phạm tội giết người cũng phải có cơ hội như vậy không? Đỗ Thành nói. Chị dâu của Đỗ Thành Mộc Thủy Hương rõ ràng là tiều tụy đi trông thấy, mặt đã sưng cả lên rồi. Nghe nói Ngô Đại Thuận còn chưa đến 50 thì chắc chắn Mộc Thủy Hương cũng không quá 50 được. Nhưng, giờ nhìn chị ấy thì đúng như một bà già 60 vậy. Những ngày này đã xảy ra bao nhiêu chuyện khiến chị ấy phải lo lắng rồi. Thấy Diệp Phàm bước vào, Mộc Thủy Hương nắm chặt tay Đỗ Thành hỏi. Chú à, có phải là có tình hình rồi sao, Vệ Quốc có thể được ra ngoài không? Chị dâu, không phải lo, vị này là chủ tịch Diệp của tập đoàn Hoành Không. Ngày trước anh ấy và anh trai là bạn thân, nghe nói đến chuyện của anh ấy đã ngay lập tức đến đây. Việc này để cho anh ấy lo liệu. Đỗ Thành nhanh chóng giới thiệu. Bí thư Diệp, ôi! Mộc Thủy Hương hai vai run rẩy, khóc òa lên. Chị, đã khiến chị phải khổ rồi, chúng tôi đã đến muộn rồi, chị yên tâm, việc của Vệ Quốc cứ để cho chúng tôi. Nếu không khiến cậu ấy ra được thì tôi không còn là Diệp Phàm nữa. Diệp Phàm vỗ nhẹ lên vai Mộc Thủy Hương, an ủi. Bí thư Diệp, uống trà, uống trà. Mộc Thủy Hương nói năng đã lộn xộn. Mẹ nghỉ ngơi đi để con pha trà. Người con gái đứng bên cạnh nhìn rất giống Mộc Thủy Hương đã đến đỡ Mộc Thủy Hương. Cô là Mộc Hinh phải không? Diệp Phàm hỏi. Vâng, bí thư Diệp, mời ngồi, mời uống trà. Mộc Hinh đỏ mặt, có chút sợ hãi nói. Có muốn gặp anh của cô không? Diệp Phàm hỏi. Muốn, đến mơ cũng muốn gặp, mẹ tôi cũng muốn đến ngã bệnh rồi. Từ khi anh bị bá đều đã không được gặp. Nghe nói trong đó rất lộn xộn, vàng thau lẫn lộn thôi, cái gì cũng có. Sao anh có thể chịu nổi? Mà việc này lại có người hãm hại, chỉ sợ là những người này có thể đánh anh ấy bị đánh chết thì sao? Đã có người bị đánh chết rồi mà. Bí thư Diệp, xin anh cho chúng tôi đi gặp anh ấy đi. Mộc Hinh tôi nguyện làm thân châu ngựa để đền ơn lại. Mộc Hinh đột nhiên rung cảm, nước mắt tuôn rơi, quỳ trước mặt Diệp Phàm. Đứng dậy. Con của Đỗ Nhất Sinh phải mạnh mẽ chứ. Đứng dậy, chúng ta đến sở tạm giam, gặp anh của cô. Diệp Phàm đau xót trong lòng, nét mặt nghiêm túc. Thật sự là có thể gặp được sao hả bí thư Diệp? Mộc Thủy Hương cũng có chút không tin, tội nghiệp ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm. Nhất định có thể, chúng ta đi thôi. Diệp Phàm gật đầu, mấy người liền cảm kích, Mộc Thủy Hương bảo người mua ít thức ăn bồi bổ, mấy người lên xe đến thẳng trại tạm giam của An Tân. Nhưng giữa đường Diệp Phàm và họ đã tách ra. Diệp Phàm và Bao Nghị đến thẳng Cục Công an thành phố An Tân mà đi. Đồng chí, cục trưởng của các anh đâu? Vừa bước vào cửa thấy một đồng chí cảnh sát, Bao Nghị đã liền hỏi. Vừa thấy Bao Nghị có thái độ thế, anh cảnh sát kia đã đứng không vững, bởi vì người ta uy nghiêm, vừa mở miệng đã hỏi đến cục trưởng. Cục trưởng của chúng tôi, đồng chí, tôi cũng không biết là anh ấy có trong văn phòng không. Có thể anh ấy có việc. Hay là để tôi đưa các anh đi một vòng nhé? Đồng chí đó nói. Đi. Bao Nghị nói. Ba người đi vào văn phòng của cục trưởng. Vận may đúng là không tồi, đúng lúc cục trưởng Thái Hưng đang trong văn phòng. Nhưng thư ký của ông ta nói là cục trưởng đang bận việc nên phải hẹn trước. Gọi anh ta lập tức ra đây, lãnh đạo của chúng tôi cũng đến tuần tra đây. Bao Nghị uy nghiêm nói. Thư ký Tôn không dám chậm trễ, nhanh gõ cửa vào hồi báo. Một người tầm 30, đầu hói, một người có vóc dáng gầy đi ra, bên cạnh còn có một người cao, gầy. Đồng chí, anh là... Thái Hưng Đông có chút nghi ngờ, hỏi Bao Nghị, bởi vì Diệp Phàm có chút điềm tĩnh nhưng còn quá trẻ. Cục trưởng Thái đã nghĩ Bao Nghị chính là lãnh đạo, Diệp Phàm sẽ được coi là nhân vật thư ký thôi.
nhưng cục trưởng Thái có chút không hiểu, thư ký mà lại đứng trước thế này sao, lãnh đạo lại đi đằng sau sao? Quy tắc sao lại ngược lại thế này? Anh là cục trưởng Thái. Bao Nghị hỏi. Vâng, đồng chí, anh là. Thái Hưng Đông vẫn khách sáo nói. Ồ, tôi là Bao Nghị, bên Sở Công an tỉnh Thiên Vân. Vị này là trợ lý Diệp của Bộ trưởng Bộ Công an. Bao Nghị giới thiệu. Trợ lý Diệp, chào anh, Thái Đông tôi đã thất lễ rồi. Thái Đông Hưng nhanh chóng lui lại chào một tiếng, sau đó đưa hai tay ra. Xin chào trợ lý Diệp, tôi là Lưu Bình Sương. Lưu Bình Sương cũng rất nhiệt tình, thấy Thái Hưng Đông bắt tay Diệp Phàm xong cũng đưa tay ra bắt. Anh chính là đồng chí Lưu Bình Sương sao? Diệp Phàm hỏi. Vâng, là tôi ạ. Lưu Bình Sương nhanh chóng trả lời, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Cục trưởng Thái, chúng ta nói chuyện chút. Diệp Phàm nói, nhìn Lưu Bình Sương nói. Đồng chí Lưu Bình Sương, anh cũng vào đi. Thái Hưng Đông lập tức dẫn Diệp Phàm vào văn phòng, Lưu Bình Sương cũng ngồi bên cạnh, anh ta dường như cũng đã cảm nhận được gì. Cục trưởng Thái, trong bộ đã nhận được cái này. Diệp Phàm ra hiệu cho Bao Nghị lấy tài liệu ra. Thái Hưng Đông tuy nghi ngờ nhưng vẫn cung kính nhận lấy. Chương 2962, hợp ý. Cho chạy đi nghe xem thế nào. Diệp Phàm nói, Thái Hưng Đông không dám cãi lại, chỉ đành phát thôi. Không lâu sau âm thanh truyền đến là cuộc nói chuyện của Ngô Hoài Bao và tên anh hai kia. Còn có cả việc sở trưởng Ngô Thú nhận chuyện của Lưu Bình Sương. Vô tội, chắc chắn là vô tội rồi. Lưu Bình Sương đã kích động đứng dậy, tức giận quát. Quát cái gì, ngồi xuống. Bao Nghị đi lên trước mặt anh ta nói, hai tay ấn một cái khiến Lưu Bình Sương ngồi xuống ghế sofa. Lưu Bình Sương có chống lại nhưng Bao Nghị vẫn mạnh mẽ đè xuống, đè đến nỗi sofa còn kêu xèo xèo. Những cái này. Vẻ mặt Thái Hưng Đông khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Cục trưởng Thái, đây chính là lời mà sở trưởng Ngô trong trại tạm giam của các anh nói phải không? Diệp Phàm hỏi. Vâng, giọng của Ngô Hoài Bao có chút đặc biệt, tôi có thể nhận ra được. Chính là anh ta đang nói. Thái Hưng Đông gật đầu. Nhưng những thứ này, ông nói cần phải điều tra. Diệp Phàm hừ nói. Đây là vấn đề trình tự, chỉ cần điều tra ra chứng cứ thật là có thể quyết định đúng không? Nhưng nếu đồng chí Lưu Bình Sương đề cập trong đó thì cũng phải tạm thời ngừng chức vụ để mà điều tra. Thái Hưng Đông nghiêm túc hỏi Lưu Bình Sương. Cục trưởng Thái, đây rõ ràng là người ta đổ tội cho tôi mà cục trưởng cũng tin sao? Hiện giờ khoa học phát triển nên giọng nào mà chẳng làm ra được. Tôi xin cục trưởng hãy báo việc này lên cục thành phố, để trinh sát trên xuống điều tra xem thật hay là giả. Lưu Bình Sương, tôi tuyệt đối không làm chuyện đó. Việc này rõ ràng là đã có người cố ý chơi xấu tôi rồi. Tôi muốn xem phản ứng của thành phố Đồng Thương xác định đó có phải sự thật không. Tôi muốn phản ứng đó. Lưu Bình Sương mồm mép đến là giỏi. Vậy thì được, cục trưởng Thái, ông gọi điện cho người phụ trách trên thành phố đi. Bên này sẽ phải báo cáo lên công an tỉnh Điền Nam. Tôi không có nhiều thời gian đâu, hy vọng ông cho người triển khai nhanh gọn tí. Nhưng sự thật còn chưa được chứng minh. Tôi hy vọng cục công an của các anh cũng phải có chút ân tình chứ. Nghe nói bên các anh không cho phép Đỗ Vệ Quốc đi gặp người nhà. Việc này nếu trước khi chưa có quyết định xuống thì các anh không thể làm điều vô lý đó được. Là một người phụ trách bên mảng công an, tôi có nghĩa vụ nhắc nhở các anh. Cục công an là cục công an của nhân dân, chứ không phải của riêng một ai. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Trợ lý Diệp, chúng tôi sẽ điều chỉnh ngay tức khắc. Thái Hưng Đông toát cả mồ hôi trán, đứng lên hành lễ như một quân nhân. Vậy được, tôi cũng đang muốn đến xem trại tạm giam của các anh chút. Để xem tình hình công tác của các đồng chí và cả cuộc sống của các nghi phạm ra sao. Diệp Phàm nói xong liền đứng dậy. Trợ lý Diệp, anh chờ tôi một chút, tôi lập tức cho triệu tập cuộc họp đảng úy để xử lý chuyện của đồng chí Lưu Bình Sương. Thái Hưng Đông nói. Thái Hưng Đông, anh muốn làm gì? Lưu Bình Sương nhìn chằm chằm Thái Hưng Đông. Đồng chí Lưu Bình Sương, tôi hy vọng anh hãy bình tĩnh, nếu như anh không làm, chúng tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng, nhưng dựa vào cái này không phải anh cũng là hiểm nghi sao, chúng tôi không áp dụng phương pháp nào cho anh trước. Bằng không trợ lý Diệp ở đây sẽ nhìn cục công an thế nào? Thái Hưng Đông nghiêm túc nói. Vẻn vẹn trong nửa giờ đồng hồ, Thái Hưng Đông mở cuộc họp đảng ủy, đã quyết định ngừng công việc của Lưu Bình Sương để điều tra. Sau đó cùng với Diệp Phàm đến trại tạm giam, khi đó đã có người hạ lệnh phải khống chế Ngô Hoài Bao rồi.
Trại tạm giam thành phố An Tân nằm trên sườn núi nhỏ, bốn bề có tường cao 6 mét. Đề phòng rất nghiêm ngặt. Đoàn người Diệp Phàm vừa đến cổng lớn, nhà họ Đỗ cũng phối hợp rất nhịp nhàng, cũng đến lúc ra mặt. Diệp Phàm đương nhiên là chỉ thị rõ ràng rồi, đến cho người nhà họ Đỗ gặp được Đỗ Vệ Quốc, đúng thật là cảm động, người nhà họ Đỗ đều đã khóc lóc. Trợ lý Diệp, đồng chí Vệ Quốc chỉ là có nghi ngờ nhỏ thôi, mà có thể là bị oan uổng. Tôi thấy tạm thời cứ để cậu ta về nhà nghỉ ngơi, đợi chúng ta điều tra, đương nhiên trong thời gian này đồng chí đó không thể rời khỏi thị trấn được. Mà bất cứ khi nào nếu như bên công an muốn gọi đến để điều tra là phải có mặt. Thái Hưng Đông nói, khứu giác ông ta đúng là rất linh mẫn. Cảm thấy vị trợ lý Diệp đến đây chính là vì việc của Đỗ Vệ Quốc. Bằng không chỉ một dự án 5 triệu thì sao cần phải đích thân anh ta xuống làm gì, cho một đồng chí đến là được rồi. Được, việc này để cho các anh tự quyết định, nhất định phải chấp hành theo đúng pháp luật, không được thiên vị. Diệp Phàm ra vẻ rông dài, nhìn cục trưởng Thái nói. Thế này nhé, tôi không có thời gian, không thể ở đây lâu được. Chuyện này để cho đồng chí Bao Nghị, bên Sở Công an tỉnh Thiên Vân giúp các anh điều tra. Đồng chí Bao Nghị cũng là cán bộ bên công an nên cũng sẽ hợp tình hợp lý. Xoay người lại Diệp Phàm nói với Bao Nghị. Anh ở đây phải thường xuyên báo cho tôi biết tình hình điều tra. Biết trợ lý Diệp không yên tâm, Thái Hưng Đông không còn cách nào đành phải chấp nhận thôi. Buổi tối hôm đó, Diệp Phàm lại quay lại nhà họ Đỗ, người nhà họ Đỗ vô cùng cảm kích. Vệ Quốc. Sau này cậu có dự định gì không? Diệp Phàm hỏi. Trước hết cần phải giải quyết việc này để tôi được trong sạch, còn nói về bước tiếp theo, nói thật tôi vẫn còn mịt mờ lắm. Việc này nếu điều tra rõ ràng tôi chỉ có thể trong sạch thôi chứ không giúp được tôi gì cả. Đỗ Vệ Quốc uể oải nói. Vốn cũng chẳng có tiền đồ gì, không ngờ lại bị Chu Lâm Tùng và Vũ Đông Sơn làm thành thế này. Vệ Quốc, thành phố An Tân này cháu không thể ở lại được đâu. Chỉ cần Chu Lâm Tùng còn ở đây ngày nào thì sẽ không tha cho cháu đâu. Đỗ Thành nói đến đây, nhìn chị dâu và Mộc Hinh. Hai người trong lòng cũng thầm hiểu, Mộc Thủy Hương đột nhiên lại quỳ xuống cầu xin nói. Trợ lý Diệp, Vệ Quốc là đứa con duy nhất của Nhất Sinh. Anh có thể giúp nó không, nếu như không thể ở lại được, có thể giúp nó chuyển đến chỗ khác được không? Ví như tỉnh khác đều được. Dù sao cũng còn hơn ở lại đây, Chủ tịch Lưu là người có thế lớn. Chúng tôi không đấu lại được. Đến tỉnh, tôi thấy sẽ không được, Chu Lâm Tùng đều có người thân trong đó, nhưng mọi người yên tâm có Diệp Phàm tôi ở đây thì chắc chắn họ không làm gì Vệ Quốc đâu. Diệp Phàm nhanh chóng đỡ Một Thủy Hương dậy. Nhưng Vệ Quốc ở đây không thể nào có được tiền đồ, nó còn trẻ cả đời cứ ở trong này thì Nhất Sinh dưới suối vàng cũng buồn lắm. Một Thủy Hương rưng rưng nước mắt nói. Tôi nghĩ đã. Diệp Phàm trầm ngâm một lúc rồi nói. Ngày trước Vệ Đông làm mấy năm thư ký cho Vũ Đông Sơn, nên chắc chắn có chút kinh nghiệm về mảng này. Như thế nhé, nếu như Vệ Quốc không muốn là trong An Tân nữa, nếu cậu đồng ý có thể đi cùng tôi không? Nhưng Vệ Quốc không học về công an. Đỗ Thành kinh ngạc nói. Ha ha, trước bên công an chỉ là cái danh của tôi thôi. Anh cũng đã biết thân phận của tôi ở Hoành Không rồi, hay là đến Hoành Không, cứ làm thư ký cho tôi 1-2 năm. Diệp Phàm cười nói. Bí thư Diệp, chỉ cần đi theo anh, có lên rừng hay xuống biển Đỗ Vệ Quốc này cũng không hề do dự. Chỉ cần bí thư Diệp nhìn nhận thư ký này. Đỗ Vệ Quốc đúng là có phong cách của cha. Hoành Không chỉ là một xí nghiệp, cậu cứ suy nghĩ đi. Diệp Phàm cười nói. Chỉ cần không phải là nơi này, ở đâu cũng sẽ tốt hơn. Mà tập đoàn Hoành Không ở Thiên Vân, Chu Lâm Tùng không thể giơ tay dài như thế được. Đỗ Vệ Quốc không rốt. Khi nãy đã biết được thân phận của Diệp Phàm từ chú Đỗ Thành rồi. Ừ, vậy nếu đã nghĩ như thế, giờ tôi đang tuyển chọn thư ký, cậu nhanh đăng ký vào là được. Có một chuyện tôi phải nói với cậu, cậu phải dựa vào bản thân cậu, có thể hơn được hơn 100 người ký tôi sẽ chọn cậu. Bằng không cậu đến từ đâu sẽ về đấy. Diệp Phàm tôi không thích những người chỉ khua tay múa mép. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Đỗ Vệ Quốc rất tin tưởng. Anh ta cũng đã xin cục trưởng Thái nghỉ để đến tập đoàn Hoành Không. Đương nhiên Diệp Phàm cũng đã gọi điện cho Khổng Ý Hùng. Người này vừa nghe đã liền hiểu, tự nhiên đã bật đèn xanh cho. Đương nhiên cứ ngang nhiên mà vào là không được, cũng phải giả vờ giả vịt chứ. Buổi sáng ngày hôm sau Diệp Phàm đi thẳng đến thành phố Long Xương tỉnh Điền Nam. Tuy bác của Đoạn Hải Thiên là Đoạn Đức Thành sống ở Long Xương nhưng ông ấy cũng đã về hưu rồi.
Nhà họ Đoạn có đến Ấn Độ rồi, mà ở Ấn Độ cũng đã xây một Phật viện rất lớn, gọi là Lý Liên Viện. Lý tức là đại diện cho địa lý, còn Liên là vì khi đó cao tăng Hồng Bang của Ấn Độ đã tặng Phật Liên cho nên được gọi là Lý Liên Viện. Chỉ có cao tăng Hồng Bang mới có Phật Liên, còn về nguồn gốc của Phật Liên ở đâu cũng nghe nói chỉ có mình cao tăng Hồng Bang mới biết. Việc này mấy năm trước Đoạn Hải Thiên cũng đã nói với Diệp Phàm, chỉ có điều Diệp Phàm bận quá nên chưa có thời gian mà đi được. Đến thành phố Long Sương cũng đã 2 giờ chiều rồi, Sa Thiên đã đến rồi, đến khách sạn mà Diệp Phàm ở. Anh đã tìm hiểu được gì? Diệp Phàm ngồi xuống hỏi. Đoạn Đức Thành là người thích câu cá, sau khi về hưu cũng đã đi câu cá, mà trong nơi ở của ông ta còn có cả kim điếu can cần câu cá bằng vàng. Ông ta rất tự hào về điều đó. Ý của anh là từ việc câu cá sao, có hợp không? Diệp Phàm hỏi. Tôi nghĩ cũng có thể như thế, người ta vừa nghỉ hưu rồi, đều không trông cậy gì vào chức vụ nữa. Nhưng công lực của người này ra sao thì tôi còn chưa rõ, Đoạn Hải Thiên đã là thất đẳng rồi, tôi nghĩ nhà họ Đoạn là võ lâm thế gia, công lực của ông ta không chừng còn cao hơn cả Hải Thiên nữa. Cho nên anh nếu có chơi cũng phải đề phòng, người ta câu cá là thuần túy giải sầu. Nếu như anh dùng nội lực mà câu cá đương nhiên sẽ mê hoặc người thường đó. Nhưng người Đoạn Đức Thành không linh nghiệm. Sa Thiên nói. Chú Đoạn nói Đoạn Đức Thành công lực thấp, tôi hỏi rồi, ông ta nói cứ lập lờ. Người này có thể là một cao thủ, nhưng tôi nghĩ, chắc cũng không cao hơn tôi. Tất cả những cao thủ đều nghĩ mình hơn đúng không? Ông ấy không phải thích câu cá sao? Chúng ta cứ đi câu thắng ông ta một phen xem. Diệp Phàm thần bí cười nói. Chương 2963, ai điên hơn ai? Chỉ có thể thử thôi, tôi vừa gọi điện rồi. Nghe nói ngày mai trong nhóm họ có tổ chức một hoạt động, đến đập bách phẩm trên sông Ngưu Dương câu cá. Có thể như là cuộc thi xem ai câu được nhiều cá hơn. Đoạn Đức Thành cũng là người ưa thể diện, đến lúc đó anh ra tay đánh bại ông ta rồi. Tôi thấy, phải nhanh chóng chuẩn bị đồ đi câu cá tốt nhất thôi. Sa Thiên cười nói. Không cần. Chúng ta không cần dùng đến dụng cụ câu cá tốt nhất. Diệp Phàm khua tay nói. Không cần phải tốt nhất đến lúc đó chúng ta mất mặt thì phải sao? Sa Thiên hỏi. Chúng ta sẽ dùng công cụ câu cá lâu đời nhất, cổ xưa nhất để mà thắng ông ta có thể tự xưng là ẩn sĩ, chúng ta càng phải là cao nhân hơn ông ta mới được. Diệp Phàm cười nói. Cô Chu, độc điếu Hàn Giang tuyết, tiếc là sắp đến mùa hè rồi, có thể đi đâu tìm tuyết đây? Ha ha. Thầy quên rồi sao, thầy là cao thủ mà, thủy công có thể tích lại thành hơi nước, lần trước không phải hơi nước tích lại thành tuyết sao? Tôi nghĩ một khi thầy đến cảnh giới bán thần tiên có lẽ vận dụng thủy công mà có thể làm thành bông tuyết được. Vỗ tay cũng có thể khiến một trận mưa đổ xuống. Sa Thiên cười nói. Bán thần tiên, đó là chuyện quá xa rồi. Hiện giờ đến đỉnh cao của thập nhị đẳng tôi còn chưa lên được, cứ từ từ. Diệp Phàm gật đầu nhìn Sa Thiên rồi hỏi. À lẽ nào cậu và Tuyết Nha bye bye rồi sao? Ôi, chuyện này, chẳng còn cách nào cả, cô ấy rắn lắm. Tuyệt đối không được phạm vào ý nguyện phi linh đăng của nhà họ Tuyết. Đời này tôi phải hạ được phi linh đăng này, nhưng có thể chỉ là mộng tưởng mà thôi. Thực ra đến mơ tôi cũng không dám nghĩ. Sa Thiên buồn bực nói. Anh cùng lão phi có thấy phòng của Viên Viên có gì không? Diệp Phàm hỏi. Tôi không phát hiện ra gì cả, nhưng tiền bối phí đúng là rất tỉnh táo. Cả ngày 24 tiếng đồng hồ, chỉ trừ thời gian ăn cơm ra, rất ít khi nghỉ ngơi, ông đều quan sát phòng của Viên Viên. Ông nói nếu ông có thể gặp được cao thủ thần bí kia thì ông vui lắm, nhưng người kia vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Tôi đang nghĩ, có phải là ảo giác của ông ấy không? Ông ấy đã có tuổi cao rồi, 100 tuổi rồi. Thường thì tuổi này não luôn xảy ra vấn đề gì đó phải không? Nếu không biết chúng ta có lắp camera thì cũng chẳng phát hiện ra được. Trừ phi là có quỷ. Sa Thiên nói. Cái này cũng khó nói, bản lĩnh của cao thủ chúng ta chẳng thể nào có thể nói rõ ràng được. Việc này là vấn đề về cấp bậc. Đối với người một ngày chỉ kiếm được 20, 30 tệ thì anh ta không dám tưởng tượng ra một bàn ăn phải trả đến 7, 8.000 tệ. Diệp Phàm cũng không thể khẳng định. 8 giờ sáng ngày hôm sau. Trên đập bách phẩm tương đối náo nhiệt, nơi này bình thường chẳng có người nào, hôm nay lại có đến cả chục người. Lão Đàm, hôm nay chúng ta phải làm một kỳ tích. Đoạn Đức Thành cười nói với một người tóc đã bạc. Tôi nói này lão Đoạn, hôm nay chưa chắc ông đã có được điểm tốt đâu, những lần trước đều không sai biệt lắm, lần này cũng có thể đổi chủ tồi, hôm nay toàn là sát thủ câu cá đó.
Lão Đàm đắc chí cười nói. Ồ, sát thủ, trên đời lại có cần câu công nghệ cao à, hình như chưa nghe thấy bao giờ cả. Các ông ngày ngày chỉ thích chơi những đồ cổ tôi, những cái mới này cũng không bằng cần câu của chúng tôi đâu. Mà câu cả thì quan trọng là bản lĩnh mà. Đoạn Đức Thành hừ nói. Ha ha, trên thế giới không có phát minh gì mới, nhưng đội xanh của chúng ta vẫn là phương pháp cũ. Bảo đảm mọi người sẽ thua mà phải tâm phục khẩu phục, như thế may mắn sẽ lại thuộc về đội xanh rồi. Lão Đàm nói đến đây nhìn mấy vị bên cạnh nói. Sao mấy Anhem, chúng ta có lòng tin hạ đội đỏ không? Có. Mấy đồng chí của đội xanh đều lên tiếng. Không lâu sau, mấy người của cả hai đội xanh đỏ đã dàn thế trận, chiếm đến gần 200 mét đập bách phẩm. Bởi vì một người có đến hai cần câu. Mà những đại gia đều mang cả bàn cha đến nữa, có những đồng chí còn đang lấy trà ra pha rồi. Những người này đa phần đều đã về hưu rồi, hoàn cảnh gia đình không tồi chút nào. Có thể mượn cái xe cũng không vấn đề gì. Đoạn Đức Thành là người nóng lòng nhất, ông ta và Lão Đàm là thủ lĩnh của đội xanh, nhất định phải phân định thắng thua rồi. Vừa mới được mười mấy phút nhung hình như hôm nay không gặp may, hai mươi mấy súng câu cá mà chẳng có con nào cắn câu, Lão Đàm và Đoạn Đức Thành có chút lo lắng rồi. Không ngờ hôm nay sợi dây câu lại phản ứng chậm chạp như thế, nhìn đến hoa cả mắt. Đúng lúc này một âm thanh cao vút ở bên trên truyền đến. Nhất cao nhất lỗ nhất ngư ông, nhất cá ngư ông nhất điếu câu. Nhất phách nhất hồ hữu nhất tiếu, nhất nhân độc chiêm nhất giang thu. Đột nhiên lại có người ngâm nga điếu ngư tuyệt cú của Kỳ Hiểu Lam. Trong lòng mọi người thấy phiền, khiến cho người hát kia càng phiền. Không lâu sau, thấy một đội cần câu trúc trên thượng nguồn. Một người đội chiếc nón che nhìn rất nhàn hạ, vừa hát vừa câu cá. Đằng sau còn có một người cũng đội nón lá chèo thuyền. Cứ hát xong là cá lại cắn câu. Ra ra, đi thuyền ra chỗ khác, không được hát. Đoạn Đức Thành tức giận, bởi vì bè tre đó đã đến gần chỗ ông ta câu. Bè tre đến thế này thì còn câu cá cái khỉ gì nữa. Đúng lúc này, Lão Đàm cười điên cuồng, một con cá chấm cỏ chừng 1,5 kg bị lão ta cho vào thùng của lão, Đoạn Đức Thành tức đền đỏ mắt. Nhưng người ta cũng không thèm để ý Đoạn Đức Thành. Có nghe thấy không, cút ra mau. Thấy người kia vẫn chưa phản ứng gì, Đoạn Đức Thành đã tức nhảy dựng lên rồi. Sông của sông nước, nên ai cũng có thể câu cá được, đây là địa bàn của tôi, cút ra cho tôi. Người trên bè tre còn tức và điên cuồng hơn cả Đoạn Đức Thành nói. Ồ, thiếu tử, có khí phách à, muốn chọc tức lão phải không? Đoạn Đức Thành đúng là tức rồi. Đứng dậy nhìn chằm chằm vào bè che cách ông ta 20 mét. Lão thất phu ta đây không có thời gian để nói lại với ông. Chỉ biết mau cút khỏi đây, hôm nay nơi này là địa bàn của tôi, cút đi hết mau. Diệp Phàm khí phách nói. Tiểu tử, nói to hơn chắc sẽ đau lưỡi hơn đấy. Lão Đàm cũng không nhịn được nói xen vào. Sao, các người muốn câu thì tôi không được câu sao? Hôm nay nếu không cút hết đi. Diệp Phàm nói nửa vời chính là kích Đoạn Đức Thành. Sao, lẽ nào muốn chặt tay của anh mới thôi hả? Đoạn Đức Thành chỉ Diệp Phàm nói. Bẻ nắm tay sao, có tin là cánh tay rồi cả chân của lão ta cho một trường xong không? Diệp Phàm hừ nói, cần câu đưa lên trước chút. Chó má, lại dám đùa cợt trước mặt ta sao? Đoạn Đức Thành không chịu được rồi, cũng tung cần câu trong tay ra, sợi câu như con rắn lao về phía Diệp Phàm quấn lên cổ. Thấy thế Đoạn Đức Thành như muốn câu con cá kia. Xuống. Chỉ là một thứ hỏng nát mà thôi, xin lỗi, lại bất kính rồi. Diệp Phàm giơ tay ra bắt lấy rồi giật một cái khiến Đoạn Đức Thành suýt nữa thì nôn mửa ra, chiếc cần câu trong tay đã bay ra. Lập tức ngay lúc đó mặt Đoạn Đức Thành đã đỏ bừng. Bình thường ông ta là thủ lĩnh của cả nhóm, người ta cũng biết là ông ta cũng có võ công. Ngay cả 7, 8 người xông vào ông ấy cũng có thể giải quyết gọn nhé. Hôm nay mọi người đều nghến cổ mà nhìn xem ông anh sẽ làm gì nhưng không ngờ lại mất mặt như thế. Đoạn Đức Thành có thể chịu nhịn được nỗi nhục này không? Cầm lấy một chiếc cần câu khác rồi lại quăng lên phía trước, lần này ông ta đã cẩn thận hơn trước, lúc trước có thể là đã khinh thường quá. Lần này sợi dây câu đã hướng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng tránh ra sợi dây và vòng quấn của Đoạn Đức Thành đều cùng nhau. Hai bên đều tấn công. Nội lực Diệp Phàm thoát ra. Cứ như một máy hút bụi vô hình vậy, cần câu cá đến trước mặt Đoạn Đức Thành. Quấn trên eo của ông ta một vòng, bốc một tiếng giòn vang. Đoạn Đức Thành đột nhiên như biểu diễn bay trên không trung bởi vì bị Diệp Phàm quật lên quật xuống.
sợ tới mức mọi người đều hét cả lên. Ha ha ha. Không ngờ được Đoạn Đức Thành lại cười sảng khoái như thế, đứng dậy nói với Diệp Phàm. Được lắm, các hạ đúng là cao thủ, chúng ta cùng lên trên này câu cá. Diệp Phàm lại né ra, rõ ràng là ghế của Đoạn Đức Thành đã bị Diệp Phàm lến lên trên bè. Sa Thiên ở đằng sau đã vùng gậy trúc lên, bè trúc như mũi tên đi xuống dưới, những người đứng đó đều phải ngây cả người nhìn. Xin lỗi, bác Đoạn, cháu là Diệp Phàm, Đoạn Hải Thiên là anh cháu. Bè trúc đi nhanh xuống cuối dòng nước không còn nhìn thấy người câu cá đâu, Diệp Phàm đứng lên làm động tác nhận lỗi. Chẳng trách. Đoạn Đức Thành ngồi xuống, nhìn Diệp Phàm nói. Đến tìm ta muốn lấy Phật Liên đúng không? Vâng, vốn muốn đến hỏi thăm bác rồi nhưng gần đây cháu bận quá không đến thăm bác được. Diệp Phàm nói. Anh biết tôi sẽ đưa cho anh sao? Đoạn Đức Thành nhìn Diệp Phàm hừ nói. Ha ha, cái đó đương nhiên cháu không dám xác định rồi ạ. Nhưng nghe nói bác tự xưng là cao thủ câu cá, còn được gọi là kim điếu can. Chúng ta đánh cuộc câu cá thế nào? Diệp Phàm cười nói. Được, nhưng điều kiện tiên quyết là không được dùng nội lực. Chỉ có thể như người bình thường mà thôi, so sánh cũng là kỹ xảo. Hạn trong nửa tiếng, ai câu được nhiều thì thắng. Tôi biết anh là cao thủ, không được đùa giỡn. Bằng không anh mãi mãi không có được Phật Liên đâu. Đoạn Đức Thành cũng nói, đúng là một ông cố chấp. Được. Diệp Phàm gật đầu. Không dùng nội lực thì bác có thể cảm giác được đúng không? Nội lực tuy nói là vô hình nhưng người luyện công lâu năm đều có thể cảm nhận được. Một khi dùng đều khiến gió, hay cỏ cây động. Chúng ta tìm nơi sóng yên gió lặng câu được không? Vâng, cứ thế đi ạ. Nhưng chỗ khi nãy mà mọi người câu cũng rất bình lặng. Hôm nay để cho mọi người làm chứng. Đoạn Đức Thành gật đầu biết rằng tên này không phục, nên muốn lấy lại sĩ diện trước mọi người. Nhưng Diệp Phàm chẳng hề do dự gì, liền gật đầu. Sa Thiên bắt đầu lái thuyền không lâu sau về đến đập Bách Phẩm, tìm chỗ yên tĩnh, hai bên đã vào vị trí. Đoạn Đức Thành nói với những bạn câu về cuộc đánh cuộc của hai người. Đơn giản nếu như Diệp Phàm thua thì phải gọi Đoạn Đức Thành là đại sư. Chương 2964, thủ đoạn. Yes sir, hôm nay không chừng chúng ta còn được thưởng thức tài câu cá của Diệp đại sư. Chúng ta sắp mở rộng tầm mắt rồi. Hậu sinh khả úy mà. Ông Đàm vừa cười vừa nói. Đúng rồi, tuổi trẻ thì phải tiến lên chứ. Nhất thời mười mấy người đồng loạt xôn xao. Bắt đầu câu cá. Đoàn Đức Thành vẫn không thể nào yên tâm với Diệp Phàm, y ra vẻ đang rất thoải mái câu cá, nhưng thật ra ánh mắt lại đang để ý tới Diệp Phàm, sợ Diệp Phàm dùng nội công. Dĩ nhiên Đoàn Đức Thành cũng khá tự tin. Mày muốn dùng nội công khiến cho cá trong hồ cắn câu thì chí ít cũng làm mặt nước gợn sóng. Nếu không thế thì cho dù nội công của cậu có giỏi tới đâu chăng nữa cũng không thể làm cho cá cắn câu mà lại sóng yên bể lặng được. Ngày hôm nay Đoàn Đức Thành vận công không tốt là do anh ta đã gặp phải người quái thai là Diệp Phàm. Mới đầu anh ta làm ra vẻ rất nghiêm chỉnh ngồi câu cá. Mới được 5 phút đồng hồ, Đoàn Đức Thành đã có thu hoạch rồi. Một con cá chép nặng 1,5 kg được anh ta thả vào thùng. Anh ta đắc chí nghiêng người liếc sang bên Diệp Phàm. Phát hiện thấy không hề có chút động tĩnh gì. Diệp Phàm này, xem ra tình hình bên anh không được tốt cho lắm. Câu cá cũng cần có kỹ thuật, hơn nữa kinh nghiệm là thứ rất quan trọng. Lão Đoàn tôi kinh doanh ở đây ít nhất cũng mấy năm rồi. Vậy nên, việc này không phải nói có là có ngay. Đoàn Đức Thành vừa thả câu vừa nói kế sách với Diệp Phàm. Là do lưỡi câu, chính là lưỡi câu, xem ra Lão Đoàn anh có thể gọi là Kim Thương Vương, rồi đấy. Lão Đàm vừa nhìn đã ngay lập tức lớn tiếng tiếp lời. Đúng vậy, vẫn là do lưỡi câu lợi hại, mới có 5 phút mà đã câu được con cá to như vậy rồi, thật khâm phục. Một người nữa cũng lên tiếng. Đám người này vẫn còn muốn đả kích mình, phân tán sự chú ý của mình, Diệp Phàm cười lạnh nhạt trong bụng, ngoài miệng lại cười nói. Thời gian quy định vẫn còn 25 phút, người cười cuối cùng mới là anh hùng. Không chừng một lát nữa con cá vua trong hồ sẽ tiếp nhận lời mời của tôi đó. Ha ha, xem ra phải mỏi mắt mong chờ rồi. Đoàn Đức Thành nói giọng châm chọc. Cá vua á, chúng tôi đã câu cá trong mấy cái đập ở đây đã mấy chục năm cũng chưa từng nghe qua cá vua. Loài cá vua đó chỉ có trong truyền thuyết thôi. Mấy người cười nói. Nhìn thấy 30 phút đồng hồ chỉ còn lại 1 phút, trong thùng nước của Diệp Phàm vẫn rỗng tuếch. Đồng chí Đoàn Đức Thành đã câu được 3 con cá rồi, tổng cộng cũng được 23 kg rồi. Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Ha ha ha,
chỉ còn mấy chục giây nữa, chúng ta có thể đếm ngược được, ha ha ha. Các anh em hãy cùng tôi đếm ngược nhé. Đoàn Đức Thành bắt đầu đánh tâm lý, lấy tiếng cười để gây chấn động, đương nhiên là dọa cho bọn cá sợ rồi. Lúc này thì Đoàn Đức Thành đã không còn muốn câu cá nữa rồi. Chỉ cần có thể quấy nhiễu Diệp Phàm không thể câu được cá là được rồi. Nhận thua đi anh chàng ạ, chịu gọi một tiếng Đoàn sư phụ thì có hề gì chứ. Nếu với tính khí nóng nảy của ta thì không dập đầu ba cái không được. Lão Đàm lại tiến gần. Đúng thế, đúng thế. Có thể cúi đầu ba cái với Đoàn sư phụ cũng là phúc phận của anh đấy. Một người khác cũng hùa vào theo. Thật sao? Diệp Phàm thản nhiên cười, đột nhiên nhìn hướng xuống hồ, kinh ngạc kêu lên. Ái chà, xem ra đúng thật là cá vua đã tới rồi. Các ông nhìn xem, hình như là chạy tới chỗ tôi đấy. Nhìn bọt nước thế kia thì nhất định con cá vua này phải to lắm. Mọi người nghe thấy vậy liền xuống lại xem. Thật đúng là có một con cá dài chừng hơn 1,5 mét đang bơi tới. Những cái bọt nước nổi lên kia thì ngay cả những ai mở mắt cũng nhìn thấy rõ ràng. Mọi người tức thì trở lên hưng phấn, thiếu chút nữa đã kêu lên. Lại đây! Đoàn Đức Thành hét to một tiếng, kỳ thực là muốn con cá kia sợ hãi mà bỏ chạy. Mười mấy người đồng loạt kêu lên. Thế nhưng điều làm đám người này ngạc nhiên chính là con cá vẫn bơi thẳng một mạch tới chỗ mồi câu của Diệp Phàm. Hơn nữa còn há miệng sẵn sàng nhằm thẳng vào lưỡi câu của Diệp Phàm nuốt chửng miếng mồi. Cảm ơn ngươi quá, người ăn hem cá vua của ta, ha ha ha. Diệp Phàm sung sướng kéo cần câu. Cũng gớm thật đấy, khoảng chừng 30-40 cân đấy. Lão Đàm cũng không nhịn được, phải thốt lên. Đã hết giờ. Sa Thiên đứng bên cạnh nãy giờ không hề hé răng, đột nhiên hô một tiếng. Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhất thời họ nhìn nhau, cuối cùng đổ dồn ánh mắt về phía Đoàn Đức Thành. Mặt anh ta đã biến thành màu tím, thở dài. Được rồi, cần câu vàng này chúng ta phải chuyển sang cho Diệp Phàm rồi. Ha ha ha, Đoàn đại sư, chỉ là do tôi vận khí tốt mà thôi. Con cá vua này, tặng cho các ông đó. Diệp Phàm cười nói, lấy lại thể diện cho Đoàn Đức Thành, sắc mặt anh ta lúc này mới dễ coi hơn một chút. Sa Thiên cười khẩy trong bụng. Không ngờ mấy người này lại tới đây thỉnh giáo kinh nghiệm câu cá của Diệp Phàm lại làm bộ dạng, sư phụ, nhắc nhở, học trò nhỏ. Thực ra thì tất cả những gì hắn nói đều là nói nhảm. Đương nhiên, tuy nói là không dùng nội công nhưng thực ra là đã dùng rồi. Là do con rơi của Diệp Phàm đang âm thầm làm mà thôi. Con rơi xuất hiện không một tiếng động nhưng ngược lại đó là một kế sách lừa dối. Buổi trưa, con cá vua đã bị làm thịt. Đám người này nói rằng không nhịn được nên đã làm thịt ăn. Vì vậy nên nó đã bị chặt ra thành từng khúc phân cho mỗi người mang về khoe với bà vợ ở nhà. Đoàn Đức Thành được cái đầu cá, Lão Đàm được cái đuôi. Hai người này vẫn còn rất đắc ý. Trở lại thành phố Long Hưng, ba người đi vào một quán rượu, Đoàn Đức Thành gọi rượu và thức ăn cho ba người. Ôi! Đoàn Đức Thành uống một ly rượu ngũ lương, sau đó thở dài. Anh cả có tâm sự gì, nói thử bọn em nghe. Diệp Phàm hỏi. Thật là xấu hổ, Phật Liên, giao cho ta thua cuộc với người khác rồi. Đoàn Đức Thành nhăn nhó, không ngờ lại đỏ mặt nói ra. Anh nói không khách khí chút nào. Anh đã thua cuộc với người khác rồi lại còn mặt dày đánh cược với anh Diệp nữa, ra mặt anh xem ra cũng dày đấy. Sa Thiên vừa nghe thấy liền tức giận, Diệp Phàm đối với Đoàn Đức Thành rất khiêm nhường, nhưng Sa Thiên thì không có thói quen đấy, liền xen vào. Kỳ thực thì cũng là lên tiếng thay Diệp Phàm. Nói ra thật xấu hổ, tôi có chút tính toán nhỏ mọn. Tuy là, Phật Liên, này thua cuộc nhưng ngược lại thì sự thua cuộc này lại khiến cho mọi người được biết rõ về phương trưởng viên chi của chùa Đấu Nguyên chúng tôi. Phật Liên, này bị rời đi rồi, bây giờ chỉ còn lại chùa Đấu Nguyên. May mắn là viên chi không nỡ bỏ các đệ tử, bằng không thì cậu cũng không còn cơ hội. Tôi nói vậy nhưng tôi thấy không phục, cậu là một cao nhân, vậy thì hãy tới chùa Đấu Nguyên một chuyến, có thể lấy lại, Phật Liên, hay không thì phải xem vận mệnh của cậu thế nào rồi. Tuy những lời tôi nói là không hợp đạo lý nhưng cũng muốn cho viên chi biết thất bại một phen. Đoàn Đức Thành nói, Phật Liên này rốt cuộc trông như thế nào vậy, anh có thể nói rõ không? Còn nữa, anh chịu thua viên chi như vậy sao? Diệp Phàm hỏi. Ôi nói ra thật xấu hổ. Đoàn gia chúng tôi cũng coi như là gia tộc có tiếng về võ thuật, thế nhưng trong xã hội bây giờ thì đã xuống dốc rồi. Một thế hệ trong nhà đều do tôi dạy võ, cấp bậc lại không cao, cũng chỉ ở thất đẳng khai nguyên.
mà biển trời cũng không cao lắm, con cháu đời sau không có ai vượt qua nổi ngũ đẳng. Hơn nữa, con người ít có được thương cảm, có gom góp lại cũng không đủ một lớp. Tôi rất thích tới chùa Đấu Nguyên đánh cờ, trước đây đánh cờ cùng Lão Phương Trượng, sau đó Lão Phương Trượng về cõi Phật thì nhượng lại cho Viên Chi. Chưa hiểu rõ được người này lúc bình thường biểu hiện thế nào. Lúc trước khi tôi cùng với Lão Phương Trượng đánh cờ thì hắn ta chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh xem mà không hề phát ra tiếng động gì. Tôi cũng đã coi thường y, sau này khi đánh cờ cùng Viên Chi rồi, có một dịp hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Liền đánh cược với nhau ba trận. Tiền đánh bạc bên ta chính là Phú Liên. Lão Phương Trượng biết nhà tôi có Phú Liên. Phía bên Viên Chi, tôi yêu cầu nếu như bọn họ thua cuộc thì phải đưa Thiên Sinh Bát của chùa Đấu Nguyên cho tôi. Đoàn Đức Thành nói. Thiên Sinh Bát là cái gì vậy? Nó có tác dụng gì? Diệp Phàm tỏ ra hiếu kỳ liền hỏi. Thứ này cậu có nhìn bên ngoài cũng không phát hiện ra điểm gì nổi bật cả, chỉ đơn giản là một tảng đá được tạc theo hình dáng một bình đá. Tuy nhiên, vật này rất lớn. Chu vi rộng khoảng 1 trượng 5, chiều cao cũng trên dưới 2 mét. Theo lời Phương Trượng thì loài cây này đặc biệt rất dễ sống, nhưng phàm là có ngụ ý, hoa của nó nhanh héo hơn so với các loại cỏ, chỉ cần chuyển tới chỗ Thiên Sinh Bát Lý thì nhất định sẽ được cứu sống. Nguyên nhân này thì không ai biết rõ, theo Lão Phương Trượng đoán thì loại đá này có thể hấp thụ chất khí đã ngưng tụ. Vì vậy mà trồng vào đó thì dễ sống. Hơn nữa những cây trồng bên trong lại có xu thế vươn dài, rất thu hút mọi người. Cây này rất có nghị lực, tôi muốn nói tới ngoại hình cây Phật Liên nhà chúng tôi, kỳ thật nó giống như một cái tay Phật vậy. Điều này chỉ rõ là có kết quả rồi. Phật trưởng này rất khó hình thành, khoảng 7-8 năm mới được một cái. Phật Liên này quả thật là hoa rồi. Phật trưởng lớn lên trong suốt, giống như hổ phách vậy, trông rất đẹp mắt. Vốn dĩ nhà ta đã có 2 Phật trưởng, chỉ có điều, sau đó thì cháu ta bệnh nặng nên đã dùng một cái Phật trưởng. Sau đó cái còn lại luôn được treo trong Phật Liên cho tới khi thua cuộc thì trao cho chùa Đấu Nguyên. Cách một thời gian tôi lại đi xem nó, mấy hôm trước vừa tới xem xong, Phật trưởng hiện lên vẻ vàng óng, chỉ ít nó cũng có lịch sử vài chục năm rồi. Viên Chi cười nói vậy là muốn chọn ra ngày lành tháng tốt để phục dụng đệ tử đắc ý nhất của hắn là Ngưu Bá, dùng tấn công để đạt tới đỉnh là cấp 10. Đoàn Đức Thành nói, Ngưu Bá à, người này rất khí phách, có thể tấn công đánh tới cấp 10. Xem ra tay chân của Viên Chi cũng không hề kém đâu. Diệp Phàm nói. Ha ha ha, thuộc hạ của Viên Chi nhất định không kém cỏi. Tuy nhiên, cũng chỉ cao hơn ta 2 bậc thôi. Cậu hoàn toàn có thể dễ dàng bắt được hắn. Trái lại thì Ngưu Bá vẫn ít tuổi, năm nay mới có ngoài 30. Được Viên Chi nuôi dạy từ nhỏ, tên này số đỏ, có hôm tới Thiên Sinh Bát chơi, hồi đó Ngưu Bá rất nhỏ, chỉ chừng 7-8 tuổi. Phát hiện ra một cái hố thấy rất tò mò liền mang xẻng đào xem thử. Không ngờ hắn đào thấy một con cóc, nhìn thấy toàn thân con cóc phát ra màu đỏ, hơn nữa nó đang cắn mấy cái cây ở phía trong Thiên Sinh Bát. Phải biết rằng trong chùa này đều rất quý trọng các loại thực vật bên trong Thiên Sinh Bát. Trong lúc tức giận Ngưu Bá muốn bóp chết cái con cóc kia. Kết quả ngược lại là bị con cóc cắn cho một phát. Ngưu Bá tức giận, người cắn ta cũng cắn ngươi, hắn há mồm hướng về phía con cóc kia. Rất quái lạ là mới cắn nhẹ vào con cóc kia thôi mà không ngờ con cóc ấy chảy ra rất nhiều máu vàng. Hương vị rất ngọt ngào, vô cùng dễ chịu. Kết quả là toàn bộ máu của con cóc đều bị Ngưu Bá hút sạch rồi. Sau đó hắn mới bắt đầu bị dày vò, đau bụng không chịu nổi. Không ngờ Lão Phương Trượng Viên Chi lại phế đi bản thân mình mới cứu được Ngưu Bá. Từ đó về sau, Phương Trượng mất hết công lực, còn Ngưu Bá mới lên 7-8 tuổi đã bắt đầu có nội công khoảng hơn 30 năm rồi. Như vậy thì càng không thể cứu vãn rồi, tới hiện tại thì mới có hơn 30, lại còn mới là cường nhân cấp 10 bậc khai nguyên thôi. Nguy rồi, lần đó tôi cùng với Viên Chi nhìn bên ngoài thì có vẻ chỉ đơn giản là đang đánh cờ, nhưng kỳ thực là đang đọ sức với nhau trên bàn cờ đó. Kết quả là tôi thua, không đọ được với Viên Chi. Hơn nữa, tên Ngưu Bá lại không ngừng cười trộm nữa. Đoàn Đức Thành nói, có chút buồn bực. Chương 2965, thu nhận đệ tử. Ngưu Bá, người này chẳng phải rất thật thà chất phác sao? Diệp Phàm giật mình. Bên ngoài đúng là dáng vẻ thật thà chất phác, nhưng lại rất nghĩa khí, vậy để xem anh có lọt vào mắt xanh của cậu ta không? Đoàn Đức Thành cười nói. Cao thủ của chùa Đấu Nguyên không hề ít. Sa Thiên không nhịn được, hỏi. Tên này chính là phần tử giỏi nhất của chùa Đấu Nguyên này, xem ra chân tay ngứa ngáy rồi.
không nhiều lắm, chỉ khoảng 3-4 người biết võ. Những người khác chỉ là học kiểu như tập thể hình vậy. Dẫu sao thì luyện công cũng phải nhìn xương cốt mà không tốt thì cũng không luyện được gì. Đoạn Đức Thành nói, Đoàn gia chúng ta dưới thời Minh cũng có mấy chục cao thủ đấy. Bây giờ thì sao chứ, ngay cả một cao thủ cũng không có. Toàn bộ võ thuật cũng bị suy giảm rồi. Loài người hiện đại cũng có mấy ai chịu được khổ sở vất vả lúc luyện công đâu. Hơn nữa, bây giờ toàn dùng súng ống xông lên đánh, võ công dần dần thất thế rồi. Người luyện công mấy chục năm cũng chẳng bằng một khẩu súng AK-47. Kỳ thực thì bọn họ không hiểu được võ thuật đích thực là thế nào. Đợi một lát rồi đi. Diệp Phàm hỏi. Được, tôi sẽ gọi điện trước cho Viên Chi. Nếu như anh ta ở trong chùa thì anh ta sẽ nhận lời thách đấu của tôi đấy. Lúc đó anh ra tay là được. Đoạn Đức Thành cười nói, vẻ mặt hứng khởi. Nói chuyện điện thoại xong, Đoàn Đức Thành nói đúng là Viên Chi đang ở trong chùa, hơn nữa anh ta còn nhận lời thách đấu nữa. Chùa Đấu Nguyên nằm trong thị trấn Long Xuyên vẫn còn có tiếng tăm, chùa chiếm diện tích khá rộng. Ngày bình thường thôi cũng tràn ngập hương khói. Lại có rất nhiều du khách vì hâm mộ tiếng tăm mà tới, quang cảnh cũng không tệ, vậy nên đây cũng là nơi tìm tới để nghỉ ngơi được. Bây giờ mới xế chiều, thế nhưng chùa lại đóng cửa nói là để tu sửa gì đấy. Đoàn Đức Thành và các vị hòa thượng trong chùa đều biết rõ. Vừa tới cổng, một vị hòa thượng trẻ tuổi chắp tay cúi chào, rồi nói. Phương trưởng đã chờ ở hậu viện rồi. Vị hòa thượng liếc nhìn Diệp Phàm và Sa Thiên một cái. Đoàn Đức Thành gật đầu, ba người đi theo vị hòa thượng đi thẳng tới hậu viện. Hậu viện còn có một đạo quán cửa hình vòng cung, phải đi qua một cái cầu đá hình vòng cung mới tới nơi. Đi vào bên trong mới phát hiện ra đó là một vườn hoa. Có cây cầu nhỏ, có dòng nước chảy, có đàn cá bơi dưới nước, có hòn non bộ, cây lớn cây nhỏ, cái gì cũng có, toàn bộ lối đi nhỏ được rải đá cuội. Hai bên nước chảy lững lờ, dưới hồ cá lượn từng đàn tung tăng, thật là khiến người ta thấy sảng khoái. Quang cảnh nơi này cũng không tồi chút nào. Đoàn Đức Thành cười nói. Ừ, cầu nhỏ, nước chảy, thật là một chốn nghỉ ngơi lý tưởng. Diệp Phàm gật gật đầu. Phải đấy. Các vị hòa thượng đại sư ở đây đều có thái độ đúng mực. Nói năng lễ phép, mở miệng là có thể nói ra những lời, những lý lẽ của Phật rất sâu sắc. Đoàn Đức Thành cười nói. Ha ha ha, Đoàn thí chủ quá khen. Lão nạp thật không dám nhận đâu, chỉ là một hòa thượng thô tục thôi. Lúc này có tiếng cười phát ra. Diệp Phàm đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện ra có một vị hòa thượng cao to đứng cạnh ao cá, trên người khoác chiếc áo cà sa màu xám, giống như đang đóng giả là một hòa thượng vậy. Đứng bên cạnh còn có một đại hán, y có dáng người giống như Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Nhưng mà y vẫn để đầu húi cua, không phải là hòa thượng. Không rõ y là ai, hẳn không phải là Ngưu Bá. Ngưu Bá, người càng ngày càng có tướng mạo đấy. Đoàn Đức Thành hướng về phía người thanh niên đứng cạnh lão hòa thượng cười nói, anh ta đang nhắc khéo cho Diệp Phàm biết tên này chính là Ngưu Bá đấy. Tôi ngày nào cũng có tinh thần, lẽ nào Đoàn đại sư lại không nhận ra sao? Ngưu Bá cười đáp, nghe nói gần đây cậu chạy khắp nơi, có phải là đã rời chùa rồi không? Đoàn Đức Thành cười hỏi, Đấu Nguyên Tự là nhà của tôi, Ngưu Bá vĩnh viễn không rời đi. Chỉ là tôi ra ngoài dạo chơi một chút thôi. Ngưu Bá lắc lắc đầu. Ai? Viên Chi đột nhiên thở dài, liếc nhìn sang Ngưu Bá một cái, nói. Ngưu Bá con cũng trưởng thành rồi. Ta biết tình cảm của con với Đấu Nguyên Tự, nhưng con đã ngoài 30 rồi. Đã trưởng thành rồi, cũng đã tới lúc phải thành gia lập nghiệp. Lần này ta kêu con đi ra ngoài cũng chính là muốn để con đi, về sau nếu muốn trở về chùa chơi thì về lúc nào cũng được. Hãy nghe lời sư phụ. Ngưu Bá con xin thề, chỉ khi nào người trong Đấu Nguyên Tự này đánh thắng con, khi đó con sẽ rời chùa. Nói cách khác, sư phụ không đánh thắng con thì con sẽ vĩnh viễn không rời khỏi chùa. Ngưu Bá nói, thằng nhỏ này, Viên Chi dở khóc dở cười. Muốn rời khỏi đây vẫn còn bày đặt. Đúng lúc này, Sa Thiên đứng sau Diệp Phàm mới hừ một tiếng. Ngươi từ đâu tới, lời của ngươi là ý gì chứ? Ngưu Bá tức giận, tiến lên trước mấy bước, hai mắt trừng trừng nhìn Sa Thiên lạnh lùng. Ngưu Bá, đừng làm vậy, họ là bạn của ta. Đoàn Đức Thành vội tiến lên chặn trước mặt Sa Thiên. Diệp Phàm là cao thủ, có thể đánh thắng Ngưu Bá. Nhưng người đi cùng Diệp Phàm tới đây hẳn không phải là kẻ lợi hại cho lắm, võ công cùng lắm là cấp 5, 6, sao có thể là đối thủ của Ngưu Bá được.
Tính tình của Ngưu Bá thì Đoàn Đức Thành là người rõ nhất. Làm anh ta nổi giận thì ngay cả Thiên Vương cũng không làm gì được. Không phải là ngươi muốn rời khỏi Đấu Nguyên Tự sao? Sa Thiên mới là người không sợ, đứng phía sau lưng Đoàn Đức Thành lớn tiếng đáp trả, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Về phần ta là ai, ngươi cứ gọi ta là Sa Thiên được rồi. Ta là tùy tùng của Diệp Phàm tiên sinh đây. Ngươi gọi là kẻ, tôi tớ cũng được. Ý của ngươi là ngươi có thể đánh bại ta sao? Có điều, một kẻ, tôi tớ, kiêu ngạo như thế thì nhất định là có tài năng đúng không? Thế nhưng ngươi không đủ tư cách để đấu với ta, hay là kêu chủ nhân của ngươi ra đây đánh với ta mấy chiêu? Để ông nội ta đây dạy cho ngươi biết thế nào là lễ giáo. Nhà ngươi phải trả giá thật lớn cho sự kiêu ngạo, ngông cuồng này. Ngưu Bá trừng mắt nhìn Sa Thiên, lại còn bẻ tay kêu răng rắc, có ý dọa Sa Thiên. Ngươi nói Diệp Phàm tiên sinh đúng không, không phải Sa Thiên ta coi thường ngươi đâu, nhưng ngươi muốn đấu với hắn sao? Ha ha ha, về căn bản mà nói là ngươi không đủ tư cách. Chỉ cần kẻ, tùy tùng, ta đây ra tay là đủ rồi. Ngươi chỉ có hai bàn tay sao mà đủ được. Sa Thiên không chịu thua, vẻ mặt coi thường. Ngưu Bá thiếu chút nữa tức điên, y quát. Lại đây, lập tức tới đây, để ông nội Ngưu Bá cho ngươi nếm mùi vị của cú đấm. Kỳ lạ là chính là Viên Chi và Đoàn Đức Thành lúc này đều né sang một bên, cười chế giễu nhưng lại không hề lên tiếng ngăn cản. Ta không dễ dàng ra tay như vậy đâu, muốn ta ra tay phải có điều kiện. Sa Thiên hừ một tiếng. Nói. Ngưu Bá khí phách dữ dội. Thiên sinh bát và Phật liên là điều kiện của ta. Vẻ mặt Sa Thiên hết sức bình tĩnh. Điều kiện thứ hai là gì? Ngưu Bá không ngờ lại bình tĩnh lại, lạnh lùng hỏi. Thứ hai chính là ngươi. Nếu ngươi thua thì từ nay về sau ngươi cùng với ta sẽ là kẻ tôi tớ của Diệp Phàm. Ngươi có dám đánh cược cả cuộc đời ngươi không? Sa Thiên đúng là hiểu tâm tư của Diệp Phàm, hơn nữa có vẻ như Sa Thiên có chút thích Ngưu Bá. Ha ha ha! Ngưu Bá mỉm cười, tiếng cười kia làm chấn động đàn cá trong ao, chúng điên cuồng tháo chạy. Điều kiện thứ nhất, nếu như Diệp Phàm tiên sinh có thể đánh thắng ta trên bàn cờ thì có thể cầm đi. Điều kiện thứ hai thì do Ngưu Bá ta tự mình quyết định. Lúc này, Viên Chi cuối cùng cũng lên tiếng. Viên Chi cho rằng, tuy Diệp Phàm là chủ nhân, nhưng thường thì võ công của chủ nhân cũng không cao. Mà Sa Thiên chẳng qua là vệ sĩ của hắn mà thôi. Đánh cuộc thôi, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ông nội Ngưu Bá của ngươi đây thì từ nay về sau ngươi chính là đại ca của Ngưu Bá ta. Từ nay về sau, vị Diệp Phàm tiên sinh đây chính là ông chủ của ta. Ngưu Bá ra vẻ thề thốt, sau đó nhìn chằm chằm Sa Thiên. Vậy nếu như ngươi thua thì sao? Điều kiện do ngươi chọn. Sa Thiên nói. Ha ha ha, gọi Ngưu Bá là, bá ca, là được rồi. Từ đó về sau sẽ là người hầu của ta, Ngưu Bá ta rất thích nhận người hầu như ngươi. Xem ra sẽ rất thú vị đây, đây chính là do Đoàn sư phụ, người tâm phúc của Ngưu Bá ta đã tặng cho ta một món quà lớn. Ngưu Bá cười nói. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh không đã? Sa Thiên hừ nói, nhìn Viên Chi một cái. Hỏi. Đại sư nghĩ sao? Ta nói rồi, chuyện Ngưu Bá do nó tự quyết định, ta tuyệt đối không can thiệp. Nếu ngươi may mắn có thể đánh thắng nó, Ngưu Bá có thể được đi theo Diệp Phàm thì đó là phúc phận của nó. Đương nhiên nếu ngươi thua thì ngươi phải làm kẻ hầu của Ngưu Bá, điều này cũng không sao. Viên Chi thản nhiên cười. Được, có Đoàn sư phụ là người làm chứng. Sa Thiên gật đầu nói. Chúng ta ra thao trường phía sau rồi bắt đầu. Ngưu Bá thở phì phò, đi thẳng ra phía sau. Đi qua cái ao ra đằng sau, Diệp Phàm phát hiện thấy một cái cối đá lớn. Đại sư, đây có phải là thiên sinh bát không? Diệp Phàm hứng thú quan sát thứ đồ vật này, nó rất lớn, hình dáng bề ngoài giống như cái bát mà các hòa thượng dùng khi đi xin cơm. Cái vật này là dùng cả một tảng đá lớn mà chế thành. Cái gốc Phật liên nằm ở chính giữa, cái Phật trưởng ở trên cây phát ra thứ ánh sáng màu vàng hổ phách. Dường như có thể nhìn thấy đối diện thông qua Phật trưởng. Bên cạnh còn có một chiếc Phật trưởng nhỏ, còn non trẻ, đoán chừng mới mọc ra, dài khoảng hai ngón tay. Mà lá cây Phật liên có vẻ giống lá hoa sen, xem ra cái tên, Phật liên, bắt nguồn từ đây. Ha ha ha, Phật đem ra cá cược này đã ở chỗ ta hơn nghìn năm rồi, chưa ai có thể lấy đi. Ta tin rằng nó sẽ vĩnh viễn tọa ở chốn này thôi. Viên Chi đưa tay sờ sờ một cái, xem ra lão hòa thượng này rất tự tin. Ha ha ha, có lẽ ngày mai nó sẽ phải rời đây thôi. Tới lúc đó, xin đại sư chớ đau lòng.
Diệp Phàm ra vẻ đang nói đùa. Thí chủ có bản lĩnh mang nó đi thì tốt rồi. Thiên sinh bát có được chủ nhân, đó cũng là phúc phận của nó. Không ngờ rằng Viên Chi đại sư lại làm bộ vô cùng rộng lượng đến vậy. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng nhìn ra được rằng trong lòng Viên Chi lại không hề rộng lượng như bên ngoài của ông ấy. Thiên sinh bát là bảo bối của Đấu Nguyên tự, nào có thể không dưng đem tặng cho người. Nhất định là phải vậy rồi. Trong vườn nhà ta đang thiếu cái chậu cảnh, đem nó về quả là không tồi chút nào. Sau này đại sư nhớ tới nó thì có thể tới nhìn nó một cái bất cứ lúc nào. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh, làm cho Viên Chi tức giận đứng lên, hừ một tiếng. Trên bàn cờ sắt, ta chưa từng biết đến mùi vị của sự thua trận. Hôm nay đại sư có thể được biết rồi. Diệp Phàm vẫn rất bình tĩnh, còn Viên Chi thì tức giận tới mức môi đã run sợ. Không lâu sau đã tới được bãi tập luyện. Đó là một bãi luyện dưới chân một ngọn núi. Thao trường rất rộng, dụng cụ cũng đều có cả. Ngưu Bá tiến lên trước, cách khoảng hơn 10 mét, hai chân đứng vững, nhìn xa thiên. Ngươi ra tay trước đi. Ngưu Bá hô lên. Được. Xa thiên cười, cũng không khách khí, đưa tay ra một trường. Huỵch, đạp đạp đạp. Ngưu Bá lùi lại phía sau những năm bước lớn mới miễn cưỡng lấy lại trạng thái, Viên Chi liền mở tròn mắt nhìn, còn Ngưu Bá thì mặt đỏ bừng, kêu gào. Lại đi, vừa rồi không tính. Chương 2966, Hoành Tảo Thiên Quân. Lần này anh cần chuẩn bị cẩn thận, bằng không, nếu như lần nào cũng không ra gì thì không có cách nào mà chiến đấu được cả. Có thể sử dụng binh khí sao? Xem ra Ngưu Bá đã châm ngòi nổ rồi. Có thể. Sa Thiên vẫn cười bình thản. Đến rồi, hãy xem cái thế hoàn của ta đây. Ngưu Bá đột nhiên giơ tay áo ra, lộ ra cột vòng tròn. Vòng tròn này giống như mấy cái vòng đeo trên tay Ngưu Bá. Mỗi bên cánh tay đều có tới 7-8 cái. Những chiếc vòng tay trong suốt, không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra được. Cũng không hiểu là được chế tạo ra bằng vật liệu gì. Cái thế hoàn, người này rất khí phách. Tuy nhiên, phải xem là ai sử dụng nó, nếu ở trong tay ngươi, thì chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Sa Thiên vẫn không quên đả kích Ngưu Bá vài câu. Tên kia tức giận giơ hai tay lên. Một vòng tròn xoay tròn lao về phía Sa Thiên. Vòng tròn đó xoay trên không trung ma sát với không khí tạo thành những âm thanh vang dội. Dường như là sắp cháy tới nơi rồi. Mà khi vòng tròn ma sát với không khí, màu sắc của nó như đang chuyển dần thành màu lửa rồi. Có lẽ là do bị làm cho nóng lên. Sa Thiên cũng tập trung tư tưởng nhìn vào những vòng tròn kia, sau đó rút thanh mã tấu ở thắt lưng ra. Vòng tròn kia cứ như một cái đĩa bay, lúc cao lúc thấp. Mà Ngưu Bá đang dùng nội công để khống chế. Tuy nhiên, nội lực của Ngưu Bá quá yếu, cho nên, phải cố hết sức. Đột nhiên Sa Thiên bay vọt lên, một chân dẫm lên vòng tròn. Chuyện lạ đã xảy ra, trong nháy mắt vòng tròn kia đứng yên dưới gót giày Sa Thiên, hơn nữa lúc này nó giống như một lưỡi đao, tiến thẳng về phía đùi của Sa Thiên. Sa Thiên nhanh chóng đạp chân lên vòng tròn, tuy nhiên, đế giày bị vòng tròn gọt mất một miếng rơi xuống đất, lộ ra chiếc tất màu xám của Sa Thiên. Ha ha, ăn tiếp vòng tròn thứ hai của Ngưu ra đây, cái này gọi là nhị cực thượng hỏa hoàn. Ngưu Bá thấy tình hình như vậy, đắc chí cười một tiếng, vung một vòng tròn khác ra. Thứ đồ chơi này cũng dùng được đấy chứ. Sa Thiên rất tức giận, vừa rồi còn khinh thường y, giờ thì thật mất mặt. Lần này bầu không khí không do dự chút nào, Sa Thiên lập tức bay lên không trung. Mã tấu trong tay Sa Thiên quả là đáng sợ đấy, cong cong hai tiếng giòn vang. Vòng tròn thứ hai của Ngưu Bá bị mã tấu của Sa Thiên đánh bay lên cao. Ngưu Bá vừa thấy, thiếu chút nữa thì mũi y nổ tung. Hai tay lại giơ lên trời, một loạt tiếng động vang lên kinh hãi. Toàn bộ mười mấy cái vòng cũng bay ra, chúng không ngừng bay lên bay xuống trước mặt, hình thành một khối lớn trên không trung, hướng về phía Sa Thiên. Làn sóng đó lấy sự hỗn độn để tấn công đối phương. Giống như khi rèn những mũi tên nhọn thì phải dùng tới đá để đập cho chúng có hình thù như ý muốn. Nếu dùng đao, chắc chắn không thể phá vỡ được. Quả nhiên Sa Thiên rất giỏi, một bước bay lên không trung. Tuy nhiên, vòng tròn của Ngưu Bá cũng thiên biến vạn hóa. Ngươi cũng có thể bay cao đấy, có thể tránh được cái thế hoàn của ông đây xem như ngươi cũng có bản lĩnh. Ngưu Bá gượng cười, người túa mồ hôi, mặt đỏ bừng, xem ra đã dốc toàn lực rồi. Ha ha. Ta sẽ làm cho ngươi thất vọng đấy. Sa Thiên cười quỷ quái trên không, thấy vòng tròn nhanh nhất thì liền muốn đuổi theo ngay. Đột nhiên Sa Thiên bay vút lên trên, dưới nách không ngờ lộ ra một đôi cánh.
đôi cánh kia có vẻ như gặp gió thì liền dài thêm ra, nhanh chóng rộng ra như đôi cánh một con chim ưng. Sa Thiên nhẹ nhàng vỗ cánh, cả người đã bay lên cao hơn 10 thước. Bàn chân đã đặt lên toàn bộ số vòng tròn của Ngưu Bá, Ngưu Bá thì mặt đỏ bừng, muốn làm cho những vòng tròn bay cao hơn một chút. Tuy nhiên, khí phách của Ngưu Bá đã hết rồi. Mà đúng lúc này, hai chân Sa Thiên đá loạn trên không trung. Cong, cong, những âm thanh giòn vang liên tiếp, mười mấy vòng tròn của Ngưu Bá đã được luyện cho cứng như đá lúc này bị đánh văng hết xuống đất. Sa Thiên bay tới trước mặt Ngưu Bá, hai tay đâm thẳng từ trên không trung xuống. Ngưu Bá mất đi vòng tròn, không biết phải tiếp tục như thế nào. Bụp lên một tiếng, Ngưu Bá bị Sa Thiên đá cho một cước bay xa đến hơn 20 mét, mông y dính đầy bụi đất. Khí phách của Ngưu Bá dường như đã không còn nữa rồi, cảm giác mông có chút gió lùa. Y vừa sợ, vừa xấu hổ, lập tức đỏ mặt lên. Bởi vì, cả cặp mông của y đều bị lộ ra bên ngoài. Ha ha, lớn như vậy rồi mà còn cởi chuồng sao? Sa Thiên vẫn không buông tha cho y, đả kích thêm. Ông nội sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tiếng thét chói tai của Ngưu Bá vang lên, chỉ tay về phía Sa Thiên. Diệp Phàm phát hiện, trên ngón tay Ngưu Bá đeo một chiếc nhẫn ngọc, nó chợt lóe lên trên không trung và tiến thẳng đến chỗ Sa Thiên. Tốc độ của nó còn nhanh hơn cả phi đao. Bang, thanh đao trong tay Sa Thiên phóng ra, đập vào chiếc nhẫn kia, thanh đao lập tức bị xuyên thủng một lỗ. Tuy nhiên, chiếc nhẫn cũng bị mất lực nên rơi xuống đất. Tuy nhiên, Sa Thiên vẫn không chịu buông tha, thu tay lại, chiếc nhẫn ngọc lập tức trở lại trên tay của Sa Thiên, nhưng tự nhiên, y lại bị rơi xuống đất, hổn hển nhìn Ngưu Bá. Còn muốn đấu nữa không? Sa Thiên hỏi. Không cần đấu nữa, Ngưu Bá thua rồi. Viên Chi nói. Ta. Mặt Ngưu Bá đỏ bừng, cuối cùng cúi mặt nói. Ta thua, từ nay về sau, ta sẽ gọi ngươi là Thiên Ca. Tuy nhiên, ta chỉ đi theo anh, vị Diệp tiên sinh này. Hắn không xứng làm chủ nhân của ta, muốn làm chủ nhân của ta, thì phải khiến cho Ngưu Bá ta tin mới được. Ngươi định nuốt lời sao? Sa Thiên lạnh lùng nói. Ha ha, Sa Thiên, đừng có hòng. Một lát nữa ta còn phải chơi cờ với đại sư, hay là chơi cờ trước đi. Về phần Ngưu Bá, y khiến ta thấy chướng mắt. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Không có bản lĩnh thì thôi đi, nói nhiều thì có ích gì chứ? Ngưu Bá thở hổn hển nói. Ha ha! Diệp Phàm cười. Đại sư, bàn cờ của ngài đâu? Mời đi theo ta. Viên Chi khách khí đứng dậy, không lâu sau mấy người đi vào trong rừng cây. Diệp Phàm phát hiện, đây sao có thể xem là bàn cờ được, căn bản đây là một bàn cờ chiến trường. Một bàn cờ cực lớn, phương viên ngồi xổm trên cái bàn cờ rộng chừng hơn 10 mét, mà các quân cờ bên trong đều là lốp của xe có trọng tải hơn 20 tấn. Diệp Phàm, bàn cờ này rất khó đánh đấy. Quân cờ lại rất mạnh, mỗi cái chừng 2-3 nghìn cân. Đoàn Đức Thành nhắc nhở Diệp Phàm. Nếu như Diệp tiên sinh có bản lĩnh, những thứ đó thì có là gì chứ? Nói không chừng trọng lượng cũng không khác trang giấy là mấy. Ngưu Bá không phục, tiện tay hất con xe về phía sau con pháo. Tên này chắc chắn muốn lấy lại sĩ diện trước mặt Diệp Phàm. Bắt đầu đi đại sư. Diệp Phàm nói. Viên Chi không hề do dự, đi vài bước đến trước bàn cờ. Mà trong lúc này vị hòa thượng trung niên kia cầm đến một thứ gì đó như là một ngọn đuốc. Thật ngại quá, tôi muốn khống chế quân cờ thì phải dùng cái này. Ngươi cũng có thể dùng binh khí để khống chế quân cờ. Viên Chi nói. Không cần, ngài bắt đầu đi. Vẻ mặt Diệp Phàm vẫn hết sức bình thản, ra vẻ là không có vấn đề gì. Tuy nhiên, đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm cũng chẳng khác gì bó đuốc kia. Phát hiện ra nó dài khoảng 1 mét, cũng không biết bên trong là cái gì. Chỉ thấy Viên Chi đưa tay lên vỗ vào vật kia một cái, một thứ âm thanh lạ vang lên. Không ngờ trong ống phun ra một luồng khí, trực tiếp đánh vào con pháo trên bàn cờ, con pháo bay trên không rồi tiến thẳng đến con xe của Diệp Phàm. Hóa ra thứ đồ vật này có tác dụng như vậy, nội công của Viên Chi chỉ đến cấp 7, nên chưa thể phát ra nội công. Vậy thì xem ra đây là dịp để hắn khoa trương vận may của bản thân rồi. Có lẽ bó đuốc kia có tác dụng mở rộng tác dụng của sóng khí. Khó trách Viên Chi lại thoải mái như thế, người muốn dùng nội công, còn người ta chỉ cần vỗ tay là được. Nếu như xe đã bị pháo diệt thì xem còn có thú vị gì nữa. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, xuất con xe. Xe, rất dễ di chuyển, mà tự nhiên Viên Chi lại ra con, pháo, tuy nhiên, Diệp Phàm cũng sẽ khiến cho con, pháo, này không thể trở về nữa.
Con, xe, quỷ dị không ngờ xoay tròn một vòng rồi dừng lại trước mặt con, pháo. Nằm ngay xuống bên cạnh, con, pháo, của Viên Chi không chịu được sự va chạm của con, xe, rơi ra khỏi bà cờ. Viên Chi tức giận tới nỗi mắt mở to ra, không ngờ lại vỗ bó đuốc kia, lần này luồng khí phun ra mạnh hơn lần trước rất nhiều, cảm giác như muốn hất tung con, pháo, ra khỏi bàn cờ. Đáng tiếc vận khí của Viên Chi không tốt, gặp phải Diệp Phàm. Hắn tiện tay hất con, xe, con, pháo, bị đâm trực tiếp văng ra khỏi bàn cờ. Chiêu thứ nhất đã làm mất một, pháo, nét mặt già nua của Viên Chi dường như không nhịn nổi nữa, đỏ ửng cả lên. Đột nhiên Viên Chi đảo ngược bó đuốc bên cạnh lên, việc lạ lại xảy ra. Bó đuốc phun ra một luồng khí giống như một trận gió xoáy, lập tức làm cho Viên Chi bay lên trên không trung như một vũ điệu rắn điên cuồng, hình như muốn đánh lạc hướng Diệp Phàm để tấn công vào bàn cờ. Cũng có chút tài năng đó chứ. Diệp Phàm thản nhiên cười, mắt chim ưng đã nhìn ra rồi. Lần này Viên Chi định dùng chính, tướng, của mình, nghĩ rằng hy sinh, tướng, thì sẽ giành thắng lợi. Diệp Phàm có thể khiến cho ông ta mãn nguyện, hai tay đột nhiên đảo qua bàn cờ một lượt. Một hồi âm thanh giòn vang truyền đến, lập tức bụi đất tung bay, bởi vì toàn bộ bùn đất bên cạnh bàn cờ đã bị xới tung lên, khiến cho xung quanh bị chấn động. Trong khi Viên Chi đang tròn mắt sửng sốt, Diệp Phàm quyết đoán ra tay, đến lúc này chiêu, hoành tảo thiên quân, thật đúng là, hoành tảo thiên quân. Đợi khi bụi đất tan hết, ba người Viên Chi, Ngưu Bá và Đoạn Đức Thành sợ đến mức thiếu chút nữa biến thành hóa thạch. Miệng Ngưu Bá đang há hốc ra tưởng là có thể nhét được cả một cái bánh bao vào, còn về phần lão hòa thượng Viên Chi, bó đuốc trong tay rơi, bang, một tiếng xuống đất. Lão hòa thượng miệng ấp úng, làm sao có thể? Bởi vì, toàn bộ mã pháo tướng trên bàn cờ đã không còn nữa rồi. Tất cả đã bị chìm vào bên trong bàn cờ rồi. Mà thế trận bên Diệp Phàm vẫn còn rất chỉnh tề, tất cả mọi người đều thèm thuồng nhìn bàn cờ trống trơn của lão hòa thượng. Thật ngại quá, Diệp Mỗ may mắn thắng được. Diệp Phàm nói. Chương 2967, sợ tới mức co giật. Lão nạp đã gặp tuyệt thế cao nhân rồi, ván cờ nay thua quả là không oan. Viên Chi vẻ mặt uể oải nói. Ha ha, vậy thì Phật Liên với Thiên Sinh Bát phải dọn đi rồi. Diệp Phàm cười nói. Chuyển đi, tuy nhiên, tất cả đồ vật bên trong ngoại trừ gốc Phật Liên đều sẽ chuyển đi. Nếu không, sẽ chẳng mang được cái gì đi cả. Lão Hòa Thượng thật ra rất coi trọng chữ tín, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, muốn nói gì nhưng lại thôi. Đại sư có gì muốn nói xin cứ nói thẳng. Diệp Phàm hỏi. Chính là tay Phật, có thể để Ngưu Bá lấy đi không? Sau này y theo cậu rồi, tôi tin là cũng sẽ có tiền đồ như khi đi với tôi vậy. Tôi đã sớm muốn để cho nó đi rồi, một người còn trẻ tuổi, cả ngày ở trong ngôi chùa này thì có tiền đồ sao được chứ? Viên Chi vẫn còn có điều không thể nói ra. Ha ha, chuyện này không cần đại sư phải phiền lòng, chuyện của Ngưu Bá, tôi tự sẽ có cách giải quyết. Diệp Phàm cười nói. Đại sư, Diệp tiên sinh rất tốt với bọn thuộc hạ. Chuyện này đại sư có thể yên tâm, Ngưu Bá được đi theo Diệp tiên sinh xem như là phúc phận của y rồi. Sa Thiên cũng nhanh miệng nói xen vào. Đúng lúc này, một luồng âm thanh giòn vang truyền đến nói. Bá ca ca, huynh ở đâu? Nha nha, ta ở trong này. Ngưu Bá lớn tiếng nói, không lâu sau, từ xa chạy tới một cô nàng, Diệp Phàm và Sa Thiên vừa nhìn thấy, lập tức há hốc mồm, bị đứng hình một lúc lâu. Nương thích, người em nuôi mà Ngưu Bá nhận lại là Phi Linh Đang Tuyết nha nha. Ôi mẹ ơi! Con bé kia, tới đây làm gì chứ? Có bao nhiêu thứ ngon ta đã đưa cho ngươi ăn hết rồi, đi mau đi. Vừa thấy cô bé, Viên Chi đại sư nghiêm mặt lập tức la lên. Diệp Phàm và Sa Thiên đều nghe được tim mình đang run lên, chuyện này thực sự không phải chuyện vô vị nữa rồi. Đồ ngốc, ta ăn mấy thứ đó là do ta để ý tới ông, đúng là đồ keo kiệt, không phải là nhân sâm trăm năm sao. Tại sao ư? Cô bé kêu lên. Lại vặn vẹo rồi, Thiên Sinh Bát đó đắt như vậy đều đã đưa cho ngươi ăn hết rồi. Đi mau đi, Ngưu Bá, về sau hãy chịu khó đi theo học hỏi Diệp Phàm đi. Còn cô bé như thế này dù thế nào ngươi cũng không được để ý đến. Viên Chi đại sư thở phì phì nói. Diệp Phàm và Sa Thiên thiếu chút nữa co giật. Nha nha, vị này là chúa công mà hôm nay huynh mới nhận. Muội cũng nên gọi một tiếng Diệp ca ca chứ. Ngưu Bá chỉ vào Diệp Phàm nói, Diệp Phàm lập tức đổ mồ hôi đầy người, đâu dám như thế, khẩn trương muốn chào hỏi một tiếng. Tuy nhiên, Tuyết Nha Nha vừa trừng mắt, còn nháy một chút, Diệp Phàm vừa nhìn thấy,
không dám lên tiếng, đành đứng cười khổ não. Về phần Sa Thiên, vội vàng liếc ngang liếc dọc, trong lòng còn thầm nguyền rủa. Xin chào Diệp đại ca, nha nha muốn có dược liệu ăn, ca ca còn không? Không ngờ Tuyết nha nha ngọt ngào mở lời. À, để ca ca nghĩ cách, để ca ca nghĩ cách. Diệp Phàm bất chấp khó khăn, kiên trì đến cùng, trông như gà mắc tóc. Tuy nhiên cô bé à, sau này cô sẽ không có dược liệu ăn nữa đâu. Lúc này, Viên Chi đại sư mới mở lời. Thiên sinh bát không phải là có chút hoang dã sao? Tuyết nha nha tinh khiết mà nói. Có là có, tuy nhiên, thiên sinh bát sau này là của Diệp tiên sinh rồi. Ngươi thấy thế có được không, ván cờ vừa rồi ta đã thua. Mất đi thiên sinh bát, dù có nhân sâm ngàn tuổi cũng không thể sống được. Cho nên, sau này ngươi không phải tới nữa, có đến cũng như không. Viên Chi nói. Ha ha, chuyện đó có là gì chứ, thiên sinh bát đó là của đại ca Diệp đó. Sau này muốn ăn thì hãy đến nhà ca ca lấy đi. Tuyết nha nha buột miệng, nhưng sắc mặt khá khó coi. Trong lòng tự nhủ, bản cô nương đã để ý rồi, nửa quãng đời sau có lẽ nguy to rồi. Chẳng lẽ Diệp ca ca cũng giống như con lừa ngốc nghếch keo kiệt này sao? Tuyết nha nha vẻ mặt đáng thương nhìn Diệp Phàm. Không, không, nếu muội muốn ăn thì cứ tới Hồng Diệp bảo của ta là được. Khuôn mặt tươi cười của Diệp Phàm chợt tắt ngấm, đau lòng không nói nên lời. Được được, chắc chắn Diệp ca ca còn nhiều thứ tốt, muội nhất định phải ăn cho no mới được. Tuyết nha nha vỗ tay, cực kỳ giống một thiếu nữ giản dị không hiểu chuyện. Nhưng trong lòng Diệp Phàm lại đang rất bất ổn. Vậy được, tuy nhiên, muốn phiền muội một chuyện, đem thiên sinh bát này tới Hồng Diệp bảo của ta đi. Nếu không, một nha đầu lớn thế này, ta mang đi không nổi. Sa Thiên nghe thấy vậy rụt cổ lại, giơ ngón tay cái lên, ý nói Diệp Phàm thật hoành tráng. Lại dám nói chuyện đó với Tuyết nha nha. Được, chiều mai nhất định sẽ đến. Tuy nhiên, nhân sâm trăm tuổi của mấy người cũng phải chuẩn bị xong. Ít nhất cũng phải có 5 cái. Lớn như vậy là được rồi, bản cô nương cũng không yêu cầu cao. Tuyết nha nha giơ 3 ngón tay lên, mặt Diệp Phàm trở nên xám xịt. Cái đó, ở nhà ta không lớn đến như vậy. Lớn bằng 2 ngón tay thì có một ít. Diệp Phàm đau lòng nói. Thôi vậy. Hai ngón tay thì hai ngón tay, ăn tạm vậy. Tuyết nha nha nói, đột nhiên vỗ một cái vào đầu Ngưu Bá, kêu lên. Ngồi xuống, hành công, điều khí. Ngưu Bá vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, mà Ngưu Bá vỗ 2 cái lên người Ngưu Bá, không lâu sau, trên đầu Ngưu Bá thoát ra một luồng khí hồng. Viên Chi vừa nhìn thấy, đứng thử cả người ra. Đoạn Đức Thành cũng trợn mắt trông như bức tượng, vô cùng khiếp sợ nhìn Tuyết nha nha. Tiểu tử này rất may mắn, có lẽ đã có thể đột biến đạt đỉnh cấp 10 rồi. Trong lòng Diệp Phàm thở dài một hơi. Sau 1 giờ, Tuyết nha nha hồn nhiên nhảy nhót. Bá ca ca, muội đi đây. Còn lão lừa ngốc, đem đồ nhà ông chuyển đi, tôi đổi ý rồi, tối nay tôi muốn mang nó đi. Tối nay, chẳng phải là quá vội vàng sao. Hơn nữa, lớn như vậy phải có cần cầu mới treo lên được. Với lại, miếu đường này của chúng tôi có lẽ cũng phải thu sửa. Nếu không thì cần cậu không thể vào được. Viên Chi nói xong nháy mắt đầy thâm ý với Diệp Phàm, có lẽ cũng muốn nhân cơ hội sửa sang chùa lại một chút. Quyết định như vậy đi, tối nay phải chuyển. Tuyết nha nha hừ một tiếng, nhảy ca tưng, trông như con thỏ, không thèm quan tâm. Tôi nói Ngưu Bá, tại sao lại quen biết cô ta? Diệp Phàm nói nhỏ. Ngày đó tôi đang mua bánh bao thịt ở dưới chân núi, vừa lấy ra định ăn, không ngờ cô bé lại cướp mất. Kết quả, cũng không biết là chuyện gì, dù là cái bánh mì cô ta cũng lấy được. Kết quả, bị cô ta ăn mất, tôi tức giận nên mắng lớn, không ngờ cô ta gọi tôi là ca ca. Tôi nhất thời cao hứng, thôi vậy, một cái bánh bao, lại có được một cô em gái, lời to. Ngưu Bá cười ngây ngô, Diệp Phàm phát run, còn Sa Thiên thì đổ mồ hôi lạnh. Đã đến cấp 11 chưa? Sa Thiên hỏi. Vẫn chưa, thập đư gơ đỉnh giai. Cô ta nói không nên lên quá cao, không có lợi cho tôi. Ngưu Bá đắc chí cười nói. Viên Chi đại sư, tôi thấy có lẽ ông nên chuẩn bị sớm đi. Nếu không xử lý nó nhanh nói không chừng đến cả hạ bát cũng không thể mang đi được, lúc đó tôi sẽ không bồi thường được cho ngài đâu. Diệp Phàm nhắc nhở. Hừ, buổi tối mà có thể chuyển đi được thì xem như tôi xui xẻo rồi. Viên Chi đại sư hừ lạnh một tiếng, tuyệt đối không thể tin là con người đó có thể mang thiên sinh bát đi. Nới đến thế thôi. Diệp Phàm nhún vai. Trở lại thành phố,
Diệp Phàm cảm giác cũng hơi mệt, tắm rửa một chút rồi đi ngủ. Nửa đêm đột nhiên Ngưu Bá gõ cửa. Có chuyện gì, lo lắng không yên như vậy, không để tôi ngủ yên một chút sao? Diệp Phàm mở cửa, tức giận nói, phát hiện ra Sa Thiên cũng đang ở đại sảnh. Vừa rồi nhận được điện thoại của Viên Chi đại sư, lão hòa thượng thiếu chút nữa tức điên lên. Sa Thiên cười nói, vẻ mặt không biết vui hay buồn. Có phải là không thấy thiên sinh bắt đầu nữa không? Trên miệng Diệp Phàm cũng in hai chữ, hưng tai, rồi. Vậy là sao, sư phụ không tin là có thể chuyển đi trong buổi tối sao? Bởi vì còn không lộ ra có vết sửa chữa. Tuy nhiên, ngủ được một lát, có đệ tử báo lại nói thiên sinh bát không cánh mà bay. Dường như cũng không có thay đổi gì lớn, những nó lớn như vậy sao có thể bay lên được? Sư phụ hỏi liệu có phải anh đã cho người làm không, tuy nhiên, đó là chuyện không thể. Ngưu Bá nói, ha ha, đã sớm nói với sư phụ rồi, không tin phải không? Đây là chuyện tốt mà huynh muội cậu làm, bây giờ đã tin chưa? Đáng tiếc là đã muộn rồi, thứ đó có lẽ chiều mai sẽ đến tới Hồng Diệp Bảo của anh rồi. Còn chùa chiền gì đó mà các cậu nói, xem như dâng tặng. Viên Chi đại sư đã nói rồi, xem như ông ấy xui xẻo rồi. Diệp Phàm mỉm cười, Sa Thiên cũng vậy, cười điên cuồng. Sư phụ đang không hiểu làm sao có thể mang được cái đó đi, đồ không mang đi được thì không mang. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là làm sao mà không tin không tiếng mà đã mang đi được rồi. Ngưu Bá hỏi. Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai, cậu cũng thấy đấy. Tôi vừa mới về thì đi ngủ luôn. Diệp Phàm cười nói. Ôi, thật quỷ quyệt. Ngưu Bá thở dài. Diệp Phàm và Sa Thiên đều có thể nghe được tiếng giống của Viên Chi ở đầu dây bên kia. Sa Thiên, cậu nói xem làm sao có thể mang thứ đó đi. Sức của một người không thể lợi hại đến như vậy được. Diệp Phàm hỏi. Đồ vật lớn như vậy chứ đâu có phải hoa cỏ gì gì đó đâu, chắc chắn không dưới mấy chục vạn cân. Một người, trừ khi là thiên thần hạ thế. Sa Thiên cũng lắc lắc đầu. Chúng ta đi xem thử. Diệp Phàm rất hứng thú, Sa Thiên đương nhiên không có ý kiến, ba người vội vàng chuẩn bị và đi thẳng. Đến chùa, phát hiện các hòa thượng đều ngồi cả ở đó rồi. Một đám người ngồi quanh thiên sinh bát trống trơn, mồm năm miệng 10, mảnh đất còn lại cực kỳ rộng. Về phần Viên Chi đại sư, sắc mặt xanh mét đứng như tượng ở đó. Các người còn tới làm gì? Viên Chi đại sư tức giận hừ nói. Ha ha, đến xem náo nhiệt. Diệp Phàm cười nói, đôi mắt chim ưng lướt qua một lượt, rốt cục đã phát hiện ra một dấu vết. Mắt chim ưng nhận ra có một sợi tơ hồng chỉ thẳng về phía sau núi, Diệp Phàm vội vàng đi theo. Sa Thiên và Ngưu Bá cũng theo sau. Ba người đang chạy trong núi. Diệp Phàm này, đêm hôm khuya khoắt thế này mà chạy gì chứ? Ngưu Bá không kìm nổi hỏi. Hỏi gì nhiều vậy, Diệp Phàm có cái lý của anh ấy, chỉ cần cứ đi theo là được. Sa Thiên quát lên, Ngưu Bá cũng không dám nói thêm lời nào. Chạy được khoảng 200 mét, Diệp Phàm đột nhiên vung tay lên kêu dừng lại. Sau đó, ba người nhẹ nhàng đi lên núi. Diệp Phàm mang kính viễn vọng ra quan sát một lúc, ngay người ra. Cảm tạ, Thoái Ẩn Hào, Đại Hiệp, cảm ơn cậu ca. Chương 2968, Người Nhu Nhược. Thiên sinh bát giống như đang bay trên không trung vậy, trên đầu treo một cái khinh khí cầu lớn. Tuyết Nha Nha này cũng thật là thông minh, đương nhiên, sức lực của Tuyết Nha Nha cũng khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện, giống như không chỉ có mình Tuyết Nha Nha. Trước tiên Tuyết Nha Nha kéo khí cầu chạy đi, đằng sau không có hai lão giả phụ giúp thiên sinh bát. Cứ như vậy, thiên sinh bát giống như bay trên không trung vậy. Diệp Phàm lấy kính viễn vọng đưa cho Sa Thiên cũng chố mắt đứng nhìn một hồi. Ngưu Bá cướp lấy chiếc kính viễn vọng nhìn, thầm nói, thì ra là thế, tuy nhiên, em gái nuôi của tôi làm sao lại có thể lợi hại như thế được. Nếu không biết chúng ta đuổi theo nhanh hỏi một chút. Hỏi tật xấu à, anh muốn chết thì đi mà hỏi. Sa Thiên tức giận hừ nói. Em gái nuôi của tôi sao có thể đối xử với tôi như thế được? Ngưu Bá có chút không phục. Nói như thế cũng không chính xác, anh hãy suy nghĩ một chút, một cái tát của em gái nuôi anh có thể khiến anh từ thập đẳng khai nguyên đến cao thủ thập đẳng đỉnh giai. Nghĩ xem có lợi hại hay không? Diệp Phàm cười nói. Anh nói em gái nuôi tôi là một cao thủ tuyệt đỉnh sao? Ngưu Bá cũng không ngu, kịp phản ứng lại. Anh cứ nói đi. Sa Thiên châm chọc nói.
không phải là cao thủ tuyệt đỉnh mà ngay đầu tiên Ngàn Sinh Bát này đã tin tưởng rằng có thể dùng treo ngược người lên. Sao có thể như thế được, em gái nuôi của tôi mới có mười mấy tuổi, dù có tập võ trong bụng mẹ cũng không thể đạt đến trình độ này được. Hồi nhỏ tôi đã từng đi phiêu lưu nên mới gặp vận may tốt đấy, tuy nhiên, cũng 30 tuổi đầu mới đạt thập đẳng đấy. Ngưu Bá có chút không tin. Anh nói cái gì, anh so sánh cái gì với anh Diệp của chúng tôi vậy? Sa Thiên tiếp tục đả kích Ngưu Bá. Ôi! Ngưu Bá thở dài. Với tốc độ như thế này, đoán chừng tối nay sẽ tới Hồng Diệp Bảo. Diệp Phàm nói. Chưa chắc, ban ngày cô ấy không nên vận chuyển đồ vật lớn như thế, như vậy không dọa chết người sao? Ngưu Bá nói một cách khó chịu. Cũng phải, vận chuyển chậm chậm thôi. Diệp Phàm cười nói. Sau đó, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Phí Đống, nói rõ việc này cho anh ta. Ngưu Bá đã cùng với Diệp Phàm và Sa Thiên đã đến Hồng Diệp Bảo. Tin rằng Ngưu Bá nhìn cao thủ kỳ lạ Tuyết Nha Nha cũng có chút mất mặt. Buổi chiều ngày hôm sau một mình Diệp Phàm muốn đến tổng bộ hoành không, Bao Nghị gọi điện đến, nói. Anh Diệp, sự việc có vẻ không ổn. Nhanh như vậy sao? Diệp Phàm hỏi. Thái Hưng Đông và Lưu Bình Sương vốn không chơi cùng nhau, trước đây Thái Hưng Đông đã nén giận, đó là bởi vì anh ta biết Lưu Bình Sương là thiết cán của thành phố Lưu Lâm Tùng. Ngay cả bí thư thành ủy Võ Đông Sơn cũng bỏ thành phố Lưu Lâm Tùng mà đi rồi, Thái Hưng Đông ngay cả chức bí thư đảng ủy công an cũng chưa từng nắm qua huống chi chức ủy viên thường vụ chủ tịch thành phố, cục trưởng cục công an sao có thể động đến chủ tịch tỉnh Lư được. Tuy nhiên, gần đây bởi vì chức bí thư đảng ủy thành phố Đồng Thương vẫn còn trống, Thái Hưng Đông đương nhiên sẽ suy nghĩ rồi. Mà Lưu Bình Sương vẫn mơ ước vị trí của Thái Hưng Đông. Hai người sớm đã bắt tay vào tranh giành rồi. Bây giờ bị anh ép, ngược lại Thái Hưng Đông cũng không đếm xỉa đến. Nếu không bắt Lưu Bình Sương anh chắc chắn cũng sẽ không để anh ta ăn đâu. Nếu mượn người của anh để bắt Lưu Bình Sương, cũng đã giải quyết được một đối thủ đáng gờm rồi. Hơn nữa, việc này, mặc dù chủ tịch thành phố Lưu cũng chỉ có thể câm điếc không dám đứng ra. Bởi vì, Thái Hưng Đông đã nhìn ra mưu kế rồi. Việc này, không chừng còn có thể nhìn rõ chủ tịch thành phố Lưu rồi, khiến anh ta không dám ra tay với chính mình nữa. Mà chủ tịch thành phố Lưu chắc chắn cũng muốn tốc chiến tốc thắng rồi. Nếu trợ lý Diệp thực sự muốn tìm hiểu sâu việc này, không chừng Lưu Lâm Tùng còn bị bới tung lên. Bởi vậy, có nhiều nguyên nhân gộp lại, chuyện của thành phố Đông Thương từ thành ủy đến đảng ủy công an cũng đã bắt đầu vào cuộc rồi. Nhưng Lưu Bình Sương cũng không thể đứng vững được, bản thân cũng không biết thế nào. Tuy nhiên, người này nói chính anh ta là chủ mưu, nhận tiếng xấu cho Lưu Lâm Tùng. Mà sự việc của Đỗ Vệ Quốc cũng đã xử án sai rồi. Khôi phục chức vụ ban đầu, hơn nữa, nghe nói đã đề cử đồng chí Đỗ Vệ Quốc làm phó chủ tịch thành phố Đồng Thương. Bao Nghị nói, nếu xét xử như vậy thì thôi, anh chuẩn bị một chút rồi lên tổng bộ. Diệp Phàm nói, anh Diệp. Thái Hưng Đông nói là muốn tự anh ta đến báo cáo kết quả xử lý với anh. Bao Nghị nói. Hơn nữa, chủ tịch thành phố Lưu nghe nói anh đã tới rồi, nói là nếu có rảnh rỗi muốn mời anh ăn một bữa cơm. Thái Hưng Đông tự mình đến đây, anh nói xem anh ta đang tính toán cái gì đây. Diệp Phàm cười nói. Việc này rất đơn giản, đoán chừng là muốn cầu xin anh ra mặt cùng với Sở Công an tỉnh Điền Nam nói một chút. Bổ nhiệm bí thư đảng ủy Bộ Công an bên này cũng rất quan trọng. Về phần chủ tịch thành phố Lưu, đoán chừng cũng là muốn lấy lòng anh. Bằng không, với tình thế là đoán không chừng Đỗ Vệ Quốc sẽ nhận chức đấy. Tuy nói cấp bậc vẫn là phó phòng, nhưng chức vụ của phó chủ tịch và Đỗ Vệ Quốc nếu như đem so sánh giống như một người trên trời một người dưới đất vậy. Bao Nghị cười nói. Về việc này chủ tịch thành phố Lưu có thể hiện thiện chí là bỏ qua, chúng ta cũng không phải người nhu nhược, nhưng cũng không cần phải quản chuyện linh tinh này. Diệp Phàm nói. Buổi tối đã tới tổng bộ. Tuy nhiên, Diệp Phàm vừa mới rửa mặt, Khổng Ý Hùng vội vàng mang theo cặp công văn vào. Từ xa đã gọi. Không xong rồi, đã xảy ra chuyện rồi bí thư Diệp à. Sợ cái gì, cứ nói từ từ xem nào. Diệp Phàm vừa rửa mặt vừa hừ nói. Khương Quân đã bị bắt rồi. Lời Khổng Ý Hùng vừa mới nói ra, chính Diệp Phàm cũng khá sợ hãi, đặt tay vào trong chậu, hỏi. Sao lại thế này, nói mau. Lúc sáng, chính Bạch Vân Am Mộc Chu Lệ kia nghe nói mẹ cô ta bị bệnh nên đã vội vã trở về rồi. Bởi vì không gọi được xe nên Chu Lệ đã gọi điện cho Khương Quân tự mình lái xe đến chở cô ấy về. Tuy nhiên, vừa mới về đến nhà thì phát hiện ra mẹ cô ấy không bị bệnh,
ngược lại trong nhà lại xếp ra hơn 10 cái bàn. Hơn 100 người đang vui sướng, vừa nhìn thấy cô Mộc thì đều chúc mừng. Cô nàng Mộc cũng không hiểu ra sao, vội vàng vào phòng, không ngờ phát hiện thấy Lý Chí của nhà Lý gia và viên tư lệnh Lý Thành Thọ đều ở đây. Mà viên tư lệnh Lý lại đang nói chuyện thân mật cùng với cha mẹ Mộc Chu Lệ. Vừa thấy cô Mộc bước vào, mẹ anh ta Nông Ngọc Kiều nhanh chóng vô cùng thân thiết kéo Mộc Chu Lệ qua một bên. Nói là Lý Chí rất trung tình, muốn cưới Mộc Chu Lệ. Cho nên, anh ta muốn biết cô bây giờ thế nào, hôm nay Mộc gia đưa bạn bè thân thiết đến đây chính là muốn làm lễ đính hôn cho Mộc Chu Lệ và Lý Chí. Tôi vẫn còn là Nico, đính hôn cái gì? Thái độ của Mộc Chu Lệ kiên quyết. Tuy nhiên, Lý Chí đã tới, gượng cười nói là Nico không có việc gì cả, giữ lại tóc dài là hoàn tục thôi mà. Đợi qua nửa năm mới tổ chức hôn sự thì lúc đó tóc cũng đã dài rồi. Mộc Chu Lệ tức giận, chỉ vào Lý Chí mà mắng, mắng y hạ lưu xấu xa. Lý Chí nóng nảy, không ngờ trong đại sảnh lại kéo tay Mộc Chu Lệ đi. Còn nói là cha mẹ của cô đã đồng ý gả Mộc Chu Lệ cho y rồi, sau này Mộc Chu Lệ chính là bà xã của y. Khương Quân vừa mới từ bên ngoài bước vào lập tức xông lên tách hai người ra. Lý Chí tiện tay cầm chiếc ghế bên cạnh đập tới tấp. May mắn thân thủ của Khương Quân giỏi, tránh được. Chiếc ghế kia ngược lại đập trúng đầu Lý Chí. Ngay sau đó, đầu người này bị đánh, máu chảy ròng ròng. Lý Thành Thọ chú của Lý Chí vừa nhìn thấy, lập tức nói bỏ ra. Bật người từ bên ngoài vào qua mấy quân nhân vây lấy Khương Quân. Khương Quân ngay lập tức bị đánh ngã, bị thương nhiều chỗ. Không có cách khác, lại không phản kháng được còn đang bị đánh thừa sống thiếu chết. Khương Quân tiện tay cầm ghế băng ngăn cản. Không ngờ Lý Thành Thọ làm mặt lạnh đứng bên cạnh xem cuộc chiến. Mộc Chu Lệ vừa nhìn thấy, khóc bảo Khương Quân đi mau, đừng lo cho cô nữa. Nhưng Khương Quân không chịu đi, kết quả là không có cách nào cả, cuối cùng, Khương Quân vẫn bị Lý Thành Thọ gọi người trói lại. Bởi vì không ngờ cảnh vệ của Lý Thành Thọ rút sung ra. Khổng Ý Hùng lo lắng nói. Người bây giờ đang ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Bọn họ nói Khương Quân tấn công quân nhân. Bị nhốt ở phân khu Giang Hoa Quân. Khổng Ý Hùng nói. Bí thư Ngũ đã nhanh chóng đi giải quyết rồi, chỉ có điều cục trưởng tạm thời không có ở đó. Chúng ta lập tức đuổi theo. Diệp Phàm nói, đưa Khổng Ý Hùng đến cục công an Hoành không mấy nhân viên công an vội vàng chạy tới khu Giang Hoa. Sau 3 giờ đến thành phố Giang Hoa đã hơn 8 giờ tối rồi. Từ bên này đi thẳng đến quân khu Giang Hoa, vừa mới tới cửa, thấy Ngũ Vân Lượng đã sớm ở đó đợi rồi. Tình hình như thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Không cho gặp người. Ngũ Vân Lượng tức giận nói. Lý Thành Thọ có ở nhà hay không? Diệp Phàm hỏi. Có, tôi mới từ bên kia về. Tuy nhiên, thái độ của người này cứng rắn như sắt vậy. Việc này lại rơi đúng vào cháu họ của ông ấy, mà trước mặt ông ấy cháu của họ bị đánh, tất nhiên sẽ không chịu dàn xếp rồi. Ngũ Vân Lượng nói. Đi vào. Diệp Phàm nói. Mấy người vội vàng đi vào phòng của Lý Thành Thọ. Vừa hỏi mới biết đồng chí Lý Thành Thọ còn đang ở phòng họp. Diệp Phàm cũng không chờ được, đi thẳng đến phòng họp. Tuy nhiên, hai tên thủ vệ làm mặt lạnh đứng hai bên cửa không cho vào. Diệp Phàm ném giấy chứng nhận ra, nói. Tôi là người của Bộ Công an tới, có việc gấp muốn tìm tư lệnh viên Lý. Hai tên thủ vệ kiểm tra một chút thấy cấp bậc cao như vậy cũng không dám chậm trễ, một người đi vào thông báo. Không lâu sau mở cửa, Lý Thành Thọ nhanh chóng đi đến. Trợ lý Diệp đã trễ thế này còn tới tìm tôi, có chuyện gì không? Lý Thành Thọ nhìn Ngũ Vân Lượng đứng bên cạnh Diệp Phàm, lập tức hiểu ra, khuôn mặt tươi cười lập tức tắt hẳn lại, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc. Chúng tôi tới đây là đòi một người. Diệp Phàm nói thẳng. Đòi người, ha ha, tôi không rõ. Có ai ở trong quân khu của chúng tôi đây? Không ngờ Lý Thành Thọ cười cười. Khương Quân. Anh ta là nhân viên làm việc ở tập đoàn Hoành không chúng tôi. Cục công an của tập đoàn chúng tôi muốn đưa người về. Có chuyện gì tập đoàn chúng tôi sẽ thành lập tổ điều tra rõ việc này. Vẻ mặt Diệp Phàm đứng đắn nói. Nực cười, Khương Quân tấn công quân nhân ở quân khu của chúng tôi. Hơn nữa, tùy ý làm việc xấu, chẳng những tấn công quân nhân, mà còn cố ý gây thương tích cho công dân Lý Chí ở địa khu Giang Hoa. Việc này, chúng tôi còn muốn đưa anh ta ra tòa án xử theo pháp luật. Người này không trừng trị không thể được. Vẻ mặt viên tư lệnh Lý ra vẻ chính nghĩa, nói. Tấn công quân nhân, các anh có chứng cứ không? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Đương nhiên là có,
nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, hơn nữa, ban bảo vệ của quân khu đang điều tra việc này. Tôi hy vọng trợ lý Diệp không nhúng tay vào việc này có liên quan đến việc tấn công quân nhân, không phải là chuyện nhỏ. Có một số việc, trợ lý Diệp sẽ rõ hơn tôi. Lý Thành Thọ còn ra vẻ nhắc nhở Diệp Phàm một chút. Chương 2969, có thể đưa đi hay không? Theo tôi được biết sự thật là đầu tiên Lý Chí cháu họ của viên tư lệnh Lý Anh muốn trêu cô Mộc Chu Lệ, mà cô Lệ lại là bạn gái của Khương Quân nên anh ta muốn bảo vệ cô Mộc Chu Lệ. Nhưng Lý Chí lại lập tức dùng ghế tấn công Khương Quân trước, đồng chí Khương Quân hoàn toàn là tự vệ lấy tay đỡ và chiếc ghế bắn ngược lại Lý Chí khiến anh ta bị thương. Việc này chỉ là tự vệ, Khương Quân cũng không phạm pháp. Nhưng viên tư lệnh Lý Anh không hỏi rõ trắng đen xanh đỏ, lập tức đem quân vây quanh Khương Quân đánh, Khương Quân không có cách gì đành phải tự vệ, bằng không chưa biết chừng đã bị các anh đánh cho chết rồi. Cuối cùng rõ ràng các anh còn rút súng ra, Khương Quân không có cách nào khác, sợ các anh làm thương người nhà họ Mộc, cuối cùng từ bỏ để cho các anh trói lại, cho nên, sao lại nói là tấn công quân nhân chứ? Ngược lại là các anh, tôi thấy không phải tồn tại một ít vấn đề nghiêm trọng hay sao? Hơn nữa, bên trong chuyện này, không ngờ đồng chí Lý Thành Thọ anh lại tương trợ cho kẻ xấu. Biết pháp luật mà còn phạm pháp, tuy nói Lý Chí là cháu ruột của anh, nhưng cũng không thể chỉ theo quốc pháp được. Khí thế của Diệp Phàm cứ bừng bừng, nói với Lý Thành Thọ. Trợ lý Diệp, tuy nói anh đang nhận chức ở Bộ Công an, nhưng cũng không thể đổi trắng thay đen được, không phân biệt được đúng sai. Chính anh là người ác ý bịa đặt công kích Lý Thành Thọ tôi, nói hoàn toàn không phải sự thật. Chẳng lẽ công an các anh phá án kiểu này sao? Hơn nữa, tôi hoàn toàn có thể cáo buộc các anh tội vu cáo hãm hại tôi. Hy vọng các anh chính trực phân rõ đúng sai, lập tức tiễn khách ra khỏi quân khu của chúng tôi. Nói cách khác, Lý Thành Thọ tôi chỉ có thể mời các anh ra ngoài. Lý Thành Thọ căm tức. Tôi thấy bọn họ căn bản chính là tới quấy rối tôi đấy, tư lệnh Lý, nhất định sẽ nói rõ ràng sau. Trợ lý Diệp tuy mới nhận chức ở Bộ Công an, nhưng, cũng không thể đưa người tấn công quân khu của chúng ta được. Lúc này thượng tá trừng to mắt nói. Ngay sau đó, gọi 7-8 binh lính lên đây, tất cả đều nhìn trừng trừng đoàn người Diệp Phàm. Muốn làm gì, muốn làm phản hay sao? Diệp Phàm đột nhiên vỗ bàn một cái, khí thế phát ra bao trùm tất cả binh lính. Bọn người này không tự chủ được liền lui lại mấy bước. Bang cái bàn bị Lý Thành Thọ đập kêu một cái, quát. Đồng chí Diệp Phàm, anh muốn gì, ở đây là quân khu Giang Hoa đấy, không phải các anh là người của tập đoàn Hoành không sao, không được gây rối. Nói cách khác, Lý Thành Thọ tôi sẽ lấy lý do các anh đến quân khu công kích mà bắt giam các anh đấy. Vậy được, chúng tôi yêu cầu gặp mặt đồng chí Khương Quân. Lý Thành Thọ anh ngay cả yêu cầu nhỏ này cũng không được sao. Diệp Phàm đưa ra yêu cầu, biết tiếp tục gây sức ép cũng không có tác dụng gì, chẳng lẽ thật sự bị bọn người kia bắt lại sao? Mặt khác còn muốn nhanh chóng, bên này, Sa Thiên cũng đã đi được một vòng quay trở lại rồi. Rất xin khổ nghi, sự kiện Khương Quân tấn công, tạm thời không được thăm hỏi. Thượng tá kia lại hừ lạnh nói. Vậy được, đồng chí Lý Thành Thọ, anh tự lo đi. Diệp Phàm vòng người cùng mọi người bước, đầy hết cả gian phòng nhà khách Giang Hoa. Quân đội tỉnh Điền Nam chịu sự quản lý của quân khu Lam Kinh, tuy nhiên, quân khu tỉnh Điền Nam đồng chí Diệp Phàm cũng không biết, vốn việc nhỏ này cũng không muốn làm phiền viên tư lệnh Trần Khải Việt. Tuy nhiên, hiện tại xem ra là không được. Tuy nhiên, bây giờ đã là hơn 11 giờ đêm rồi, Diệp Phàm quyết định sáng ngày mai sẽ gọi điện cho tư lệnh viên Trần. Nếu Lý Thành Thọ không biết phân biệt như thế, vậy thì phải gọi lão thất phu này rồi. Tắm một cái rồi đi ngủ. 2 giờ sáng. Diệp Phàm đột nhiên bị một tiếng động lớn làm cho bừng tỉnh. Sa Thiên gõ cửa bước vào, nói. Diệp Phàm, bên ngoài có rất nhiều quân nhân đến đây, một đám mang súng, đạn đã lên nòng giống như ăn thịt người vậy. Diệp Phàm vừa nghe, lập tức mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Phát hiện đại sảnh của mình bị mười mấy binh lính bao vây. Đi đầu chính là thượng tá mắt to kia. Khiến trong đại sảnh loạn lên thành bầy. Trên mặt Khổng Ý Hùng sưng phồng lên, đoán chừng là bị đánh. Các người là ai, không ngờ lại có thể tự dưng đánh người, rốt cuộc các người muốn gì? Diệp Phàm liếc nhìn tên thượng tá kia một cái, hừ lạnh nói. Tôi là Đinh Bồi, ban bảo vệ được phân công quản lý quân khu. Đinh Bồi nói. Thượng tá Đinh, rốt cuộc anh muốn gì? Nói đến đây, Diệp Phàm chỉ tay vào Khổng Ý Hùng nói. Là ai đánh anh ta? Có phải anh chỉ điểm hay không? Đánh,
thế là còn nhẹ rồi, toàn thể nghe lệnh, đem bắt tất cả phạm nhân có liên quan đến Khương Quân thẩm vấn thêm. Thượng Ta Đinh không nói hai lời, vung tay lên ra lệnh. Người nào dám? Sa Thiên đứng trước ngay trước mặt. Khương Quân bị ép buộc, sao lại thế này? Diệp Phàm lớn tiếng hỏi. Không phải là các người làm sao? Đồng chí Diệp Phàm, anh nói láo cái gì đấy, bắt tất cả lại. Thượng Tá Đinh lại hạ lệnh, lần này, binh lính bắt người không do dự, Nhất Hoa Phong bị thương tung cước muốn đánh người. Bang bang bang, những quyền cước vang lên liên hồi. Ngay sau đó, tất cả binh lính hùng hổ đó đều bị Sa Thiên đánh cho ngã lăn xuống đất. Phản rồi, rõ ràng còn dám tấn công quân nhân, tôi muốn báo cáo với lãnh đạo cấp trên tố các anh ra tòa. Thượng Tá Đinh tức giận nói. Bang một tiếng giòn tan. Thượng Tá Đinh bị Diệp Phàm hung hăng tát cho một cái, cơ thể lập tức bị quăng đập vào tường bắn ngược lại xuống đất. Hỏng, chính là anh đánh người. Vô cớ đánh lãnh đạo Bộ Công an không nói làm gì, còn dám bịa đặt bày chuyện. Rút súng ra muốn giết lãnh đạo Bộ Công an, bắt tất cả chúng tống vào ngục của quân khu Giang Hoa. Diệp Phàm hừ nói, Sa Thiên không nói lời nào, xé khăn trải giường thành hai mảnh, trói toàn bộ binh lính lại. Nhận được báo động. 10 phút sau cảnh sát quân khu cục công an Giang Hoa đã có mặt. Vâng, sao Thượng Tá Đinh lại thế này? Một thanh tra cảnh sát trung niên đi tới liếc nhìn Đinh Bồi một bên miệng còn đang chảy máu, lập tức trợn tròn mắt lên. Đội trưởng Thái, anh lập tức bắt tất cả những người có ý định tấn công quân khu chúng ta lại, đánh trọng thương lãnh đạo quân khu không được để đứng ngoài pháp luật phải bắt lại. Thượng Tá Đinh vừa nhìn thấy, lập tức chỉ tay vào Diệp Phàm kêu lên. Các người là ai? Sao có thể tùy tiện tấn công đồng chí lãnh đạo quân khu? Đoán chừng đội trưởng Thái có quan hệ thân thiết với Thượng Tá Đinh, lập tức đi đến trước mặt Diệp Phàm lớn tiếng quát. Anh đến rất đúng giờ, đây là giấy chứng nhận, anh xem đi. Diệp Phàm lấy giấy chứng nhận ném cho đội trưởng Thái, thằng này sửng sốt, tuy nhiên, cũng bị khí thế của Diệp Phàm làm cho khiếp sợ, cầm giấy chứng nhận có chút hoài nghi, lập tức biến sắc. Bang một tiếng, Thái Đông đứng nghiêm, miệng rất cung kính nói. Đội trị an cục công an Giang Hoa Thái Đông gửi lời hỏi thăm đến anh. Đội trưởng Thái, lần này chủ yếu là đi du lịch một chuyến. Không ngờ rằng tình hình trị an của các anh nơi này thật tồi tệ. Nếu không, chúng tôi có thể ngủ ở nhà khách Giang Hoa, vừa mới ngủ đến nửa đêm, không ngờ lại bị một đám người đến đánh người đập đồ. Hơn nữa, đám cướp này còn muốn bắt người, bọn chúng cưỡng ép bắt chúng tôi đi. May mắn đồng chí ở bộ phận quản lý của chúng tôi có chút bản lĩnh mới trị được bọn họ. Tôi lệnh cho anh ngay lập tức đem đám cướp này về đồn công an nghiêm chỉnh kiểm tra. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc, hừ nói. Việc này, trợ lý Diệp, bọn họ hình như là đồng chí ở quân khu. Thái Đông sửng sốt, sắc mặt trở nên khó coi hơn. Những quân nhân này, không phải là cảnh sát bên Thái Đông sao? Nhưng trợ lý Diệp bên này, lại là người không thể động đến. Thái Đông hối hận, không ngờ buổi tối trách nhiệm đổ hết lên đầu anh ta, rốt cuộc là vận xấu rồi. Thật sao, tôi nhìn không giống. Đồng chí quân khu làm sao có thể đêm hôm khuya khoát tiến vào nhà khách tấn công lãnh đạo bộ phận quản lý. Những người này nhất định là giả mạo đấy. Làm phản không thành, lại dám giả mạo quân nhân, hãy bắt bọn họ lại thẩm vấn cho tôi, nhất định phải tìm ra chủ mưu đứng sau. Tình huống rất nghiêm trọng, tôi phải báo cáo việc này với lãnh đạo quản lý. Nói đến đây, Diệp Phàm liếc nhìn Thái Đông một cái. Trợ lý Diệp, có thể được không? Thái Đông muốn nói đến một chút tình người, hoặc là y nói muốn đẩy đi. Có phải là ý của anh không hay lắm có phải không? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, giơ tay gõ gõ vào vai Thái Đông. Cương quyết chấp hành mệnh lệnh của thủ trưởng. Thái Đông vừa thấy, lập tức đứng nghiêm trang, không do dự, vung tay lên, giải tất cả đám người này đi. Cái gì, bị bắt? Sắc mặt Lý Thành Thọ âm u, hừ nói. Đúng vậy, cái tên Diệp Phàm kia có mang theo thuộc hạ, công phu quyền cước rất cao. Nhanh chóng đuổi hết quân nhân của chúng ta đi rồi, thật là một cao thủ. Một thiếu tá trung niên nói có chút sợ hãi. Hơn nữa, bây giờ đã giao cho địa khu cục công an Giang Hoa rồi. Được rồi, để cho Đinh Bồi bọn họ nghỉ ngơi một đêm ở cục công an đi. Ngược lại tôi muốn xem Diệp Phàm xử lý việc này như thế nào. Còn nữa. Anh hãy ngay lập tức báo cáo việc này cho bảo vệ quân khu tỉnh. Lý Thành Thọ cười nham hiểm. Thượng tá Đinh bọn họ có thể chịu đựng được hay không? Thiếu tá có chút bận tâm. Sợ cái gì, cục công an Giang Hoa Lưu Chí Hoằng có đúng là dám đối xử tệ với người của chúng ta hay sao?
Lý Thành Thọ cười lạnh một tiếng. Vậy tốt rồi, đoán chừng bây giờ đau đầu nhất là Lưu Chí Hoàng rồi. Người này làm không cẩn thận lại mang họa vào thân đấy. Thiếu tá nộ rõ vẻ mặt tươi cười. Em gái, em xem, đánh người ta thành bộ dạng như thế này, bọn họ thật nhẫn tâm. Một ni cô ở địa khu Giang Hoa, hai mắt Mộc Chu Lệ sưng húp lên vì khóc. Bị thương ngoài ra thì không cần phải lo lắng cái gì, thể chất Khương Quân rất tốt. Tuy nhiên, chỉ sợ nội thương thì thật phiền toái. Lính ngoan cũng trở nên độc ác hơn. Tôi kiểm tra trước một chút rồi nói sau. Mộc Nguyệt nói. Vậy cảm ơn em nhiều rồi. Mộc Chu Lệ nói, hai người bận rộn. Ước chừng hơn một giờ, ủy viên địa khu Giang Hoa, đồng chí cục trưởng cục công an Lưu Chí Hoàng mới vội vàng tới nhà khách Giang Hoa, chào trợ lý Diệp. Hai bên bắt tay ngồi xuống nói chuyện. Trợ lý Diệp đến Giang Hoa chúng tôi, Chí Hoàng không tiếp đãi tốt, đặc biệt đến đây nhận tội với lãnh đạo. Lưu Chí Hoàng khá khách khí, nói. Tôi chỉ là tiện đi một chuyến, không báo với các anh cũng không có vấn đề gì. Chỉ là Giang Hoa các anh sao lại như thế này. Đêm hôm khuya khoắt lại có người lấy súng ra tấn công chúng tôi. Người thì tôi để cho các anh bắt rồi, hiện tại thẩm vấn thế nào rồi? Diệp Phàm hừ nói, sắc mặt tự nhiên không tốt nhìn Lưu Chí Hoàng. Việc này, tôi đặc biệt ở đây xin nghe theo chỉ thị của trợ lý Diệp. Bước đầu chúng tôi đã điều tra rõ rồi, những người này cũng không phải là kẻ cướp gì cả, mà bọn họ chính là quân nhân của quân khu Giang Hoa. Lãnh đạo là Đinh Bồi, tư lệnh phó phòng bảo vệ quản lý quân khu. Lưu Chí Hoàng nói, đồng chí quân khu, cũng lạ thật, sao bọn họ lại tấn công chúng tôi? Tuy nhiên, mặc dù là đồng chí quân khu, cũng không thể tấn công lãnh đạo của Bộ Công an được. Vương Tử phạm tội cũng xử như dân thường, bọn họ có thể muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Chương 2970, nhà họ Lý xong rồi. Việc này, chúng tôi cũng hỏi qua rồi, nói là có một đồng chí là Khương Quân bị người từ quân khu bắt cóc đi. Bọn họ nghi ngờ trợ lý Diệp các anh làm cho nên đã tới. Tuy nhiên, bọn họ đang không có chứng cứ lại dính vào thật không có lý trí. Lưu Chí Hồng muốn không đắc tội của hai bên. Buồn cười, tôi đang làm gì, còn dùng mấy chiêu bắt cóc nào sao? Hơn nữa, nhà khách này có camera theo dõi, xin xem lại xem Diệp Phàm tôi từ khi đi vào có ra khỏi cửa không? Quả thực là bừa bãi, chỉ dựa vào đoán mò cũng dùng súng công kích chúng tôi, chỉ thế cũng đủ rồi. Giải quyết thế nào là việc của Cục Công an Giang Hoa các anh về đi, bất cứ lúc nào báo cáo kết quả xử lý với tôi. Diệp Phàm khoát tay áo, Lưu Chí Hồng vẻ mặt buồn rầu đi về. Lưu Chí Hồng vừa đi, Diệp Phàm lập tức gọi điện thoại cho tư lệnh quân khu Lam Kinh Trần Khải Việt. Đêm khuya quấy dày, đúng là không có cách nào. Tư lệnh Trần, tôi là Diệp Phàm của tập đoàn Hoành Không. Trước kia làm việc có quen anh, lần đó chúng tôi cùng nhau vào Tổng quân y viện đấy. Diệp Phàm nói. Ồ, là Tiểu Diệp, quái, đêm hôm khuya khoát cậu gọi điện thoại làm gì, còn nói không có cách nào, rốt cuộc sao lại thế? Trần Khải Việt hỏi, cũng rất nghi ngờ. Vì thế Diệp Phàm nói qua mọi việc từ đầu chí cuối một lần, cũng không nói dối, đương nhiên cũng khuếch đại sự thật một cách thích hợp một chút. Tôi tin tưởng cậu không dám gạt tôi có phải không đồng chí Diệp Phàm? Trần Khải Việt vừa nghe lập tức giọng nghiêm túc thật sự. Việc công là việc công. Quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân tư lệnh Trần hiểu rất rõ. Tôi sẽ thế sao? Diệp Phàm nói. Ừ, việc này tôi đã biết. Trần Khải Việt cúp điện thoại. 7 giờ sáng, Lý Thành Thọ một đêm không ngủ, đang úp mặt trên bàn thiêm thiếp ngủ. Lúc này tránh văn phòng phân quân khu khẽ gõ cửa bước vào báo cáo là tư lệnh thứ nhất quân khu tỉnh Chu Minh Tiến đã dẫn người đến Giang Hoa rồi. Tới đúng lúc rồi, Lý Thành Thọ vừa nghe, lập tức vui mừng nhướng mày. Sau đó nói chúng ta lập tức ra ngoài nghênh đón một chút. Phó tư lệnh Chu dẫn theo sau đồng chí vào phòng làm việc của Lý Thành Thọ. Đồng chí Thành Thọ, tôi được sự ủy quyền của tư lệnh Ngô xuống điều tra về chuyện đồng chí Khương Quân của tập đoàn Hoành Không bị phân quân khu ép. Tư lệnh Chu vẻ mặt nghiêm túc. Chúng tôi đã mong ngài đến từ trước, bọn họ rất kỳ cục chẳng những ép buộc người của chúng tôi rõ ràng còn đánh bị thương mấy thượng tá của chúng tôi. Hiện giờ rõ ràng còn nhốt vào cục công an địa khu. Quả thực là sằng bậy. Đồng chí Diệp Phàm tuy nói là trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an nhưng cũng không thể cả gan làm loạn như thế. Tư lệnh Chu Lý Thành Thọ đương nhiên muốn lên tiếng trước. Những việc khác không cần nói, anh lập tức triệu tập cuộc họp ban lãnh đạo, tôi muốn công bố quyết định của lãnh đạo quân khu. Tư lệnh Chu khoát tay nói, làm Lý Thành Thọ sửng sốt, trong lòng nhất thời có cảm giác bất an.
có vẻ vị tư lệnh Chu này xuống dưới cũng không phải là chỗ dựa của mình. Tuy nhiên, suy nghĩ này chỉ trôi qua trong chớp mắt. Lý Thành Thọ tin tưởng vào bản thân, không lâu bộ máy đảng ủy phân quân khu đã tập hợp đầy đủ. Các đồng chí đều đã đến rồi, tôi đọc quyết định của lãnh đạo quân khu tỉnh. Chu Chí Hồng vẻ mặt nghiêm túc nhìn tất cả mọi người rồi nói, lãnh đạo quân khu tỉnh đưa ra quyết định tạm thời, vì cháu của người phụ trách phân quân khu Lý Thành Thọ Lý Chí và đồng chí Lý Thành Thọ đều liên quan đến vụ án của đồng chí Khương Quân của tập đoàn Hoành Không. Và việc này đã khiến Bộ Công an rất coi trọng, để tỏ sự công bằng, không trốn trách quy định. Đảng ủy quân khu tỉnh nhất trí đồng chí Lý Thành Thọ tạm thời cách chức điều tra, công tác của phân quân khu Giang Hoa do đồng chí Trịnh Thiên Trung tạm thời phụ trách. Vì sao? Lý Thành Thọ không phục mà hỏi. Vì sao, anh còn không rõ ràng sao? Đồng chí Thành Thọ, tôi hy vọng anh bình tĩnh một chút, việc này còn đang điều tra, chưa có kết luận. Hy vọng cậu có thể tiếp nhận quyết định của lãnh đạo quân khu tỉnh. Tư lệnh Chu vẻ mặt nghiêm túc như mặt nước. Lý Thành Thọ lập tức như bị hút hết tinh lực, hơn nữa cả đêm qua không ngủ, cảm giác đầu nặng đứng không vững vội vàng ngồi xuống, cả người mềm oặt trên ghế. Lý Thành Thọ biết lần này thật đúng là khiêng không qua rồi. Mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn, Lý Thành Thọ thất ý, còn Trịnh Thiên Trung đương nhiên đắc ý rồi. Cơ hội lần này đến rồi, lập tức điều động phòng bảo vệ phân quân khu phối hợp Phó Tư lệnh Chu triển khai điều tra. Phó Tư lệnh Chu ra rồi, nhưng Khương Quân lại mất tích, việc này cũng bất lợi cho việc điều tra. Sa Thiên nói, cậu dẫn Khổng Ý Hùng đến nhà họ Mộc một chuyến, thông báo với nhà họ Mộc một chút, nói Chủ tịch tập đoàn Hoành Không yêu cầu Mộc Châu Lệ lập tức đến khách sạn Giang Hoa. Nếu không Khương Quân phiền toái liền lớn. Diệp Phàm nói, Sa Thiên vội vàng đi. Không đến 2 tiếng sau Mộc Châu Lệ xuất hiện ở nhà khách Giang Hoa. Bí thư Diệp, ngài cứu cứu Khương Quân đi. Vì gặp Diệp Phàm rồi Mộc Châu Lệ vẫn như gặp được người của nhà mẹ để lập tức liền quỳ xuống khóc giống lên. Khương Quân là bị sư thái cứ đi. Diệp Phàm cười nói, việc này bí thư Diệp nói cái gì, tôi không hiểu. Mộc Châu Lệ còn muốn che giấu. Cô nói cũng không đúng. Nói thật với cô, lần này quân khu tỉnh xuống dưới. Nếu Khương Quân có thể kịp thời xuất hiện để điều tra đối với y mới có lợi. Nếu không, đương sự không ở, điều tra này liền không thể tiến hành. Còn có thể trừng phạt kẻ ác, chẳng lẽ cô không muốn cùng Khương Quân cùng một chỗ sao? Chẳng lẽ cô thật sự muốn Khương Quân cả đời không thể minh oan phải mai danh ẩn tích cả đời sao? Diệp Phàm nói, vậy phải làm sao? Mộc Châu Lệ sợ thất thần. Không cần lo lắng cái gì, đem người đến một bệnh viện nào đó, những cái khác không cần quan tâm. Chỉ cần báo cho Cục Công an Giang Hoa địa điểm là được. Chuyện sau này để tôi giải quyết. Diệp Phàm nói đến đây nhìn Mộc Châu Lệ một cái cười nói, còn nữa, chuyện cô và Khương Quân lần này cũng giải quyết xong đi. Cứ tiếp tục thế cũng không phải là cách, sau này tuổi tác lớn muốn sinh con cũng khó. Tôi nghe bí thư Diệp, Mộc Châu Lệ vội vàng đi rồi. Diệp Phàm đi nghỉ trưa, buổi chiều 2 giờ Diệp Phàm nhận được điện thoại của Cục trưởng Lưu của Cục Công an Giang Hoa, sau đó đi thẳng đến bệnh viện. Phát hiện Khương Quân chỉ bị thương ngoài da, nội thương được Diệp Phàm trị liệu đã khá lên 3 phần. Lúc 3 giờ, Phó Tư lệnh Chu dẫn người đến. Tuy nhiên, Phó Tư lệnh Chu rất khách khí, cùng Diệp Phàm nói chuyện phiếm giống như là bạn bè, không giống như đang điều tra. 2 hôm sau, điều tra đã có kết quả. Mà quân khu tỉnh Điền Nam lúc này ra quyết định, miễn hết thảy chức vụ của tư lệnh phân quân khu Lý Thành Thọ. Hơn nữa bắt buộc phải chuyển nghề. Lý Thành Thọ còn có chút hậu trường, cuối cùng cấp trên chiếu cố cho y chuyển nghề về mặt trận Tổ quốc Giang Hoa cấp bậc phó phòng. Đương nhiên là giáng cấp, từ đó về sau Lý Thành Thọ xong rồi. Còn kẻ ác độc Lý Chí đương nhiên được mời vào Cục Công an. Tội danh đùa giỡn, lưu manh kích động người khác đánh người, còn có tội cưỡng gian và nhiều hành vi phạm tội khác. Cuối cùng phán quyết 10 năm. Ha ha, trong phòng bệnh truyền ra tiếng cười sang sảng của Diệp Phàm. Mộc Châu Lệ, lúc nào thì thế, bà mối như tôi đây đã quyết định rồi, đến lúc đó cô chuẩn bị đầu heo lớn tạ cho mình là được. Bí thư Diệp, anh vừa cười tôi sao? Mộc Châu Lệ xấu hổ hận không thể có kẽ hở nào chui vào. Ha ha, Khương Quân tất nhiên vẻ mặt thỏa mãn. Cười gượng gì, dưỡng thương sớm một chút, công ty xây dựng không thể thiếu cậu, nhanh chóng nhìn chăm chú giúp bố. Diệp Phàm hừ nói. Biết rồi thưa thủ trưởng. Khương Quân sửng sốt từ trên giường đứng lên chào một cái. Tôi lập tức có thể làm rồi, chút tổn thương đó cũng không coi vào đâu. Không được, phải nghỉ ngơi vài ngày, nếu để lại di chứng thì làm sao? Mộc Châu Lệ không chịu. Ừ,
nghỉ ngơi một tuần đi, để Châu Lệ chăm sóc một chút. Diệp Phàm cười đi rồi, dành thời gian cho hai người yêu nhau. Trở lại trụ ở Hoành Không. Khổng Ý Hùng báo cáo nói là đội đo đạc hôm nay đang ở núi Thông Thiên. Huyện Hoành Cương ký kết chính là người của tập đoàn Tinh Đại có phải không? Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu. Ừ, là nhân viên của Viện Quy hoạch Thiết kế của tỉnh. Nói là tập đoàn Tinh Đại mời họ đến đo đạc, chuẩn bị khai thác phát triển núi Thông Thiên thành khu du lịch sinh thái bao gồm cả sông Thông Thiên. Khổng Ý Hùng nói. Có lẽ các anh ngăn không có họ đo đạc có phải không? Diệp Phàm cười nói. Đó là đương nhiên, thị trấn Hoành Không hiện giờ đã là thuộc quản lý của tập đoàn chúng ta. Chúng ta mới là chủ thật sự của núi Thông Thiên, dựa vào cái gì mà họ đo đạc. Muốn khai thác cũng phải tập đoàn Hoành Không chúng ta làm việc này. Cục trưởng Bao lập tức đã dẫn người đi, mời các đồng chí trong đội đo đạc trở về. Mấy hôm trước anh đang bận bên Điền Nam, nhất thời tôi không dám quấy rầy. Tuy nhiên, nghe nói tập đoàn Tinh Đại đi tìm huyện Hoành Cương. Ủy ban nhân dân huyện Hoành Cương tố cáo tập đoàn chúng ta. Khổng Ý Hùng nói. Xem ra lại có chuyện để nói rồi. Diệp Phàm cười nói tuy nhiên, bọn họ ký kết hợp đồng đề cập đến vốn nhiều hay ít. 200 triệu, huyện Hoành Cương góp 100 triệu. Ngoài ra, huyện Hoành Cương quả thực muốn cải trắng giá cả. Miễn thuế 3 năm không nói, ngay cả 200 triệu mà tập đoàn Tinh Đại bỏ ra đều là Ủy ban Kinh tế Thương mại và Cục Du lịch huyện Hoành Cương đảm bảo để họ vay tiền ngân hàng. Tiền này là vay mà có. Khổng Ý Hùng nói. Bình thường thôi, bọn họ nhằm vào chúng ta. Bọn họ muốn cướp núi Thiên Thông. Sau đó, tỉnh hỏi họ cái gì cũng giả ngu không biết là được. Tuy nhiên, bọn họ tính toán giỏi, chúng ta có thể để họ làm thế với núi Thông Thiên sao, quả thực là ngu ngốc. Tôi muốn để huyện Hoành Cương vừa mất người vừa gãy binh. Diệp Phàm cười âm hiểm. Chương 2971, Càn Quấy. Cái này thật sự không dễ nói, theo lý mà nói bọn họ giả ngu chúng tôi thật sự cũng không có cách nào. Bởi vì, bọn họ ký kết hợp đồng là trước khi thị trấn Hoành Không thuộc sở hữu của chúng ta. Mặc dù là tất cả mọi người đều biết đây là đang giả ngu, nhưng không có cách nào. Việc khai thác phát triển núi Thông Thiên chẳng lẽ còn thực để họ chiếm đi sao? Khổng Ý Hùng sắc mặt có chút khó coi hơn nữa, để phòng ngừa họ về cục trưởng Bao vẫn sắp xếp mấy đồng chí túc trực 24/24 giờ. Nhân viên của cục công an chúng ta cũng không nhiều, lãng phí 6 người như vậy cũng khá căng thẳng đấy. Đương nhiên, tôi cũng sắp xếp một số công nhân không có việc gì trong xưởng đến phối hợp tuần tra. Không cần, rút về hết, Diệp Phàm nói. Rút về hết, đội đo đạc vẫn còn ở thành phố Hạng Nam, chúng ta rút lui thì họ sẽ vào. Hơn nữa, huyện Hoành Cương cũng sắp xếp một số đồng chí ở thị trấn Hoành Không, một khi có cơ hội bọn họ nhất định sẽ lập tức gọi đội đo đạc vào núi. Khổng Ý Hùng có chút không hiểu. Anh cứ làm theo là được, lập tức gọi điện thoại cho cục trưởng Bao. Rút hết nhân viên của Hoành Không chúng ta về. Huyện Hoành Cương muốn gây sức ép thì cứ mặc kệ họ, nếu có thể quy hoạch trước thì rất tốt giảm chi phí đo đạc quy hoạch của chúng ta. Diệp Phàm cười nói, mặc Khổng Ý Hùng nghi hoặc nhưng vẫn làm theo. Gọi điện thoại xong Khổng Ý Hùng nói bí thư Diệp, việc chọn thư ký của ngài đã xong. Là ai đưa đến chỗ tôi xem? Diệp Phàm lòng dạ biết rõ cười. Là bên kia tỉnh Điền Nam báo danh sang đây, đồng chí Đỗ Vệ Quốc, có 5 năm kinh nghiệm thư ký. Khổng Ý Hùng ra vẻ nghiêm chỉnh báo cáo một chút, cậu ta đang ở ngoài cửa chờ đấy, anh có muốn gọi cậu ta đến không? Gọi cậu ta vào đi, tôi hỏi cậu ta một chút. Diệp Phàm gật đầu nói, không lâu Đỗ Vệ Quốc vẻ mặt cung kính cộng thêm cảm kích bước vào. Cậu đã chuẩn bị tốt chưa? Hiện giờ thành phố Đồng Thương của Điền Nam đang đề cử cậu là phó chủ tịch thành phố. Ở tập đoàn chúng ta làm thư ký cho tôi, cậu phải thận trọng suy xét. Nếu sau này ảnh hưởng đến tiến trình của cậu, cậu cũng đừng lẩm bẩm trong lòng. Diệp Phàm nói. Bên kia dù bảo tôi về làm chủ tịch thành phố tôi cũng không đi, đời này có thể theo bí thư Diệp làm việc đối với Đỗ Vệ Quốc tôi là vinh dự cả đời. Bởi vì, bí thư Diệp là người cha tôi tôn sùng, mà ngài cũng là đại ân nhân của nhà họ Đỗ chúng tôi. Sau này Vệ Quốc chính là lính hầu của bí thư Diệp. Đỗ Vệ Quốc vẻ mặt cung kính, không ngồi mà vẫn đứng. Ha ha, cậu không phải là lính hầu của Diệp Phàm tôi mà cậu là thư ký của tôi. Chúng ta đều làm việc vì đất nước, như vậy đi, trước tiên cậu kiêm chức phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính thức. Vốn chủ nhiệm văn phòng đảng chính thức của tập đoàn là đãi ngộ cấp cục trưởng đấy, cậu đến là đãi ngộ cấp phó phòng rồi. Diệp Phàm cười nói. Tôi nghe theo bí thư Diệp, Đỗ Vệ Quốc nói, lập tức vào vị trí thư ký.
Vậy được, cậu trở về giải quyết một số việc liên quan đến vấn đề thủ tục. Vì tập ông chủ Yuka đoàn cơ điện hoành không là tỉnh Điền Nam, cho nên cậu hãy đến báo cáo văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc này tôi cũng nói với bên đó một tiếng, không khó lắm. Diệp Phàm nói còn nữa, chú cậu làm kinh doanh gì sao? Ông ấy kinh doanh vật liệu xây dựng, ví dụ như thép, gạch ốp lát, xi măng, có một công ty nhỏ tên là công ty vật liệu xây dựng Phúc Phát. Mấy năm trước kinh doanh còn tạm, sau thì không được. Năm trước càng không kiếm được bao nhiêu tiền. Nghề này cạnh tranh nhiều, hơn nữa, đa số phải dựa vào quan hệ. Mà sổ nợ của dân xây dựng cũng quá lợi hại, chỉ là lãi suất thôi cũng đè chết người. Mà ông nội mấy năm nay bệnh liệt giường, cho nên, tiền kiếm được đều đưa vào bệnh viện. Đỗ Vệ Quốc nói, như vậy đi, tôi cho cậu số điện thoại, người này tên là Khương Quân, là tổng giám đốc công ty xây dựng Thiên Mã, công ty con của tập đoàn Hoành Không chúng ta. Cậu bảo Đỗ Thành đi tìm anh ta, vừa đúng lúc họ nhận công trình xây dựng chung cư. Mua một ít vật liệu xa anh dựng thích hợp bên các cậu là không thành vấn đề. Tuy nhiên, có một việc phải chú ý, nhất định phải hàng thật đúng giá mới được. Diệp Phàm nói, vốn muốn lấy tiền trực tiếp giúp nhà họ Đỗ nhưng nghĩ lại có lẽ nhà họ Đỗ sẽ không cần. Bởi vì nhà họ Đỗ tuy nói khó khăn nhưng người nhà họ Đỗ giống như Ngô Đại là người mạnh mẽ. Chỉ bằng tìm lý do trợ giúp Đỗ Thành một phen ngược lại càng hiệu quả hơn. Đỗ Vệ Quốc xúc động đi rồi Diệp Phàm gọi điện thoại cho Khương Quân, đương nhiên không vấn đề gì. Dự án chung cư lớn như vậy chỉ cần chút cặn bã cho Đỗ Thành cũng khiến anh ta no. Diệp Phàm lại gọi điện thoại cho Cung Khai Hà nói tình hình nhà họ Đỗ cho ông ấy. Ôi, tôi là tổ trưởng không làm tròn bổn phận rồi, thậm chí ngay cả người nhà anh hùng đều không quan tâm được. Những anh hùng đó dưới cửu tuyền khó khăn quá rồi. Yên tâm, tôi lập tức cử người xuống dưới. Lần này giải quyết vấn đề chữa bệnh của ông Đỗ. Toàn bộ chi phí do tổ chi trả. Đến khi hai vị lão nhân ra quy tiên mới thôi. Cung Khai Hà giọng có chút nghẹn ngào. Có thể tìm lý do để hai ông bà ấy có tiền lương hưu không? Diệp Phàm hỏi. Ừ, ý tưởng của cậu tốt lắm. Chúng tôi sẽ giải quyết. Cung Khai Hà nói sau đó hỏi Diệp Phàm, nghe nói cậu đang gây sức ép với các đồng chí ở thành phố Đồng Thương có phải không? Việc này anh cũng biết sao, chút việc nhỏ thôi. Diệp Phàm nói. Cũng không phải tôi cố ý muốn biết, ngày hôm qua đến Bộ Tổng Tham Mưu một chuyến, vừa vặn gặp Tư lệnh Viên Trần. Hai chúng tôi nói chuyện một hồi. Ông ấy biết tổ đặc nhiệm A chúng ta đấy. Thật ra cũng không có ý, chỉ có điều, tôi cảm thấy đôi khi có phải là cậu cũng có chút càn quấy không? Tôi biết cấp dưới của cậu còn có mấy cao thủ, nhưng cũng không thể đến phân quân khu của người ta càn quấy có phải không? Trần Tư lệnh cũng không ngốc, dù sao cũng phải nể mặt người ta một chút. Quân đội ở tỉnh Điền Nam là địa bàn của Trần Tư lệnh. Tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, không cần quá mức làm người ta khó chịu nổi. Cung Khai Hà nói những lời này với hàm ý khác. Tôi nào dám, chúng tôi cho nhân viên đến phân quân khu Giang Hoa. Chúng tôi hỏi họ người, họ không cho, cũng không cho chúng tôi cơ hội gặp mặt, tôi không làm gì mặt xám xịt dẫn người đi thì làm mất mặt tổ trưởng cung rồi. Diệp Phàm nói. Bớt lắm mồm đi, đứng đắn một chút. Nói cậu không cần càn quấy, vị đồng chí Khương Quân kia làm sao có thể nằm trong bệnh viện đệ nhất địa khu Giang Hoa. Không phải là đồng chí Khương Quân bị còng còn có thể bay ra ngoài. Hơn nữa, còn đánh bị thương nhiều nhân viên bảo vệ phân quân khu. Cậu như vậy là quá càn quấy. Việc này nếu ra tòa án quân sự là bắt cóc, còn có quả ngon để cậu ăn đấy. Trần Tư lệnh coi như là hiểu rõ. Chỉ là thông qua tôi truyền lời cảnh cáo cậu một chút. Nếu không, cậu sẽ có phiền toái lớn đấy. Cung Khai Hà nghiêm túc phê bình. Tôi nói nhé đồng chí Cung Khai Hà, việc này thật là tôi không xong rồi đấy. Tự tôi còn không hiểu ra sao, nửa đêm trong nhà khách không ngờ thiếu chút nữa bị bọn họ giết chết. Đồng chí Trần Khải Việt không quản lý cấp dưới của mình, ngược lại lại đổ cho tôi, đây là đạo lý gì? Diệp Phàm có chút tức giận, giọng điệu nặng lên không ít. Thật không phải cậu làm, Cung Khai Hà có chút nghi ngờ. Đó là đương nhiên, tôi thề có mẹ tôi, việc này không phải là Diệp Phàm tôi làm. Diệp Phàm nói hơn nữa cũng không sai khiến bất luận cấp dưới nào làm nên chuyện này. Vốn đang định sáng ngày thứ hai gọi điện thoại cho Trần Tư lệnh. Bởi vì vào lúc ban đêm không tiện, sợ quấy rầy người ta. Sau không có cách nào khác, bọn họ không ngờ dùng súng, chuyện lớn như vậy không báo cáo. Đêm hôm đó Diệp Phàm tôi xem như đã nhân từ rồi. Nếu không, với tính cách của tôi, không đánh họ bị thương là cái đếch đấy. Quái, không phải cậu làm thì là ai?
Cung Khai Hà tin tưởng Diệp Phàm vì Nius Diệp Phàm dùng tính giai cấp bảo đảm, Cung Khai Hà chưa chắc tin tưởng hắn. Nếu như dùng mẹ để thề, đây tuyệt đối là sự thật. Tôi nào biết được, có lẽ là nhà họ Lý làm nhiều người tức giận, dẫn đến hảo hán giang hồ bênh vực kẻ yếu. Diệp Phàm hừ nói, cậu có biết hảo hán này là ai? Cung Khai Hà bắt đầu nói lời khách sáo rồi. Tôi cũng không hiểu được, cũng không phải thần tiên có thể biết được. Diệp Phàm tức giận nói. Đồng chí Diệp Phàm nói nghiêm chỉnh, nếu thật sự cậu biết vị cao thủ nào làm, ha ha, sao không thể xem xét tiến cử vào tổ đặc nhiệm A? Chúng ta không thể để lãng phí cao thủ ở ngoài, đây là lãng phí đối với cậu. Cung Khai Hà bắt đầu dẫn đường rồi. Thực không hiểu được, hiện nay cao thủ chắc chắn không nhiều lắm. Nhưng đôi khi vẫn ngẫu nhiên xuất hiện một người như vậy. Tôi cũng không phải con cú mỗi ngày nhìn khắp thiên hạ có phải không? Diệp Phàm đương nhiên sẽ không nói rõ. Ha ha, cậu không nói chúng tôi sẽ không điều tra ra có phải không? Người này cứu Khương Quân, chắc chắn có liên quan đến Khương Quân. Hơn nữa, Khương Quân cùng Mộc gia có mâu thuẫn, có lẽ người nào có liên quan đến nhà họ Mộc. Vì Mộc Châu Lệ không phải ở Am Bạch Vân ở Thông Thiên sao? Có phải là sư thái trong Am ra tay? Cung Khai Hà tiếp tục nói lời khách sáo. Ha ha, anh thích điều tra cứ điều tra đi. Có lẽ các ni cô Am Bạch Vân sẽ yêu đồng chí Cung Khai Hà đấy. Đến lúc đó, toàn bộ ni cô là tiểu tam của anh cũng không tệ. Diệp Phàm châm chọc nói. Cậu, Cung Khai Hà vừa mới nói đến đây, Diệp Phàm đã cúp điện thoại. Thằng nhóc này giỏi, làm tôi tức chết. Cung Khai Hà miệng thiếu chút nữa méo. Ha ha, lão Cung, ai làm anh tức giận rồi, ai dám tai to mặt lớn như vậy. Lúc này, bên ngoài Kế Viễn cười ha hả bước vào. Còn không phải là thằng nhóc kia sao, ôi. Cung Khai Hà thở dài, nhìn Kế Viễn một cái nói vừa lúc anh không có chuyện gì đi đến núi Thông Thiên của tập đoàn Hoành Không một chuyến thì sao? Đến đó để làm gì, chẳng lẽ trong tổ có nhiệm vụ? Đồng chí Diệp Phàm đang ở tập đoàn Hoành Không, giao cho hắn là được, làm gì phải phiền một ông già như tôi chạy đến đó? Kế Viễn hỏi. Đến Am Bạch Vân một chuyến. Cung Khai Hà nói một chút chuyện vừa xảy ra. Không đi, Am Ni cô có thể tùy tiện đi không? Nếu truyền ra ngoài tôi không có mặt mũi làm người rồi. Kế Viễn không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ chối. Đây là nhiệm vụ của tổ, anh giải quyết đi. Cung Khai Hà co rụt mặt không cười. Chương 2972, kế tướng quân đến. Ôi tôi nói nhé lão Cung, việc này tôi đi thật sự không thích hợp. Diệp Phàm không vừa lúc ở đó sao? Hơn nữa, hắn đang ở tập đoàn Hoành Không, muốn quyên tặng hay cái gì đi đến Am Bạch Vân một chuyến cũng không ai nói gì có phải không? Kế Vĩnh Viễn vẻ mặt cay đắng, Cung Khai Hà ép tới mức không đi không được. Với quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Không được, thằng nhóc đó vừa rồi giả bộ ngớ ngẩn với tôi để lừa đảo. Lão Kế, anh nói một chút Am Bạch Vân có phải là có chút vấn đề không? Tôi điều tra. Nghe nói thời gian trước Diệp Phàm ở Sơn Trang Chu Tước còn có ma quỷ. Cung Khai Hà vừa nói xong, Kế Vĩnh Viễn khàn giọng, việc này anh cũng tin. Tôi nói nhé lão Cung, không phải anh càng sống càng thụt lùi chứ? Không đùa với anh, đây là sự thật. Vốn việc này tôi không biết, sau là Trần Tư lệnh nói mới cho người hỏi thăm một chút. Nghe nói chuyện ma quái của Sơn Trang Chu Tước đã mấy chục năm nay. Anh dẫn vài người bắt quỷ lại, lấy lại bình an cho dân chúng. Cung Khai Hà nói. Không phải Diệp Phàm ở Chu Tước Sơn Trang sao? Sao hắn chưa bị quỷ ăn? Kế Vĩnh Viễn hừ nói. Anh nói xem trong chuyện này có phải có vấn đề không? Quỷ kia luôn hù người thường, Diệp Phàm ở không ngờ không có việc gì. Anh nói xem, quỷ này có phải thích Diệp Phàm không? Cung Khai Hà trên mặt mỉm cười. Thật đúng là không hiểu, hay là quỷ cấu kết với Diệp Phàm rồi? Kế Vĩnh Viễn sửng sốt nhìn Cung Khai Hà một cái. Hai lão hồ ly không ngờ đồng thời nói nhất định là quỷ nữ, ha ha ha. Cho nên, có lẽ anh phải tới đó xem sao, Cung Khai Hà nói. Việc này thật là có chút thần bí, đến thì nhất định phải đến rồi. Kế Vĩnh Viễn không ngờ cũng có chút động tâm, sau đó nói dẫn Trương Hùng đi thì thế nào. Diệu kế, ha ha, Cung Khai Hà giơ ngón tay cái lên. Quỷ này làm ầm ĩ thật đúng là hung. Vừa thấy cục trưởng bao của Hoành Không về, người của huyện Hoành Cương đóng ở thị trấn lập tức báo tin. Tập đoàn Tinh Đại lập tức yêu cầu tổ đo đạc vào núi Thông Thiên bắt đầu làm việc. Mà nhân viên của viện thiết kế sau 3 tiếng đã đến núi Thông Thiên để tiến hành đo đạc. Chỉ có điều, nhân viên công tác của viện thiết kế vừa mới đến không đến 1 giờ. Không ngờ lại gặp quỷ. Chẳng những thiết bị đo đạc bị đập vỡ hết, mà ngay cả 8 người cũng bị quỷ đánh bị thương,
một đám tè ra quần chạy về thị trấn Hoành Không. Khi công an huyện Hoàng Cương hỏi, tám đồng chí đều nói người đó có lông mày, có mắt. Nói là cảm giác có một trận gió thổi qua, làm cho mọi người gặp xui xẻo. Chuyện ma quái ở núi Thông Thiên này lập tức lại được người dân thị trấn Hoành Không đồn thổi. Các bàn trà, các quán ăn đều bàn về chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai dám tới núi Thông Thiên. Lão Chu, anh nói xem núi Thông Thiên thật sự có quỷ sao? Bí thư Lưu Tiêu Thành hừ một tiếng. Việc này cũng khó nói, nghe nói chuyện ma quái ở Sơn Trang Chu Tước náo loạn mấy chục năm, Diệp Phàm chuyên vào ở ban đêm. Hình như là không xảy ra chuyện gì, chỉ có điều cục trưởng bao ngày hôm sau mắt như gấu mèo. Đây có lẽ là do quỷ gây sức ép thành như vậy. Tuy nhiên, hai vị kia gan thật lớn, rõ ràng vẫn dám ở đấy. Nếu như nói vậy thì đây cũng không giống như bút tích của Diệp Phàm. Chẳng lẽ hắn thật đúng là tình nguyện sai khiến quỷ đánh cả cấp dưới của mình sao? Chủ tịch huyện Hoành Cương Chu Nhất Đán tương đối nghi ngờ khó hiểu. Khổ nhục kế thời Tam Quốc như thế nào? Lưu Tiêu Thành hừ lạnh một tiếng. Bí thư Lưu Anh nói là việc này Diệp Phàm giả vờ cùng Bao Nghị tự diễn một vở kịch sao? Mà mắt của Bao Nghị kia thâm quầng có lẽ không phải là giả vờ. Việc này hình như không phải, tôi bí mật cho người theo dõi, thật sự là bị sưng lên, Chu Nhát Đán nói. Không phải nói với cậu là khổ nhục kế sao? Là đánh thật, nhưng ai đánh thì không biết được. Họ Diệp ngay cả người của mình đều có thể ra tay, xem ra, lần này ra tay độc ác muốn đấu với chúng ta đến cuối cùng. Lưu Tiêu Thành nói. Sợ cái gì, hợp đồng chúng ta ký trước kia tỉnh ủy ra quyết định. Dù họ biết chúng ta đang giả ngốc, bọn họ có thể làm gì được chúng ta. Hợp đồng này là giấy trắng mực đen, chỉ cần tập đoàn Tinh Đại có thể nắm chặt, Diệp Phàm dù là tôn hầu tử cũng không thể lập đổ trời. Chu Nhất Đán thể hiện phong cách lưu manh. Ha ha, lớn như vậy còn chơi trò con nít này. Thật sự là ngây thơ. Tăng Vân Nhàn cười đến rạng rỡ. Bí thư cái, thị trấn Hoành Không này đúng thật là náo nhiệt, mỗi ngày đều có trò hay để xem. Hiện tại quỷ cũng lôi ra, không biết sau một thời gian ngắn nữa sẽ có Thiên Vương Diêm La gì nữa. Trịnh Nhất Thiên cười ha ha. Các cậu nói xem quỷ này có thể dọa cho tập đoàn Tinh Đại dọa đến nỗi chạy mất không? Cái lão hổ cười thần bí. Không thể nào, muốn tập đoàn Tinh Đại chạy cũng phải trả lại khoản vay cho huyện Hoàng Cương. Lần này huyện Hoàng Cương ký kết không phải vì làm kinh tế mà vì cạnh tranh thể diện rồi. Tăng Vân Nhàn khẽ lắc đầu. Thị trấn Hoành Không hiện giờ thành tổng thể, Diệp Phàm cùng Lưu Tiêu Thành là kỳ thủ, mà cấp dưới thành quân cờ hết. Hai người cứ xem đi, việc này hẳn coi là hiệp hai rồi. Cái lão hầu cười nói. Vậy coi như chúng ta được xem cờ người rồi. Trịnh Nhất Thiên cũng cười nói. Quan kỳ bất ngữ chân quân tử mà, cái Thiệu Trung cười nói. Bí thư cái, hay là chúng ta thêm chút muối thì thế nào? Tăng Vân Nhàn lộ vẻ hồ ly cười. Không cần, cái lão hổ không hề nghĩ ngợi đã liền kiên quyết bác bỏ. Làm hại Tăng Vân Nhàn cùng Trịnh Nhất Thiên đều thoáng nhìn nhau, cảm thấy bí thư cái của chúng ta không biết có phải biến tính rồi không? Diệp Phàm nhận được báo cáo của Bao Nghị, tất nhiên hai người liền cười đau bụng trong phòng làm việc. 9 giờ tối. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm và Bao Nghị lững thững đi đến Sơn Trang Chu Tước. Vừa đi ra khỏi trụ sở của tập đoàn Hoành Không, ở cửa không ngờ nhận được điện thoại của Trương Hùng, nói kế tướng quân đột nhiên tâm huyết dâng trào, nghe nói thị trấn Hoành Không cảnh không tệ, vừa lúc đi ngang qua, muốn đi qua thăm thị trấn Hoành Không một chút. Cáo giả này đến làm gì? Diệp Phàm nói thầm một câu, lúc này bảo Bao Nghị lên xe đi đón kế tướng quân. Ở khách sạn Hoành Không lại ăn tối. Kế tướng quân, đi nửa ngày đường có mệt mỏi không? Mệt mỏi thì chúng tôi đã chuẩn bị phòng đàng hoàng cho anh rồi. Diệp Phàm vừa lau mồm vừa cười nói. Ha ha, Tiểu Diệp, nghe nói cậu ở Sơn Trang Chu Tước. Kế tướng quân cười tủm tỉm. Vâng, chỗ đó chính là một cái viện cũ. Tuy nhiên, rất rộng, kế tướng quân cũng biết khi rảnh tôi muốn luyện tập quyền cước, chỗ đấy rất phù hợp. Diệp Phàm cười nói, trong lòng thầm mắng. Nghe nói cảnh vật núi Thông Thiên rất tốt, vậy thì thật tốt rồi. Trương Hùng, tối này cũng ta không ở khách sạn Hoành Không này, mà chúng ta đến Sơn Trang Chu Tước đi. Thưởng thức cảnh đẹp núi Thông Thiên một chút, kế Vĩnh Viễn cười nói. Việc này, kế tướng quân, chỉ sợ không thích hợp, Bao Nghị vội vàng nói. Vì sao, kế Vĩnh Viễn nhìn Bao Nghị một cái. Gần đây chuyện ma quái núi Thông Thiên rất lợi hại, lúc chiều chuyên gia thiết kế cùng nhân viên của viện thế kế tỉnh cùng dụng cụ đo đạc đều bị quỷ làm hỏng, người cũng bị đánh. Hiện tại, cả thị trấn Hoành Không đang bàn tán về đám quỷ này.
Tuy nói quỷ không biết có thể tin không, nhưng cũng không thể không tin. Như tôi đây, một buổi tối làm nhiệm vụ cũng bị quỷ đánh cho sưng mặt lên. Bây giờ nghĩ lại vẫn sợ, Bao Nghị nói. Không phải nghe nói các cậu vẫn tiếp tục ở đấy, Kế Vĩnh Viễn hỏi. Tôi có chút sợ, tuy nhiên, bí thư muốn ở Sơn Trang, tôi là người phụ trách cục công an Hoành Không, đành phải tiếp khách rồi. Nếu lãnh đạo đã xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Nói thật, tôi cứ kiên trì ở đây, việc này kế tướng quân là thân phận gì? Nếu có chút vấn đề thì tôi là cục trưởng cục công an Hoành Không không chịu nổi trách nhiệm này. Nếu xảy ra vấn đề gì, tôi cục trưởng cục công an Hoành Không cũng không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Vẫn nên ở khách sạn sẽ an toàn hơn, tôi cho mấy cấp dưới bảo vệ bên ngoài là được, Bao Nghị nói. Ha ha, không sao, tôi thấy, cấp dưới của tôi không phải là nhân viên cảnh vệ sao. Bọn họ có súng đấy, quỷ chẳng lẽ không sợ súng. Và lại, nhân viên cảnh vệ của tôi cũng đã luyện qua mấy chiêu. Quỷ bình thường đều có thể bắt, hơn nữa, nghe cậu nói như vậy, tôi càng hứng thú. Nhất định phải đến đó xem một cái, nếu quả thật có quỷ cùng quỷ tâm sự cũng không tệ. Kế Vĩnh Viễn vẻ mặt cười thoải mái. Việc này Bao Nghị nhìn Diệp Phàm không đáp được rồi. Kế tướng quân, cục trưởng Bao nói không sai, nếu thật sự ngài có chuyện gì, không cần nói cục trưởng Bao, tôi cũng không chịu trách nhiệm nổi. Không phải ở khách sạn tốt sao? Diệp Phàm nói, và lại, Sơn Trang Chu Tước rất cũ rồi, ở cũng không thoải mái. Còn nữa, muộn thế này còn chuẩn bị giường chiếu. Tuy nói đã đến tháng 5 rồi, nhưng trên núi buổi tối vẫn khá lạnh. Nếu không cẩn thận bị cảm thì khổ. Ha ha, việc này dễ rồi. Đồng chí Diệp Phàm là bí thư Hoành Không, mượn mấy chiếu trải giường, còn chăn không phải không thành vấn đề rồi. Dù không cần giường cũng được, nếu là phòng ở xây trước giải phóng, đều là sàn gỗ, cứ trải chiếu là giường nhà là được rồi, giường kia rất lớn. Kế Vĩnh Viễn cười nói, ra vẻ rất không thể không đến. Vậy được sao, Kế tướng quân là nhân vật lớn, chúng tôi chiêu đãi anh như vậy thì không ổn, không ổn. Diệp Phàm nói, vậy mượn giường của khách sạn rồi. Bảo mấy người mang cũng không khó lắm. Kế tướng quân nói lần này đi ngang qua không chừng thích hợp còn ở lại mấy ngày. Thật ra, kế tướng quân lần này đến Việt Đông tĩnh dưỡng. Nếu hoàn cảnh Sơn Trang Chu Tước không tệ, kế tướng quân quyết định nghỉ ngơi ở đây. Trương Hùng nói xen vào. Kết quả bị Diệp Phàm hung hăng trợn mắt nhìn một cái, Trương Hùng vẻ mặt đau khổ. Như vậy đi, cục trưởng Bao lập tức thông báo cho Khổng Ý Hùng đem chăn giường của nhà khách về. Còn nữa, công tác an toàn nhất định phải đảm bảo. Diệp Phàm dặn dò Bao Nghị gật đầu đi làm. Chương 2973, nhắc nhở của tướng quân kế. Diệp Phàm cũng cùng với tướng quân kế lững thững tản bộ trên núi Thông Thiên. Cũng không tệ nhỉ tiểu Diệp, trấn Hoành Không này có tiền đồ phát triển. Kế Vĩnh Viễn vừa nhìn vừa nói. Trước kia phát triển còn hơn thế này, nhưng giờ lại xuống dốc rồi. Diệp Phàm có chút buồn bực nói. Ha ha ha. Tướng quân kế đột nhiên cười sảng khoái, sau đó nói. Tiểu Diệp à Tiểu Diệp, tôi thấy cậu giờ có phải càng sống càng không có khí phải không? Lại nói về chuyện Hùng Phong trước kia của cậu, để lấy lại uy thế của Hoành Không chắc chắn không thành vấn đề đúng không, mà không những chỉ khôi phục lại mà còn phát triển nhiều hơn trước, lại làm ra một kỳ tích về Hoành Không. Nói thì dễ hơn làm nhiều, không cần nói đến việc phát triển đống đổ nát này lên, chỉ cần khôi phục lại như xưa cũng đã khó khăn lắm rồi. Đương nhiên. Ha ha, tướng quân là người có uy thế, chắc chắn cũng quen biết bạn bè giới doanh nhân chứ. Có thể giới thiệu cho tôi một hai người để hợp tác không? Có thể ký được một vài đơn giúp tiểu Diệp tôi đây không? Diệp Phàm vòng vo bắt đầu kiếm chuyện rồi đó. Tướng quân, Diệp Phàm có chút khó khăn, anh cũng biết rồi đó, anh ra tay chắc chắn là không khó phải không? Trương Hùng lại cười nói, cũng đã bắt đầu giúp Diệp Phàm tấn công. Tôi chỉ làm trong quân đội nào có quen biết thương nhân nào đâu. Kế Vĩnh Viễn trả lời luôn. Ha ha, ngày trước tướng quân là phó trưởng ban an ninh quốc gia. Lẽ nào lại không biết những bí mật của thương nhân sao? Diệp Phàm cười nói. Xem ra, các anh đang theo dõi tôi có phải không? Kế Vĩnh Viễn liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Sao lại nói thế được, chúng tôi đâu dám, chỉ là nhắc nhở chút thôi ạ, nhắc nhở. Diệp Phàm cười nói. Anh Diệp của chúng ta lúc nào đã thành người miệng lưỡi trơn tru vậy? Kế Vĩnh Viễn cười nói. Chỉ cần vì Hoành Không, tôi có thể biến thành thế nào cũng được. Diệp Phàm nói. Anh nói đến chuyện này tôi cũng nhớ đến một chuyện,
mấy ngày trước nghe nói bên nước Pewton cần một số lượng thiết bị về máy ép nước lớn. Đó là phương thức nhà nước bỏ ra một nửa để ủng hộ, do đồng chí Chu Hoa Tân ủy viên Quốc vụ viện phụ trách. Mức đề cập đã lên đến 500 triệu. Việc này có lẽ là Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Quốc gia làm, bởi vì một doanh nghiệp có thể làm ra thiết bị như thế chắc chắn phải thuộc quản lý của nhà nước. Nếu đã là nhà nước bỏ tiền, đương nhiên không thể đưa cho doanh nghiệp tư nhân được rồi. Kế Vĩnh Viễn nói. Lại là vấn đề chỉ tiêu. Diệp Phàm hừ một tiếng. Chỉ tiêu vẫn là chỉ tiêu, chẳng nhẽ năng lực đồng chí Diệp Phàm lại kém như vậy sao? Tập đoàn Hoành Không của các anh không phải là đứa con của nhà nước đó sao? Làm gì cũng phải tranh thủ chứ, cho dù có tranh đoạt được hay không nhưng cũng phải thử. Mà việc này tuy nói là do Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản nhà nước làm. Nhưng nếu như có thể khiến Ủy viên Chu gật đầu, dùng sản phẩm bên anh hay bên khác chỉ là vấn đề một câu nói thôi. Kế Vĩnh Viễn nói. Tướng quân có biết Ủy viên Chu không? Diệp Phàm hỏi. Không biết. Kế Vĩnh Viễn không thèm nghĩ mà trả lời luôn. Vào trong sơn trang Chu tước ông ta khen mảnh đất này không tệ. Không tệ cái khỉ ấy, tối không biết có người đàn bà kia làm loạn không, vị tướng quân này nhất định phải bảo vệ tốt. Diệp Phàm trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên ngây người, trong lòng nghĩ, mẹ kiếp, hay là ông ta đến vì gái. Nhân lúc ông ta vào nhà vệ sinh, Diệp Phàm liền kéo Trương Hùng sang một bên nói nhỏ. Lần này các anh đến vì chuyện gì đó? Tôi cũng không rõ lắm, trên có lệnh bảo tôi cùng anh ta một chuyến. Chỉ nói là tướng quân kế mệt, muốn giải sầu. Tôi cũng không vui vẻ gì nên cũng muốn đi xả, nếu đi giải tỏa cũng nên đến Đại Xuyên đúng không? Ông ấy chắc chắn đến vì chuyện gì rồi. Nhưng rốt cuộc là gì thì tôi cũng không hiểu. Trương Hùng nói, anh đúng là giả bộ ngớ ngẩn hả, có phải tổ trưởng cung đã nói gì không cho anh nói cho tôi hả? Trương Hùng anh lại còn tính toán trước cả tôi sao? Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói, tuyệt đối không có, trên chỉ nói là tôi đi cùng tướng quân kế thôi, chứ không hề có dặn dò nào khác. Thực ra tôi cũng buồn lắm, ở đây đúng là thú vị để tản bộ. Công việc trên thủ đô nhiều quá, cả ngày 24 giờ đồng hồ đều xoay như trong chóng. Trương Hùng chau mày, nghiêm túc nói. Lão cáo già này chắc chắn là có mục đích rồi, bằng không sao lại có thể mò đến đây. Mà tôi ở đây họ chẳng nói gì với tôi đã bảo lão cáo già kia đến, việc này có phải là đang nghi ngờ gì tôi? Diệp Phàm nói. Tôi cũng nghĩ như thế, ý của tổ trưởng cung hình như là bà tôi để ý anh. Tuy không nói thẳng nhưng tôi có thể cảm nhận được, tôi cũng thấy buồn, lẽ nào anh Diệp lại bán nước cầu vinh, thành hán gian sao, đúng là lạ. Trương Hùng nói, buổi tối anh phải cẩn thận, ở sơn trang này đúng là có ma quỷ đó. Phải bảo vệ cho tướng quân kế. Diệp Phàm thận trọng nói, thật là có chuyện ma quỷ sao, không thể nào. Trương Hùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ha ha! Diệp Phàm cười thần bí. Tôi thì sợ gì chứ, có anh ở đây mà. Trương Hùng xoay người nói. Anh đoán được sao? Diệp Phàm hỏi. Có phải có cao nhân nào đang chơi trò không, có thể là người không muốn anh sống ở đây? Trương Hùng nói. Là một người phụ nữ, công lực rất cao. Có thể anh phải bảo vệ mắt của anh đi, đừng để ngày mai thành mắt mèo 0.0 nhé. Diệp Phàm nói. Tướng quân kế phải làm sao? Việc này không thể có sơ suất được, tôi thành mắt mèo cũng không sao. Mà nghe anh nói thì người phụ nữ kia rất lợi hại phải không? Trương Hùng cũng có chút lo lắng. Ai bảo ông ta cố chấp đến đây, để cho ông ta nếm mùi tí không chừng sẽ biến đi luôn. Diệp Phàm vui sướng nói. Chỉ là làm tổn thương một tí không sao, đừng có quá mạnh tay nhé, như thế phiền phức đấy. Mà tôi nghĩ, nếu như để ông ta ngửi được mùi gì, thì sơn trang này sẽ trở thành mục tiêu của đội A. Đến lúc đó anh Diệp chỉ còn cách ẩn nấp mà thôi. Tốt nhất là người phụ nữ kia đừng xuất hiện, à lẽ nào ông ấy vì cái này mà đến sao? Việc này, anh không nói với tổ trưởng cung chứ? Trương Hùng kinh ngạc hỏi. Không nói, nhưng tổ trưởng cung là ai chứ, quá cáo giả rồi. Theo những lời mà tôi nói thì ông ta cũng có thể đoán ra được gì đó. Giờ ông ấy nghĩ còn nhanh hơn cả cao thủ. Một khi đã ngửi được gì là chắc chắn sẽ cho người đến. Nhưng nếu đúng là có con gái, người ta lại thần bí như thế thì chắc chắn là không chịu gia nhập đâu. Đến lúc đó ông ấy lại ép tôi ra tay hàng phục. Nhưng tiếc là có những việc tôi có ra tay cũng không thể được. Không phải cứ đưa tay ra mà được, người ta không đồng ý thì sao tôi có thể được. Mà lại là thân thủ như vậy, lại đã gây sức ép với sơn trang Chu tước,
chắc chắn phải có chuyện gì đó. Diệp Phàm nói, chắc chắn là có không, hay là tôi cho người đi điều tra Sơn Trang Chu Tước xem sao. Tôi nghĩ có thể điều tra ra được chuyện ma quỷ kia. Không chừng con quỷ này có liên quan đến người chủ cũ của Chu Tước. Trương Hùng nói, người ta tên là Vân Hùng, là thiếu tướng quốc dân giảng thời trước giải phóng. Nhưng nghe nói giờ đã ra nước ngoài rồi. Tôi chỉ biết thế thôi, còn những thứ khác đều không rõ. Mà nếu như ông ấy còn sống, trước giải phóng là một tướng quân, thì giờ cũng phải 70-80 tuổi rồi. Mà sống được đến như thế cũng ít người lắm. Diệp Phàm nói, nếu có chết đi thì cũng có người thân đúng không? Nếu còn một chút dấu vết đều có thể điều tra ra được. Việc này giao cho tôi sẽ cho người điều tra. Trương Hùng nói, Diệp Phàm cũng không ngăn cản gì, gật đầu. Việc trải giường đúng là nhanh, chỉ hơn một giờ đã hoàn thành xong cả rồi. Không tồi, đồng chí Diệp Phàm, động tác của các anh đúng là nhanh. Kế Vĩnh Viễn hài lòng ngồi bên giường nói. Phục vụ lãnh đạo mà, phải nhanh chứ, trước giờ chúng tôi đều rất kính trọng lãnh đạo. Diệp Phàm trêu đùa nói. Miệng anh càng ngày càng hơn cả dầu rồi đó, nhưng tổ trưởng Ngô, họ đã đi lâu rồi. Cũng không biết tình hình ra sao. Kế Vĩnh Viễn than thở, nhìn Diệp Phàm nói. Việc này đúng là phiền phức, cao thủ trong tổ như đi một nửa rồi. Tổ trưởng cung cũng chỉ như trứng trọi đá, ngày ngày đều hy vọng có cao nhân gia nhập. Không có người mới thì đâu có được đúng không? Hơn nữa, mỗi lần có nhiệm vụ quan trọng là đều có người hy sinh. Trong tổ không ngừng thiếu hụt đội viên. Đương nhiên những đồng chí trong tổ đã hy sinh không phải nhiều, nhưng người bị thương thì không phải con số nhỏ. Đấy là những lời nói thật. Diệp Phàm gật đầu biết là Kế Vĩnh Viễn đang chơi chiêu tình cảm. Ngủ đến nửa đêm, một trận loạt soạt truyền đến, hình như có người đang thổi cắt vậy. Lại đến rồi, Diệp Phàm gọi điện nói cho Bao Nghị và Trương Hùng, sáu con mắt đang trừng trừng nhìn ra bên ngoài. Mẹ kiếp, hình như là rắn. Trương Hùng bỏ kính ra, vẻ mặt kinh ngạc. Ừ, hình như còn có cả phần của ngũ độc giáo nữa. Diệp Phàm dùng mắt ưng quan sát. Chẳng lẽ người dở trò là của ngũ độc giáo sao? Trương Hùng hỏi. Khó nói lắm, có thể là bạn của cô ta cũng khó nói được. Diệp Phàm lắc đầu nói. Không được rồi, không dưới 100 con, đều là rắn độc. Nhìn mà ghê người. Bao Nghị lo lắng nói. Lúc này Kế Vĩnh Viễn cũng đi vào. Có trò hay để xem hả? Kế Vĩnh Viễn cười nói. Ha ha. Diệp Phàm cười, Kế Vĩnh Viễn thảnh thơi bắt đầu ăn hạt dưa. Tôi nói này tướng quân Kế, thế này rồi mà anh còn thảnh thơi như vậy sao? Diệp Phàm ngụ ý nói. Có anh rồi tôi còn sợ gì chứ? Kế Vĩnh Viễn thản nhiên nói. Các anh nói xem người có thể chơi với rắn không? Diệp Phàm cười hỏi. Chắc chắn không thể cách xa quá, nếu không tôi và Bao Nghị sẽ ra ngoài xem. Đến lúc đó sẽ bắt hết chúng lại. Trương Hùng đề nghị. Các anh không thể ra ngoài được đâu. Diệp Phàm quyết đoán nói, sau đó cười thần bí nói. Nhìn tôi đây, đến tôi còn bị chúng dọa tè cả ra quần. Nếu như các anh muốn chơi rắn thì chúng ta cũng có thể vui đùa chút thôi. Ba người Trương Hùng đều tò mò nhìn Diệp Phàm. Chỉ thấy Diệp Phàm giơ tay ra, hình như có ánh hồng đi ra. Cứ như phi tiêu vậy. Chương 2974, đồ háo sắc. Đợi ánh hồng kia đứng vào trong gốc cây, Trương Hùng cười, còn Bao Nghị như kiểu xem thiên thư nói. Anh Diệp, anh đã nuôi rắn chơi lúc nào thế? Rắn này nhỏ thì có tác dụng gì chứ? Người ta có cả mấy trăm con kia kìa, đều to bằng miệng chén. Có thể nuốt vừa cả mấy con rắn nhỏ của anh. To cũng không có nghĩa là có tác dụng, rắn của anh Diệp có thể được coi là đại vương của rắn. Anh mới chỉ nhìn thôi còn chưa vào trận chiến thật mà. Trương Hùng cười nói, Kế Vĩnh Viễn cũng đang nhìn kính nhìn trong đêm, nhìn những con rắn của Diệp Phàm. Loạt xoạt, Diệp Phàm vừa ra tín hiệu thì tiểu hồng xà đã từ trên thân cây bắn ra. Việc đột ngột đã xảy ra, con rắn đã có thêm cả cánh. Mẹ kiếp, rắn mà lại còn có cánh sao, có phải thành rồng rồi à? Bao Nghị kinh ngạc nói. Anh Diệp có những đồ nghịch thì thôi rồi, có thể là loại lai cũng nên. Trương Hùng khách sáo nói. Chỉ thấy tiểu hồng xà liền bay ngay lên đầu con rắn to kia, nó như vương giả, sau đó dùng đuôi như người đứng trên con rắn kia. Giờ phút này những con rắn đang định tiến vào phòng như đã ngửi được mùi gì, nên đều sợ hãi lui ra ngoài ngay. Không lâu sau liền rời khỏi phạm vi đến mười mấy mét. Còn con rắn to kia vì tiểu hồng xà đứng trên đầu nên cũng không dám động đậy gì.
có thể cách khống chế con rắn kia cũng có vẻ lạ, một âm thanh sắc nhọn truyền đến. Bầy rắn lại bắt đầu nhúc nhích, nhưng miệng của tiểu hồng xà đột nhiên lại phát ra âm thanh lạ. Diệp Phàm dùng tay chỉ tiểu hồng xà tiến vào phản công. Tiểu hồng xà dùng đuôi quất vào đầu con rắn to kia cái đột nhiên con rắn to không do dự gì liều mình mà trườn. Còn bầy rắn cũng như thủy triều phản công về, còn tiểu hồng xà như vương giả trong thế tấn công. Sao lại thế, chúng đã quay lại rồi. Có một giọng nói tương đối ngạc nhiên cách đó hai dặm vọng lại. Chẳng lẽ rắn của chị lại điên hết rồi sao? Một giọng khác nói. Không xong rồi, chúng như bị điên vậy, lại tấn công về phía chúng ta. Âm thanh người nói trước vọng lên. Nhanh chạy đi, có thể đã gặp phải cao thủ luyện rắn rồi. Rắn của chúng ta đều đã phản công ngược lại rồi. Sao chị lại không thể khống chế được cả rắn của mình, có thế nào đi nữa cũng không thể tấn công lại mình được chứ? Người nói thứ hai lại thốt lên vẻ không thể tin được. Chạy mau bằng không chúng quấn lại thì phiền đó. Cô không biết chứ con rắn của chúng ta cũng có thể là đẳng cấp đó. Nếu như có nhiều cao nhân hơn tôi, những con rắn này vốn không thể nghe lời tôi, mà lại nghe đối thủ để tấn công lại chúng ta. Những con rắn này mà tấn công lại là mất hết tính người. Người nói đầu tiên lại thốt ra. Xem ra Sơn Trang Chu Tước này có cao nhân, em khiên chị dừng lại đi. Đừng có đến đây mà gây phiền nữa, không là lại thêm phiền phức thôi. Sợ cái gì, chị còn muốn chơi đến cùng. Người nói sau lên tiếng. Không được rồi, đã bị bao vây cả lại rồi, đã nói chạy đi thì không chạy, giờ thì phiền rồi. Người nói đầu tiên có chút giận dữ nói. Không phải là rắn độc sao, lại còn phải nề hà sao, giết chết chúng là được rồi. Người nói sau lên tiếng. Chị không ra tay được. Người nói trước đau lòng nói. Không giết không được, dù sao những con rắn này đều đã phát điên cả rồi. Người nói sau lại nói. Bùm bùm, những âm thanh vang lên. Rắn trong rừng đã thành chiến trận lớn. Tiểu hồng xà dưới sự chỉ đạo của Diệp Phàm đã hung hãn tấn công về phía bóng kia. Bóng kia vừa nhìn thấy tiểu hồng xà đã hét lên. Nhanh chạy đi Mộc Nguyệt, đây chính là vua rắn hồng xà đó, để đụng vào nó là phiền rồi, chị không cứu được em đâu. Bóng dáng gầy yếu kia cũng không hề do dự, tay tung ra một nắm bột, nhanh chóng chạy. Mộc Nguyệt Nhi vừa thấy, đã tức giận, cô ấy không cam tâm. Liền vung ra liễu diệp đao về phía tiểu hồng xà. Biết là tiểu hồng có thể giết được cả cao thủ thập đẳng, công lực của Mộc Nguyệt Nhi lại không cao như thế. Nhưng bởi vì có Diệp Phàm đang giúp đỡ khống chế, Mộc Nguyệt Nhi thấy thân thủ của tiểu hồng đúng là rất linh cảm. Hơn nữa lại có thể bay nên chắc chắn phải có cao thủ khống chế rồi. Mà giống như mũi tên lao ra lại có cả chất lỏng màu đỏ to. Hình như là tấn công như súng nước vậy. Đương nhiên Mộc Nguyệt Nhi không để độc phun chúng nhưng độc này đúng là lợi hại. Không bắn chúng vào Mộc Nguyệt Nhi mà lại chúng vào đám cỏ, đột nhiên dùng mắt thường cũng có thể thấy đám cỏ đã bị khô vàng chết đi. Độc rơi vào tảng đá lập tức xuất hiện những lỗ nhỏ, phải sâu đến chừng nửa mét đó, nếu như vào người chắc chắn là có thể xuyên qua người và chết lềnh bềnh rồi. Cô em! Còn muốn chơi nữa không? Lúc này cách đó không xa có một âm thanh truyền đến. Mộc Nguyệt Nhi che mặt ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy một khuôn mặt vặn vẹo, xấu xí nghiêm túc đứng đó, cũng đung đưa theo gió, người này cứ như không nặng vậy. Mộc Nguyệt Nhi biết hôm nay đã gặp phải cao thủ rồi. Nhìn gì mà nhìn, chúng ta cùng chơi đi. Công tử ta đây thích cùng cô em lên giường. Người khác gọi là Hương Quân, có biết nghĩa gì không? Diệp Phàm cười nói. Quyết định phải chơi một phen, hắn ta đã luyện yoga của Ấn Độ đến cảnh giới cao nhất rồi. Công phu thu giãn xương cũng đã lộ ra rồi, không những có thể biến cao thành thấp mà mặt cũng đã thay đổi rồi. Nhưng công lực của Diệp Phàm cũng chưa đủ cao, công phu mặt còn chưa được, biến như kiểu quỷ thắt cổ ấy, thịt trên mặt chẳng có quy tắc nào cả, vì thế mà có thể dọa người được. Chẳng trách mà Mộc Nguyệt Nhi bị dọa đến sợ. Tôi thèm quản Hương Quân anh, chọc bản cô nương này thì phải chết. Mộc Nguyệt Nhi nảy sinh ác độc, hai thanh song kiếm hợp bích tấn công đâm liền về phía Diệp Phàm. Hai thanh kiếm bay trên không trung như hai con rắn dài, còn Mộc Nguyệt Nhi đứng đằng sau nó. Giết đi, anh nói này em đúng là quá ác đó. Phu quân này không xinh đẹp gì nhưng em cũng không được nghĩ như thế chứ. Diệp Phàm thản nhiên cười, nhìn một bên chụp lấy hai thanh kiếm đột nhiên rơi xuống đất. Mà Diệp Phàm cũng không ngừng tay. Tránh ra rồi ngay lập tức lại đến trước Mộc Nguyệt Nhi. Giơ cánh tay ra, rồi sờ mông cô ta một cái. Ồ, không tồi, đúng là có chút thịt.
Diệp Phàm đắm đuối cười nói, Mộc Nguyệt Nhi cũng đang đỏ bừng mặt lên. Đồ háo sắc, dâm tặc, bản cô nương sẽ giết anh. Mộc Nguyệt Nhi đúng là tức rồi, tay vơ lấy thanh kiếm, quay 360 độ. Choang một tiếng. Hai thanh bảo kiếm không ngờ lại kết hợp với nhau một cách kỳ lạ, hai thanh hợp lại nên cũng rất dày. Kiếm chợt lóe lên, như tiếng sét chói tay trong tay Mộc Nguyệt Nhi, cả người mang kiếm cũng đang cố gắng lao về phía Diệp Phàm. Người kiếm hợp là một, cô còn chưa đến cảnh giới đó đâu, chỉ là ra vẻ mà thôi, cô em, công lực còn không đủ mà. Diệp Phàm như kiểu một đại sư nói. Đột nhiên hắn ta liền cao lớn, quay người lại, bất ngờ đến bên Mộc Nguyệt Nhi. Sau đó nắm chặt hai chân Mộc Nguyệt Nhi kéo lại. Ngay lập tức Mộc Nguyệt Nhi đã bị Diệp Phàm ôm vào lòng. Diệp Phàm không nhân nhượng, hất tay một cái, chiếc khăn che mặt kia rơi xuống, lộ ra hai mắt Mộc Nguyệt Nhi đang chăm chú nhìn, khuôn mặt quả là trắng. Thật là thơm. Diệp Phàm sờ lên mặt Mộc Nguyệt Nhi, rồi nhẹ nhàng bỏ tay. Tôi sẽ liều mạng với tên háo sắc nhà ngươi. Mộc Nguyệt Nhi tức đến run cả môi, lấy bảo kiếm rồi lại liều mạng lao về phía Diệp Phàm. Đến đây, để hương quân này cùng luyện với em. Diệp Phàm cười nói, cùng chơi với Mộc Nguyệt Nhi. Người này, chơi với đàn bà đúng là số một. Trương Hùng nói, giờ anh mới biết, anh ta vốn đúng là cao thủ trong chuyện này. Cao thủ mà, tự nhiên không thiếu gái xinh rồi. Tiếc là đã già rồi, không được rồi. Kế Vĩnh Viễn lại than thở, hỏi. Trương Hùng, cô nàng anh nói có thân thủ thế nào? Có thể cùng anh Diệp đấu ít nhất cũng phải là thập đẳng. Đúng là cao thủ. Không ngờ lại có thể gặp được cao thủ trẻ tuổi thế. Trương Hùng có chút buồn bực nói. Không cần phải buồn bực, cô ấy cao thủ như vậy chắc chắn là do ông trời định sẵn rồi. Cộng thêm cả duyên kỳ ngộ nữa. Kế Vĩnh Viễn an ủi nói. Đột nhiên ầm một cái. Mộc Nguyệt Nhi phát hiện, suýt thì xấu hổ chết đi được. Áo ngực không ngờ bị tên dâm tặc kia tháo ra một nửa, lộ ra cả ngực bên trong. Mộc Nguyệt Nhi quay người lại, chạy. Biết rằng nếu cứ tiếp tục đánh chắc chắn sẽ lộ ra hết, nếu thế thì chắc ngượng chết mất thôi. Đi thong thả thôi bảo bối, chúng ta lần sau gặp. Nhưng nói cho cô em biết, đừng có đến Chu Tước làm loạn nhé. Bằng không lần sau hương quân này sẽ cho cô em lên giường đó. Lần này là cảnh cáo đó. Diệp Phàm cười, cũng không thèm đuổi theo, dù sao cũng đã biết là ai rồi, cứ từ từ xem. Ha ha ha. Vừa về đến phòng. Kế Vĩnh Viễn đã không nhịn nổi cười, nói. Tiểu Diệp, tuổi cậu không phải nhỏ không thể trêu đùa với người ta như vậy được. Không trêu đùa không được, cả ngày đến đây quấy rầy thật là phiền. Diệp Phàm nói. Cô ta là ai, sao lại để cho cô ấy chạy? Kế Vĩnh Viễn hỏi. Việc này, chúng ta cũng phải thương hoa tiếc ngọc chứ. Bằng không còn muốn thế nào. Diệp Phàm nói. Có lẽ anh đã biết người ta là ai đúng không? Kế Vĩnh Viễn đúng là giảo hoạt, không thể lừa được. Sao mà biết được? Diệp Phàm giả ngu nói. Ha ha, đừng có lừa gạt tôi thế chứ. Anh có thể cảm nhận được công lực của cô ta thế nào, tuổi tác cũng không lớn mà. Người trẻ tuổi thế này mà vào tổ thì chắc chắn là anh lập công lớn rồi. Kế Vĩnh Viễn nói. Việc này tôi cũng không rõ, ngay cả người ta là ai còn không biết. Còn về công lực của cô ấy, cũng là cảnh giới ban đầu của thập đẳng rồi. Diệp Phàm nói, chương 2975, mục đích chính của tổ trưởng cung. Lại còn dối tôi sao, có cần tổ trưởng cung nói chuyện với anh không? Đồng chí Diệp Phàm, anh cũng là một trong những thành viên của tổ chức. Cũng không thể xem thường chuyện này được, có phải muốn cho một cùi trỏ không? Mà lần trước đồng chí cung khai hà cũng đã giúp anh về chuyện bãi yến nguyệt rồi. Bằng không anh nghĩ quân khu Việt Châu lại có thể ngốc nghếch như vậy sao? Kế Vĩnh Viễn lại nói đến chuyện này. Cũng không thể nói như vậy được, lần trước tôi đã khiến Điền Nhất Đao vào tổ rồi còn gì. Đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, chuyện nào vào chuyện đó đúng không? Hơn nữa lần trước không giống nhau, chúng ta đều không rõ ràng, như cao thủ như vậy, rất kiêu ngạo. Diệp Phàm nói, việc triệu kiến Điền Nhất Đao vốn là nhiệm vụ mà anh phải hoàn thành còn người con gái lần này, anh cũng cố gắng nghĩ cách để về tổ đi. Cao thủ như thế trong tổ không có nhiều. Rất cần. Kế Vĩnh Viễn nghiêm túc nói. Tôi cũng chẳng có cách gì cả, không phải cứ muốn là làm được. Nhưng thế này đi, tôi có thể cung cấp những thông tin liên quan đến cô gái này. Còn về phần mời cô ấy về tổ thì đó là việc của các anh. Đấy là Diệp Phàm đã gắng hết sức vì tổ rồi đó. Diệp Phàm nói. Vậy được, anh nói đi.
Cô ấy là ai, làm gì? Kế Vĩnh Viễn không kỳ kèo hành vi nói dối nãy của Diệp Phàm. Cô ấy tên là Mộc Nguyệt Nhi, là sư thái của Bạch Vân Am trên núi. Chỉ là một ni cô trẻ thôi, có thể cũng đến 30 rồi, nhưng là ni cô nên tâm thanh tịnh, lại tu luyện, tĩnh dưỡng nên trẻ như thế. Diệp Phàm nói. Chỉ có vậy thôi sao? Kế Vĩnh Viễn không tin nói. Thật sự tôi chỉ biết có thế, những thứ khác không hề biết. Việc này nói ra cũng chỉ là suy đoán của tôi, chứ tôi cũng không thể xác định được. Bởi vì trên Bạch Vân Am có một vị toàn che mặt, đúng hôm nay cô ấy cũng che mặt nên tôi nói thế. Diệp Phàm nói. Được rồi, chắc anh cũng chẳng lừa tôi. Việc này tôi sẽ thương lượng với đồng chí Cung Khai Hà xem rốt cuộc người kia là ai. Còn về nói cho dù thế nào thì anh cũng phải giúp chúng tôi nghĩ cách để mời người con gái đó về tổ đó. Kế Vĩnh Viễn nói. Tôi sẽ cố gắng, nhưng không dám bảo đảm. Diệp Phàm nói. Người con gái này luôn luôn trêu chọc Sơn Trang Chu Tước, có phải có liên quan đến người chủ của Sơn Trang này không? Kế Vĩnh Viễn hỏi. Tôi cũng đã cho người điều tra người chủ cũ là Vân Hùng của Sơn Trang Chu Tước rồi. Có thế sáng mai sẽ có tin tức. Trương Hùng cũng đã chen miệng vào nói. Chỉ là có chút quái lạ, nghe nói Sơn Trang này đã có chuyện ma quỷ cả chục năm nay rồi. Người con gái kia không đến năm, 60 tuổi, nếu có chăm sóc tốt cũng không được như thế có phải không? Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề rồi. Diệp Phàm cũng có chút hoài nghi. Liệu có phải có hai người đang làm trò ma quỷ không? Người mà mấy chục năm trước làm có thể là già hoặc là chết rồi phải không? Có lẽ trước kia có liên quan đến Vân Hùng, nên người sau này có thể là đồ đệ hay con gái gì đó. Trương Hùng nghĩ chút rồi nói. Đúng rồi, chắc chắn có khả năng đó. Kế Vĩnh Viễn gật đầu nói. Thật là tức quá, hắn ta rốt cuộc là ai chứ, lại còn nói là Hương Quân, chỉ là một kẻ khốn kiếp, một lao y dâm tặc. Mộc Nguyệt Nhi tức đến run cả người, vừa về trong am đã nhảy dựng lên. Em, ai làm em tức giận thế? Để chị bảo Khương Quân tìm đánh cho hắn một trận. Mộc Châu Lệ đã về. Bởi vì Khương Quân không chịu nằm trong viện cứ khăng khăng về đi làm nên tối Mộc Châu Lệ mới vội vã về đến am. Có thể lần này muốn từ biệt Mộc Nguyệt Nhi. Ôi, đúng là một tên khốn kiếp, một kẻ háo sắc. Mộc Nguyệt Nhi mắng chửi. Ủa, hắn ta là gì em? Mộc Châu Lệ như vẻ nhìn ra điều gì đó. Chị, lại thế rồi. Mộc Nguyệt Nhi nhăn nhó nói. Có phải em đã để ý người ta rồi không? Mộc Châu Lệ hỏi. Phì phì phì, xấu như vậy, nếu trên đời này đàn ông có chết hết em cũng không thèm đếm xỉa đến hắn. Mộc Nguyệt Nhi nhổ xuống đất. Thật là xấu như vậy sao? Mộc Châu Lệ nói. Thật sự là rất xấu chị ạ, xấu kinh lên được, nếu nhìn đến cơm tối qua ăn cũng nôn cả ra được. Khuôn mặt đó, nói thế nào giờ, một đống thịt, cứ như thắt cổ tự tử vậy. Mộc Nguyệt Nhi khôi phục lại bình tĩnh, nhìn Mộc Châu Lệ nói. Mà lại còn nói là Hương Quân chứ, thật kinh tởm. Thế thì phiền rồi, nếu như hắn là tên háo sắc, em sau này cũng phải cẩn thận đó. Hay là rời khỏi đây một thời gian đi, có thể hắn đã biết em ở trong này rồi. Bằng không nếu như đúng là háo sắc, sao có thể để em về được đúng không? Mộc Châu Lệ phân tích, Mộc Nguyệt Nhi ngây người, đúng là cũng lo lắng rồi. Chẳng nhẽ hắn lại dám đến đây dương oai sao? Mộc Nguyệt Nhi nói. Hắn ta thì có gì không dám chứ, có thể đánh thắng lại em, chứng tỏ người ta là cao thủ rồi. Cao thủ sẽ làm những việc không theo thông lệ đâu. Đến lúc đó, chị thực sự lo lắng hắn ta có thể làm chuyện hủy hoại đến sự trong sáng của em. Chị thấy việc này em nên nói với Khương Quân đi. Hay là chúng ta chuyển đến Hoành Không một thời gian ngắn. Nghe nói ở đó có cả công an chuyên bảo vệ. Có mấy chục cảnh sát ở đó, trong tay họ còn có súng, tên dâm tặc kia có thế nào cũng không dám đấu với cảnh sát đúng không? Mộc Châu Lệ hoảng hồn nói. Việc này, chẳng nhẽ lại đến Tổng cục Hoành Không thật sao, thật là ghét cái tên Diệp Phàm kia, lại phải đến gặp mặt hắn sao, không đi, không đi. Mộc Nguyệt Nhi lắc đầu. Em, so với sự trong sạch của em thì cái nào quan trọng hơn? Mà chủ tịch Diệp kia cũng rất giỏi, trẻ như thế, lại đẹp trai phong độ. Hơn nữa lại rất tốt, có thực lực, chuyện lần này của chị và Khương Quân nếu không có anh ta ra tay thì chắc chắn Khương Quân phải ngồi tù rồi. Nghe nói anh ta vừa ra tay thì viên tư lệnh quân khu nhà họ Lý kia đều xui xẻo. Mà Lý Chí còn bị vào tù, bị ngồi tù những 10 năm. Người ta trẻ tuổi như thế mà là chủ tịch của tập đoàn Hoành Không, chắc chắn sau này sẽ có tiền đồ. Nghe nói lại còn chưa kết hôn.
Mộc Châu Lệ nói. Anh ta có kết hôn hay chưa thì có liên quan gì đến em, không nên nói đến điều đó. Một thương nhân rồi lại kiên trì không cần dùng đến tiền mà tổ chức mạng lưới quan hệ được. Hiện tại toàn dùng tiền để có thể làm được nhưng Tục không chịu được. Hơn nữa, đừng chỉ thấy anh ta trẻ vậy, có thể là tuổi tác cũng không còn nhỏ. Người bây giờ chăm sóc tốt nên 50 tuổi nhìn thì cũng chỉ 40, 40 tuổi thì chắc cũng chỉ là 30 thôi. Có thể ngồi vào vị trí này, không đến 40 tuổi thì không thể nào. Em muốn gả cho người già sao? Ha ha ha. Mộc Nguyệt Nhi thể hiện sự khinh bỉ. Chị thấy không phải người 50 tuổi, hay là để gọi điện hỏi Khương Quân, thăm dò xem anh ta bao nhiêu tuổi. Mộc Châu Lệ hỏi. Không cần hỏi, anh ta bao nhiêu tuổi không liên quan đến em. Ngũ độc giáo đã thể rồi, cả đời này cũng rời khỏi núi này, cả đời này chỉ trông Sơn Trang Chu Tước thôi. Trừ phi Sơn Trang bị sụp đổ, bằng không lời thề này cả đời em sẽ thực hiện, còn nữa, đàn ông chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Người si tình như Khương Quân không nhiều, ngày trước bà nội mình cũng đã bị Vân Hùng lừa như vậy thôi, kết quả thì sao? Ông ta chế giễu, rõ ràng nói giải phóng quay lại, nhưng lại phủi mông chạy mất để cho bà khóc mù hết cả mắt. Tên khốn đó, đúng là khốn nạn. Mộc Nguyệt Nhi tức giận. Ôi, đều là chuyện cũ rồi, em sao lại chấp nhặt như thế, em mới 30, sau này còn dài, sao có thể lạnh lẽo mà sống được? Không thể cả đời ngồi bên đèn Bồ Tát được. Cuộc sống bên ngoài rất phong phú, em không thể thế cả đời được. Mộc Châu Lệ tận tình khuyên bảo. Không cần phải nói nữa, cả đời này cứ vậy thôi. Nếu sau này chỉ còn muốn có người em là em thì sinh thêm vài đứa cho em để chúng sống cùng em là được rồi. Yên tâm, em không để chúng là ni cô đâu, em sẽ dạy dỗ chúng. Mộc Nguyệt Nhi có chút réo rắt thảm thiết, vô tình lại vuốt vuốt chiếc vòng trong tay. Cái này em lấy ở đâu? Mộc Châu Lệ vừa thấy đã sửng sốt, hỏi. Thế nào, không phải là sơn ưng, chị đã thấy rồi, hình như không phải là vàng, mà là một vật không đáng tiền gì cả. Mộc Nguyệt Nhi hừ nói. Em, có phải cái này của tên khốn kiếp kia không? Mộc Châu Lệ hỏi. Đúng vậy, chính là cái kẻ mà em đã khinh bỉ. Kết quả em đã lấy được vòng của hắn mà hắn không phát hiện ra. Nhưng hắn ta đeo ở cổ, cũng phải có ý nghĩa gì đó, em sẽ khiến hắn phải khó chịu. Lúc nữa em sẽ ném cái vòng của hắn xuống hố phân, cho thối đi cái tên khốn đó. Mộc Nguyệt Nhi nghiến răng nghiến lợi. Chính là giật trên người tên xấu xa đó sao? Mộc Châu Lệ nhanh truy hỏi. Quái, chị có vẻ rất lo lắng, sao thế ạ? Đúng, chính là giật từ trên người tên xấu xa đó, thế thì sao ạ? Mộc Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn Mộc Châu Lệ có chút nghi ngờ. Việc này, đúng là có chút kỳ lạ. Mộc Châu Lệ cũng vẻ mặt khó hiểu. Sao lại kỳ lạ? Mộc Nguyệt Nhi nhanh hỏi. Chị nói với em đúng nói là chị nằm mơ ăn nói bậy bạ. Mộc Châu Lệ nghiêm túc nói. Chị nói đi, chúng ta là chị em, sao có thể trách chị được? Có bậy bạ cũng không sao đúng không ạ? Mộc Nguyệt Nhi nhíu mày nói. Chị đã nhìn thấy vòng này rồi. Mộc Châu Lệ nói. Chị thấy rồi á, ở đâu, chị nói đi. Mộc Nguyệt Nhi ở bên giường đã nhảy lên. Chính là chiếc vòng trên cổ chủ tịch Diệp của tập đoàn Hoành Không, khi anh ta đến thăm Khương Quân lúc bên giường Khương Quân chị đã vô tình nhìn thấy. Sau đó chị nhìn kỹ lại thì đúng là giống chiếc này. Nhưng cái này trên thị trường bán nhiều cũng khó nói, có thể là trùng hợp thôi. Mộc Châu Lệ nói, chẳng lẽ lại có thể trùng hợp, giống nhau như vậy sao, không đúng. Có phải hai người họ là thân thích không, nhưng sao lại không giống nhau. Một người thì bình thường, một người thì quá xấu. Mà lại háo sắc nữa. Mộc Nguyệt Nhi sửng sốt nói. Chương 2976, liên kê trông đơ. Em gái, có phải là tổng giám đốc Diệp dung dịch dung thuật không? Không phải nghe nói ngươi luyên vào có các này sao? Mộc Châu Lê hỏi. Đúng là ngày trước có các này, nhưng dịch dung thuật chỉ có thể thay đôi bô mắt lai không thể thay đôi giang ngươi cao thấp. Tôi thấy người kia trình là kẻ vừa sâu si lai vừa thấp, giang ngươi hoàn toàn khác với tổng giám đốc Diệp. Không có khả năng đều là một người. Mộc Nguyệt Nhi lắc đầu. Không phải là hắn thì là ai? Mộc Châu Lệ cũng buồn rầu. Ừ, sơn ưng của ta đâu? Đang ngủ, Diệp Phàm tùy tay vừa sờ giật mình. Cái này là do phí đống cho, nghe nói có cái này còn có thể đến núi lao giành được hồng phấn thiên yêu. Dù là vô dụng cũng là phí đại sư cho, cũng không thể làm rơi mất. Diệp Phàm vẻ mặt cay đắng bắt đầu nghĩ một hồi, hắn đột nhiên vỗ đùi kêu lên. Đúng rồi. Mẹ ơi,
cái này không phải là mẹ già mà là một đứa trẻ. Chẳng lẽ là Mộc Nguyệt Nhi tùy tay xé đi rồi, khinh thường quá. Hắn vội vàng nhẹ nhàng như một đám khói nhẹ, dùng con rơi đi thẳng đến Bạch Vân Am. Tìm chỗ bí mật ép con rơi ra bay về phòng của Nguyệt Nhi. Chẳng qua, Diệp Phàm đến quá muộn, người ta tán gẫu sau đó đã ngủ. Hắn đành phải buồn bực về tới Sơn Trang, vừa lúc trời đã sáng. Hắn vừa ngáp dài vừa bước vào văn phòng. Đỗ Vệ Quốc đã sớm lau nhà pha trà rồi. Tỉnh Điền Nam bên kia cũng rất rõ ràng, trực tiếp liền thả người. Giấy tờ của Đỗ Vệ Quốc còn chưa đến, tuy nhiên Đỗ Vệ Quốc đã đi làm ở Hoành Không. Vệ Quốc, chú cậu đã liên lạc với Tổng Giám Đốc Khương chưa? Bí thư Diệp, chú vừa xong rất vui lập tức tự đi tìm Khương Tổng. Tổng Giám Đốc Khương cũng rất quan tâm đến công ty của chú, lập tức cử người đến xem. Còn đưa đơn đặt hàng, và lập tức chuyển ra 100.000 tiền cọc. Tổng Giám Đốc Khương giao cho chú tôi vấn đề vật liệu thép của dự án. Chú biết, đây đều là bí thư Diệp quan tâm nhà họ Đỗ chúng tôi. Người trong nhà đều vô cùng cảm kích bảo tôi nhất định tận tâm tận lực vì bí thư Diệp phục vụ phải giống như đối đãi với bề trên, tôi Đỗ Vệ Quốc có chút kích động, giọng nghẹn ngào. Cậu ta nhìn Diệp Phàm một cái lại nói hơn nữa, đơn vị trước kia của cha tôi lại đến, chẳng những đưa tiếp 20.000 tiền tử. Còn cho ông bà và mẹ tôi toàn bộ tiền khám chữa bệnh. Mẹ tôi đã khóc ngay tại chỗ. Những người này đến nói hết thảy những việc này đều là bí thư Diệp nhắc nhở họ mới biết được tình hình hiện giờ của nhà họ Đỗ. Người đến còn nói rất nhiều lời xin lỗi. Hơn nữa, ông bà và mẹ tôi đều nhận được tiền lương. Thủ trưởng đơn vị nói đây là tiền tuất sau khi cha tôi hy sinh. Thật ra, chúng tôi đều biết đó nhận định là thủ trưởng đơn vị đặc biệt chiếu cố. Tiền tử tuất cũng có nhưng tuyệt đối không nhiều như vậy. Mỗi tháng bình thường chỉ được 100-200 nhân dân tệ. Bởi vì, bộ đội không khác lương thầy giáo là mấy. Ba người nhà chúng tôi đều được ăn cơm nhà nước. Ôi! Vệ Quốc, hãy làm cho thật tốt. Diệp Phàm giơ tay vỗ nhẹ lên vai Đỗ Vệ Quốc, trong lòng cũng có chút cay đắng. Tôi biết rồi, Đỗ Vệ Quốc rất kiên định gật đầu. Cha Thái Lâm trên đường đã đến rồi từ xa đã cất tiếng chào Diệp Phàm. Bên cạnh ông ta là cha Phi Lôi. Trong lòng Diệp Phàm không hiểu, trong lòng tự nhủ, nhị thế tổ đến làm gì. Mình đã giải độc cho y, sắc mặt cha Phi Lôi nhìn tốt hơn nhiều, không giống như trước. Bí thư Diệp, xin chào. Cha Phi Lôi cũng giơ tay bắt tay cùng Diệp Phàm vẻ mặt có chút thay đổi. Cha công tử đến, thật sự là khách ít đến. Diệp Phàm cười mời hai người vào phòng khách. Tổng Giám Đốc Diệp công ty thiết bị điện lực Hoành Không do chúng tôi góp vốn đã sắp được khánh thành. Chủ tịch cha có ý là sau này việc bên này giao cho cha Phi Lôi quản lý. Mà trong khoảng thời gian này tôi sẽ hướng dẫn cha Phi Lôi trong một thời gian ngắn. Có lẽ một tháng sau tôi sẽ trở về Hồng Kông. Việc này tôi thông báo với bí thư Diệp một chút. Gọi nhị thế tổ đến làm cái dám gì? Diệp Phàm sửng sốt trong lòng, miệng cũng cười nói hoan nghênh cha công tử, sau này chúng tôi là bạn hợp tác. Chủ tịch cha có ý muốn Phi Lôi đến đây học tập đấy, có chuyện gì kính xin bí thư Diệp chỉ giáo. Còn có một việc, dự án bên Canada kia đã được phê duyệt rồi. Chủ tịch cha cũng muốn ba công ty chúng ta nhanh chóng tổ chức đoàn sang đó khảo sát. Tình hình bây giờ có thay đổi. Tin tức đã lộ ra ngoài. Cả thế giới đã có hơn 10 tập đoàn thiết bị điện lực đến Canada rồi. Chúng ta không thể đợi thêm nữa một khi cơ hội mất đi liền mất đi tiên cơ. Cha Thái Lâm nói. Như vậy đi, ba công ty chúng ta cũng đi. Công ty chúng tôi do Giám Đốc Chu dẫn đầu. Hoàng Triều Đế Đô còn phải thông báo, ít nhất phải cử người có phân lượng đi cùng. Ba công ty chúng ta đều cột vào trên một chiếc thuyền rồi, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Diệp Phàm nói. Được, cứ theo đề nghị của bí thư Diệp, cha Thái Lâm gật gật đầu sau đó nói gần đây tập đoàn máy móc Trung Quốc cũng có chút hành động. Tổng Giám Đốc Diệp cũng không thể không đề phòng. Ừ cố vấn cha nghe được tin tức gì có phải không? Diệp Phàm hỏi. Ừ, bọn họ đã cử người đi Canada, dù trong nước cũng là đối thủ mạnh của chúng ta. Hơn nữa lần này sản phẩm họ đưa ra từ kỹ thuật đến giá cả chúng ta cũng không chiếm được nhiều ưu thế. Điểm mạnh của chúng ta là kỹ thuật mới mà tập đoàn Chính Hà cung cấp bọn họ không có cách đuổi kịp trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, đây chính là đòn sát thủ của chúng ta. Tuy nhiên, trong cạnh tranh đề cập đến nhiều vấn đề. Ví dụ như quan hệ gì đó, còn có các sách lược kinh doanh đều phải được chuẩn bị trước. Cha Thái Lâm là tay già đời, nói rất thành thạo. Vậy ông lập tức cùng bàn bạc với Tổng Giám Đốc Chu một chút tiện thể thông báo cho Hoàng Triều Đế Đô, chúng ta lập tức hành động.
tốt nhất là lên đường trước tối nay. Diệp Phàm nói. Tổng Giám đốc Diệp, trước khi đi có thể kiểm tra cho Phi Lôi một chút. Có lẽ chuyến đi này sẽ 10 ngày nửa tháng, chúng tôi muốn chuẩn bị tốt cho cuộc chiến đấu kéo dài. Cha Thái Lâm nói, có lẽ đây mới là mục đích hôm nay ông ta đến đây. Diệp Phàm cũng lại lần nữa kiểm tra cho Phi Lôi một hồi, dùng thuật châm cứu kết hợp nội tức lục soát một hồi, bức hết độc tố còn sót lại trên người Phi Lôi ra. Diệp Phàm cả người toát mồ hôi, cha Thái Lâm có chút cảm động, nắm chặt lấy tay Diệp Phàm. Trên cơ bản không vấn đề gì, tôi bốc mấy thang thuốc bổ các ông hầm cho cậu ta uống. Kiên trì uống một tháng có lẽ vấn đề không lớn. Trong khoảng thời gian này không nên vận động mạnh, ví dụ như công phu trên giường phải hạn chế. Việc này đối với việc giải độc là không nên. Diệp Phàm nói rất thẳng thắn, cha Phi Lôi mặt đỏ lên gật đầu. Tập đoàn Điện khí Tây Nam là công ty thiết bị máy phát điện sức nước được thành lập năm 1963, qua hơn 50 năm phát triển, đã trở thành một trong nhà máy chế tạo thiết bị phát điện và đơn vị nhận thầu công trình phát điện lớn. Tập đoàn Điện khí Tây Nam có trụ sở ở tỉnh Thiên Vân, thủ phủ ở thành phố Cổ Sung. Trụ sở tập đoàn là tòa nhà hình chữ T, lúc này Chủ tịch Ô Vân Sơn đang ngồi trên ghế salon trong văn phòng. Ngồi chủ tọa chính là một người mặc trang phục Âu, giày da đen đầu bóng lột, ra vẻ ông chủ 10 phần. Một người khác chính là Ngô Trung Bảo, Chủ tịch Tập đoàn Máy móc Trung Quốc. Chủ tịch Ô, hiện giờ ông như lã vọng buông cần. Ngô Trung Bảo bưng cà phê lên uống một ngụm, sau đó vẻ mặt tủm tỉm cười nhìn Ô Vân Sơn. Sao ông lại nói thế? Ô Vân Sơn vẻ mặt kinh ngạc hỏi nhìn Ngô Trung Bảo. Xem ông đấy, còn giả vờ với tôi. Ngô Trung Bảo cười nói. Tôi còn thật không rõ Chủ tịch Ngô, ông nói rõ ra xem nào. Nếu không, tôi không hiểu là không được. Ô Vân Sơn cười nói. Ngô Trung Bảo hận tới mức ngứa cả răng, biết y đang giả không hiểu, vì thế cười nói dự án trạm phát điện Tam Hiệp là dự án thủy điện lớn nhất. Dự án của công trình này các anh kéo ra không ít. Hơn nữa, lần này Ủy ban Quản lý Giám sát Tài chính nhà nước cho các ông chỉ tiêu cao đến kinh người. Máy dung lượng lớn như vậy, không cần nói nhiều, nếu phân 3 phần cho các ông cũng có thể làm cho các ông sống 1 năm rồi. Ôi, đáng tiếc là chúng tôi muốn làm máy móc, nhưng Tam Hiệp cần chính là thiết bị điện lực. Ông anh, đừng giả bộ ngớ ngẩn với tôi để lừa đảo. Mặc dù các ông sản xuất máy móc, nhưng bên kia sông Tam Hiệp cần máy móc thiết bị cũng không ít. Mấy năm trước còn có chỉ tiêu. Xem ông xem, các ông giống tập đoàn Hoành không nhưng cái gì cũng không kiếm được. Xem ra, lãnh đạo thật sự đứng sau họ rồi. Ô Vân Sơn cười ha hả. Việc này là đâm trúng chỗ đau của Ngô Trung Bảo. Tập đoàn máy móc Trung Quốc cạnh tranh với tập đoàn Hoành không, Ô Vân Sơn biết rõ. Ha ha, chúng ta liền uống chút súp thừa. Tập đoàn Hoành không còn không theo không buông tha, ngay lúc đó Vệ Ngọc Cường đều làm ầm ĩ đến Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản nhà nước rồi. Cuối cùng thế nào, còn không phải bị đánh mông ngoan ngoãn trở về. Thoải mái, Ngô Trung Bảo khí thế lên đến đây, vẻ mặt đắc chí. Đúng vậy, chỉ cần với quan hệ của Chủ tịch Ngô, Vệ Ngọc Cường thì thế nào, không phải treo một danh hiệu trợ lý Chủ tịch tỉnh, tự nhận mình là nhân vật hoành tráng. Nhưng chỉ có điều là y là trợ lý Chủ tịch tỉnh Thiên Vân, vừa đến bộ, nói chuyện phân lược, một chuyên viên ở bộ cũng không bằng. Sao có thể so sánh với Chủ tịch Ngô, anh có người ở bộ, ở dưới ngủ ngon rồi. Ô Vân Sơn không ngờ hơi có chút tức giận, nếu nói về quan hệ, Ngô Trung Bảo thật đúng là tốt hơn Ô Vân Sơn. Ha ha ha, Ngô Trung Bảo cười đến khoái ý, ở điểm này hắn thật đúng là hiểu được rõ về Ô Vân Sơn, có thể khoe khoang một chút. Tuy nhiên, ha ha, tập đoàn Hoành không có Diệp Phàm mới đến. Tập đoàn máy móc Trung Quốc của anh hình như có chút khổ sở. Đương nhiên, chỉ có thể nói là một chút, dường như đột nhiên bị hóc xương các có phải không? Ô Vân Sơn tất nhiên muốn đả kích người này một chút. Chương 2977, mấy nhà nghi ngờ. Thấy vẻ mặt của Ngô Trung Bảo cứng đờ, Ô Vân Sơn lập tức vừa cười vừa nói đương nhiên, tôi tin rằng, một mình Diệp Phàm, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thối tha. Sao có thể so sánh với Chủ tịch Ngô của chúng ta có phải không? Xem, một câu của Chủ tịch, người của bộ lập tức đến ngay. Nếu cứ gây sức ép, có lẽ tập đoàn Hoành không cũng không sai biệt lắm phải không? Ha ha, đại nhân chúng ta có đại lượng, không muốn cùng thằng nhóc thối tha gây sức ép xuống. Đều là công ty anh em có phải không? Tuy nhiên, lão Ô ông nên điểm rồi. Ngô Trung Bảo ngoài cười nhưng trong không cười. Sao lại nói vậy, kính xin ông anh Ngô chỉ rõ một chút. Ô Vân Sơn vẻ mặt chăm chú lắng nghe.
Chẳng lẽ ông còn không biết? Không thể nào, trong lĩnh vực thiết bị điện lực, các ông là hàng đầu. Chắc chắn không thể tin tức này không biết. Ngô Trung Bảo vừa nói vừa lắc lắc đầu. Thật không rõ, rốt cuộc chuyện gì, ông anh đừng úp mở, làm tôi hồi hộp chết. Ô Vân Sơn còn giống như thật sự có chút nóng này. Thế giới thứ hai kia, còn có tập đoàn băng đỗ, chẳng lẽ các ông không biết? Đừng gạt tôi biết, các anh đã cử người qua đó. Ngô Trung Bảo nói. Ồ, ông nói tập đoàn băng đỗ sao, chúng tôi cũng vừa mới nhận được tin tức, còn việc cử người, là sang đấy xem thế nào, xem náo nhiệt. Tuy nhiên, nghe nói các ông cũng cử người qua đó. Tuy nhiên, nghe nói bên ông cũng cử người qua đó, hơn nữa là tổ chức thành đoàn. Đó thật đúng là trùng trùng điệp điệp, Ô Vân Sơn cười nói. Trở lại chuyện chính, lão Ô, tôi lần này xuống đây chính là muốn hợp tác với các ông đấy. Ngô Trung Bảo cười. Hợp tác, hai chúng ta hình như không sản xuất cùng loại sản phẩm, câu chuyện hợp tác từ đâu đến? Ô Vân Sơn nghiêm chỉnh. Lần này tập đoàn băng đỗ tổ chức đấu thầu dự án phát điện gió, giá trị đạt đến 10 triệu đô la Mỹ. Đây là một khoản tiền lớn, tuy nhiên, trong đó có 3 phần thiết bị không phải là thiết bị phát điện gió, mà là máy móc thiết bị. Tổng thể mà nói phát điện gió là việc chính, công ty tham gia cạnh tranh không ít, công ty trong top 500 thế giới đều đến đây. Chúng ta áp lực rất lớn. Ngô Trung Bảo thở dài nhìn Ô Vân Sơn một cái nói nếu nói vậy thì chúng ta không có cách nào chống đỡ với các đại gia trong 500 công ty nổi tiếng thế giới, chỉ có thể liên kết mới có đường ra. Ừ, tôi đã sớm có suy nghĩ đến vấn đề này. Ô Vân Sơn gật đầu. Tập đoàn Hoành Không động tác rất lớn. Họ cũng là một đối thủ mạnh mẽ của ông. Nếu như là tập đoàn chính Hà Hồng Kông và tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô không đầu tư vào nhà máy thiết bị điện lực chỉ dựa vào một nhà máy của tập đoàn Hoành Không không thể chịu nổi một kích. Hiện giờ khác trước rồi, còn có hai tập đoàn hùng hậu này gia nhập, công ty thiết bị điện lực Hoành Không hiện tại khí thế cũng nổi lên. Đặc biệt sức ảnh hưởng của tập đoàn chính Hà rất lớn. Bởi vì trụ sở của họ ở Hồng Kông, mà tập đoàn chính Hà là của Anh, dễ đến Canada hơn chúng ta nhiều. Bởi vì bọn họ vốn là có công ty thành viên bên Canada. So sánh với họ chúng ta cũng không chiếm ưu thế gì. Hơn nữa chúng ta còn hạn chế một chút. Ví dụ như chính sách cũng đã hạn chế sự phát triển của chúng ta. Nếu thật sự chúng ta không hợp tác, có lẽ thật đúng là bị tập đoàn Hoành Không ép xuống, đây là sự thật. Gần đây Diệp Phàm đến nhậm chức, người này thật là có chút thủ đoạn nhỏ. Liên tiếp có mấy hành động, bãi Yến Nguyệt bên Việt Đông kia, xưởng đóng tàu phi không. Bên nhà máy thiết bị điện lực này còn có công ty xây dựng gì đó. Các ông không phải cũng nhận công trình trạm phát điện sao? Tôi thấy công ty Thiên Mã ngay từ đầu quy hoạch cũng không nhỏ, như giấy chứng nhận của công ty Thiên Mã mà nói, hơn nữa do thành phố cấp 3 cấp. Tôi lo lắng rằng, bọn họ nhắm đến chính là tập đoàn điện khí Tây Nam các ông. Đến lúc đó, người ta xây nhà tốt, quốc lộ cũng tốt muốn tiến quân vào công trình phát điện rồi. Nếu chúng ta không chuẩn bị trước, khiến cho mèo biến thành hổ tôi và ông sẽ bị bao vây trong hoàn cảnh tương đối khó chịu. Tuy nói địa vị ở bộ của chúng ta cao hơn họ nhưng công ty của chúng ta chỉ ở phạm vi Thiên Vân. Bí thư Ninh của Thiên Vân yêu quý Diệp Phàm. Có Ninh Đại, tên kia cũng dũng khí 10 phần, chính là mấy phó chủ tịch tỉnh hắn cũng không coi là gì, huống chi là tôi và ông. Ngô Trung Bảo bắt đầu uốn ba tấc lưỡi nói. Ừ, tên kia hình như là dẫm lên cứu chó. Ví dụ như bãi Yến Nguyệt, tôi không biết hắn làm thế nào lấy được. Rõ ràng. Mảnh đất chống phi không kia làm sao so sánh với bãi Yến Nguyệt, kém nhiều lắm. Về giá trị mà nói ít nhất kém 300 triệu. Đây rõ ràng là thua thiệt sao quân khu Việt Đông cũng chịu làm, chẳng lẽ là lãnh đạo quân khu hồ đồ? Hay là Diệp Phàm tặng quà lớn cho lãnh đạo công ty? Tôi thấy không giống, trong chuyện này chắc chắn còn dính dáng nhiều việc, chúng ta cũng không rõ. Tuy nhiên, Diệp Phàm đến nhận chức không đến 3 tháng, thật đúng là khí thế hừng hực. Có vẻ như thế không thể chống đỡ hướng về tập đoàn máy móc Trung Quốc các anh có lẽ lần này sẽ đến lượt tập đoàn điện khí Tây Nam. Nếu trong việc cạnh tranh ở tập đoàn băng đỗ ở Canada chúng ta bại trận, thì càng cổ vũ dáng oai phong của hắn. Sau này tôi thấy ông không nên lăn lộn tiếp ở Thiên Vân này rồi. Cho nên, hợp tác là nhất định đấy. Ô Vân Sơn lạnh lùng hừ nói. Ha ha ha, tốt, vậy quyết định vậy nhé. Chúng tôi phải liên kết ở Canada để cho một số người biết thế nào gọi là thực lực, thế nào gọi là thất bại. Ngô Trung Bảo cười nói. Đó là nhất định rồi. Lão Ngô, nếu hai công ty chúng ta liên kết không bắt được Hoành Không mà nói, chúng ta không phải mua hai khối đậu hũ.
Ô Vân Sơn cười nói. Nhất định, chúng ta cùng nhau đụng đậu hũ chơi. Ngô Trung Bảo cười nói. Buổi chiều cùng nhau ăn cơm. Trương Hùng cùng Kế Viễn vội vàng đến. Nhìn sắc mặt hai người có lẽ chuyện Vân Hùng đã điều tra được có phải không? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, Trương Hùng gật đầu nhìn Diệp Phàm một cái nói cha của Mộc Nguyệt Nhi là Mộc Cao Kiệt, mẹ là Tống Mai. Bà nội của cô trước giải phóng chính là vợ của thiếu tướng quốc dân đảng Vân Hùng tên thật là Mộc Hà Hương. Mộc Hà Hương chính là người tỉnh Điền Nam, khi giải phóng Vân Hùng mới chừng 30 tuổi, coi như là thiên tài. Tuy nhiên, đó là thời kỳ đặc thù, thời kỳ cuối quốc dân đảng phong tướng quân cũng không ít. Kỳ thật dù là tưởng giới thạch cũng vì ủng hộ sĩ khí thôi. Nếu không, cũng không đến phiên Vân Hùng đấy. Vân Hùng lúc đó đảm nhiệm tư lệnh bộ tư lệnh địa khu Hạng Nam. Quản lý một số địa khu của tỉnh Hạng Nam và tỉnh Điền Nam. Trương Hùng nói. Vậy Mộc Nguyệt Nhi phải họ Vân mới đúng. Diệp Phàm hỏi. Về lý thuyết thì là thế, tuy nhiên, có lẽ khi đó xảy ra chuyện gì đặc biệt, khiến Vân Hùng bỏ Mộc Hà Hương chạy sang Mỹ. Mà Mộc Hà Hương hẳn là bị vứt bỏ bất mãn nên vẫn coi Chu Tước Sơn Trang là lãnh địa của mình, không cho bất cứ kẻ nào nhúng chàm. Mộc Hà Hương có phải sau lại kỳ ngộ không, luôn luôn giả quỷ chọc ghẹo người làm Chu Tước Sơn Trang không ai dám ở. Con của Vân Hùng và Mộc Hà Hương là Mộc Cao Kiệt. Tuy nhiên, Mộc Hà Hương hẳn là căm hận Vân Hùng, cho nên, không cho đem theo họ cha mà mang theo họ mẹ. Mộc Hà Hương hẳn đã chết, còn Mộc Cao Kiệt sau cưới Tống Mai, sinh ra Mộc Nguyệt Nhi. Mộc Nguyệt Nhi sao luyện được võ công cũng không rõ, có phải là am giáo chủ am Bạch Vân hay không chúng ta cũng không điều tra được, việc này chỉ có thể hỏi Mộc Nguyệt Nhi. Trương Hùng nói, Vân Hùng bây giờ vẫn mạnh khỏe chứ? Diệp Phàm hỏi, vẫn còn. Trước giải phóng anh ta chạy sang Hoa Kỳ mới hơn 30 tuổi. Hiện giờ đã hơn 50 năm, ông ta cũng đã 90 rồi. Nghe đồng chí bên kia nói sức khỏe Vân Hùng không tốt, thường xuyên phải nằm viện. Tuy nhiên, Vân Hùng nghe nói khi tiêu diệt thổ phỉ giành được số vàng lớn của thổ phỉ, dựa vào đó sang Mỹ thành lập tập đoàn Hoa Tinh. Qua 50 năm gây dựng sự nghiệp, bây giờ tập đoàn Hoa Tinh đã là tập đoàn hơn 10 tỷ đô la Mỹ rồi. Ngành nghề hoạt động cũng tương đối nhiều. Vân Hùng dẫn theo một người phụ nữ trong nước, tên là Tiền Mia Gia. Cô gái này nghe nói cũng là nhân vật lợi hại. Sau khi đến Mỹ sinh ra một trai hai gái, con trai cả tên là Vân Thiên, con gái thứ hai tên là Vân Hương Hà, con gái út là Vân Đống. Trương Hùng nói, vợ cả của Vân Hùng Mộc Hà Hương có thể có mâu thuẫn với Tiền Mỹ. Trước giải phóng nhà có tiền đều có thiếp lúc đó gọi là vợ bé. Thật ra chính là tiểu thiếp, vợ bé này cùng vợ lớn có vẻ hòa bình sống chung. Thật ra đều đang âm thầm tranh đấu, chơi bẩn lẫn nhau cũng bình thường. Ai muốn làm nhỏ, đều muốn làm cả. Diệp Phàm nói. Hẳn là như vậy, Vân Hùng khi ra đi vì sao không đem vợ là Mộc Hà Hương? Ngược lại mang vợ bé là Tiền Mị đi. Việc này có lẽ làm Mộc Hà Hương hận Vân Hùng, có lẽ Mộc Hà Hương bị Tiền Mị bỏ bùa. Cho nên, mấy năm sau, chuyện ma quái vẫn xảy ra ở Chu Tước Sơn Trang. Thật ra là con cháu của Mộc Hà Hương làm. Chính là bảo vệ quyền làm chủ của các cô. Bọn họ cho rằng, Chu Tước Sơn Trang này chính là của họ. Kế Viễn nói xen vào. Việc này không bằng trực tiếp cử người tiếp xúc với Vân Hùng một chút. Cũng có thể khi Vân Hùng đi không biết Mộc Hà Hương mang thai. Nếu không, nếu Vân Hùng biết mình còn có con ở Trung Quốc, ông ta chắc chắn sẽ trở lại. Ai làm bố có thể nhẫn tâm như vậy? Diệp Phàm đề nghị. Ừ, đề nghị này không tồi, trực tiếp thông báo đồng chí bên kia gặp Vân Hùng một chút. Tuy nhiên, cũng phải chú ý ảnh hưởng. Dù sao trước đây Vân Hùng cũng là một thiếu tướng quốc dân đảng. Tuy nói chuyện đã xưa rồi nhưng bên kia còn có kẻ đang ngó chừng đấy. Tuy nhiên, lo lắng này cực nhỏ, Vân Hùng mặc dù là thời quốc dân đảng cũng không phải là nhân vật có phân lượng. Kế Viễn nhắc nhở, Trương Hùng gật đầu gọi điện sắp xếp. Đối với nhân sự, an ninh quốc gia nhiều người, việc nhỏ này không thành vấn đề. Khổng Ý Hùng mang cặp vội vàng đến. Chủ nhiệm Khổng, vẻ mặt không được tốt rồi. Diệp Phàm cười nói. Chương 2978, Diệp Phàm không hiểu quy củ. Vừa mới nhận được một tin tức mới, Chủ tịch Tập đoàn Máy móc Trung Quốc Ngô đến Tập đoàn Điện khí Tây Nam. Hình như cùng Chủ tịch Ô Vân Sơn âm mưu việc gì đó. Mà bên Canada cũng có động tác, vốn Tập đoàn Điện khí Tây Nam cũng đã sớm cử người qua, Tập đoàn Máy móc Trung Quốc cũng đã cử người qua. Khổng Ý Hùng lo lắng nói. Chủ tịch Ngô đi gặp Chủ tịch Ô, việc này cũng là bình thường, trước kia bọn họ quan hệ thế nào?
Diệp Phàm hỏi. Quan hệ không tệ, có một lần họ ở tỉnh còn gọi nhau ông anh ông em đấy. Hơn nữa vì tập đoàn máy móc Trung Quốc cùng tập đoàn điện khí Tây Nam không sản xuất cùng loại sản phẩm. Cho nên, hai tập đoàn cũng không có xung đột lớn. Mà tập đoàn Hoành Không chúng ta không giống lúc trước, sản phẩm của hai người họ chúng ta đều có. Lần này tôi lo lắng bọn họ liên kết trong việc đấu thầu ở Canada. Như trong nước, về sản phẩm, công ty của họ đều mạnh hơn chúng ta. Nếu hai công ty liên kết, chúng ta không có ưu thế nào đáng nói. Đương nhiên, trước mắt đây chỉ là phỏng đoán của tôi. Khổng Ý Hùng nói, phỏng đoán này của anh cũng có lý. Đúng lúc này Chủ tịch Ngô lại đến thăm Chủ tịch Ô nhất định là có chút gì đó. Tập đoàn máy móc Trung Quốc cũng không thoải mái với chúng ta. Lần này ông ta đi vô cùng khả nghi, chúng ta không thể không đề phòng một chút. Hơn nữa nếu bọn họ đều đi Canada, đến lúc đó trong việc cạnh tranh chúng ta chính là đối thủ rồi. Ở trong nước nếu nói có thể lấy được đơn đặt hàng kia, tập đoàn Bang Đỗ sẽ không thể nào phân cấp cho mấy tập đoàn chúng ta cùng sản xuất. Cho nên nói không dễ nghe, thì đó là không phải người chết thì ta sống sao. Diệp Phàm vẻ mặt cũng nghiêm túc. Việc này anh lập tức thông báo cho tập đoàn Chính Hà và tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô. Còn nữa, bên Canada phải tăng cường tin tức, mà kỹ thuật tập đoàn Chính Hà đã cung cấp phải tăng cường làm không nghỉ để thành công trước. Chỉ có điều có cải tiến một chút thôi. Đến lúc đó lộ ra, đây mới là đòn sát thủ để lấy được đơn đặt hàng của tập đoàn Bang Đỗ. Tôi lập tức gọi điện thoại sang đó, tin tưởng tập đoàn Chính Hà đã sớm quan tâm đến tập đoàn máy móc Trung Quốc rồi. Lần này lại gia nhập thêm điện khí Tây Nam, chiến trường này tôi thấy phải triển khai bên Canada. Khổng Ý Hùng nói xong vội vàng đi. Canada. Diệp Phàm thì thầm một tiếng, gọi điện thoại cho Sa Thiên yêu cầu anh ta dẫn Lý Cường lập tức đi Canada. Dùng năng lực đặc biệt của họ bí mật một chút. Buổi chiều ngày hôm sau, Diệp Phàm mới đến trụ sở, Lam Tồn Quân gọi điện thoại đến nói. Diệp lão đại, có lẽ anh lại có chuyện phiền toái rồi. Nói thẳng là được, dù sao tôi nói chính là phiền toái. Đến Hoành Không chưa được 3 tháng, chuyện phiền toái thật ra khó hiểu nhất là Đại La Khuông rồi, thường thôi, thường thôi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Chủ tịch tỉnh đến thành phố Hạng Nam chúng tôi kiểm tra, buổi trưa đi tuần tra một số công nghiệp và khai thác mỏ, 10 giờ hơn đến huyện Hoành Cương, có lẽ anh cũng có thể đoán được việc gì có phải không? Lam Tồn Quân nói. Có phải là chủ tịch huyện Chu tố cáo tập đoàn Hoành Không chúng tôi không? Diệp Phàm hỏi. Ừ, tên kia nước miếng tung bay, trước bao nhiêu người tố cáo tập đoàn các cậu. Hơn nữa, đặc biệt nhắc đến cậu, nói cậu chuyên quyền hống hách, căn bản không nghĩ đến lợi ích nhân dân huyện Hoành Cương. Muốn làm chủ nghĩa địa phương, muốn làm tập đoàn tư nhân. Hơn nữa, tố chất đặc biệt thấp. Làm chủ tịch Hoành Không, chẳng những thường xuyên dở trò ức hiếp huyện Hoành Cương, hơn nữa còn có hành vi lưu manh. Như chuyện tranh giành Chu Tước Sơn Trang. Không ngờ âm thầm cho người dở trò quỷ, đánh người không nói còn một mình cho cục công an Hoành Không ra tay bắt cán bộ của huyện Hoành Cương. Lần này coi thường huyện Hoành Cương ký kết hợp đồng với tập đoàn Tinh Đại. Tập đoàn Tinh Đại mời các đồng chí của viện thiết kế đến núi Thông Thiên đo đạc. Anh lại cố ý diễn trò, bí mật cho người đập bể dụng cụ của người ta không nói, còn đánh bị thương các chuyên gia của viện thiết kế tỉnh. Tính chất cực đoan ác liệt không nói, còn bá đạo. Tuy hiện giờ thị trấn Hoành Không là do tập đoàn các anh quản lý, đó là quyết định của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân. Huyện Hoành Cương cũng sẽ kiên quyết chấp hành quyết định của cấp trên. Nhưng hợp đồng này có trước khi quyết định được ký, có hiệu lực pháp luật, bất kể như thế nào, hợp đồng này đều phải thực hiện. Tập đoàn Hoành Không các anh chính là bá đạo, không cho người đo đạc không nói, còn phát ngôn bừa bãi nói là hợp đồng giữa huyện Hoành Đồi cùng tập đoàn Tinh Đại không có hiệu lực. Lam Tồn Quân đúng là tường thuật rồi. Ha ha, Diệp Phàm tôi trong miệng chủ tịch Chu thiếu chút nữa thành người tội ác tày trời rồi. Sao lúc đó cậu không cùng chủ tịch Chu nói một chút, cứ gọi công an huyện Hoành Cương ra mặt trực tiếp bắn chết đồng chí Diệp Phàm là được. Diệp Phàm cười nói. Tôi còn thực sự nói lời này đấy, đương nhiên, khéo léo một chút. Tuy nhiên, ý không khác lắm. Hơn nữa ngay tại chỗ liền cho các đồng chí ở thành phố cùng đi cười đáp. Lúc ấy lão Chu mặt đỏ bừng. Tuy nhiên, thái độ của chủ tịch tỉnh rất lạ. Hơn nữa nghiêm mặt ngay tại chỗ, bố còn bị giáo huấn một câu, nói tôi thái độ không nghiêm túc, nói chuyện phải chú ý đúng mực gì đó. Hơn nữa, tại chỗ tiếp nhận khiếu nại của huyện Hoành Cương. Lam Tồn Quân có chút giận dữ nói. Ông ta muốn gây sự.
Diệp Phàm hừ một tiếng. Tôi thấy có chút giống. Bố Thanh Hoa lần này xuống dưới tuy nói trên danh nghĩa là tuần tra các nơi. Nhưng tôi thấy không phải mà chính là muốn đến huyện Hoành Cương. Nếu bố Thanh Hoa đến có mục đích thì anh phải chú ý một chút. Đến lúc đó có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì. Lam Tồn Quân có chút lo lắng. Tới thì tới đi, ân oán giữa tôi và bố Thanh Hoa do Chu Đống dựng lên. Mẹ nó chứ, ép bố sẽ độc đấy. Diệp Phàm này sinh ác độc. Tôi thấy cứ bình tĩnh hòa nhã một chút cho thỏa đáng, thực đem Chu Đống vào nhà lao thì nhiều nhất chính là tội phạm kinh tế thôi. Mặc dù tiền của các anh không lấy về được, không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng ngược lại, bố Thanh Hoa không phải mâu thuẫn với cậu sao? Cả ngày bị nhân vật thứ 5 ở tỉnh theo dõi, anh đó, chưa ấm chân một ngày. Đến lúc đó việc nhỏ cũng có thể kéo ra việc lớn. Diệp Phàm anh là người làm việc lớn, không cần phải cả ngày mất công vào mấy chuyện mâu thuẫn này, vậy còn làm gì được việc chính có phải không? Lam Tồn Quân khuyên nhủ. Tôi ban đầu cũng định như thế, nếu bố Thanh Hoa vẫn không thuận theo không buông tha tôi tất không thể yếu thế rồi. Con run xéo mãi cũng phải quằn, hơn nữa Chu Đống thật là phạm sai lầm. Bố Thanh Hoa không phải đi lo chuyện người thân của mình, ngược lại nơi nơi chèn ép tôi. Tôi liền xem thái độ của y, như vừa nói lúc nãy thôi. Quả thực lời nói của ông ta cũng bất cứ giá nào rồi. Diệp Phàm nói. Đó là đương nhiên, bố Thanh Hoa muốn cắn chuyện gì không thể gây ra. Anh em chúng ta không phải ăn chay. Chúng ta cùng xông lên, tôi xem bố Thanh Hoa còn có thể khá đến bao lâu. Lam Tồn Quân cũng khí thế lên. Quả nhiên giải quyết rồi. Lúc chiều đoàn người bố Thanh Hoa không ngờ đến tập đoàn cơ điện Hoành Không. Trước đó cũng không có bất kỳ thông báo gì. Diệp Phàm dẫn người vội vàng ra đón. Phát hiện Che Lão Hổ cùng với Lam Tồn Quân và một số người của thành ủy Hạng Nam, còn có bí thư huyện ủy Lưu của huyện Hoành Cương. Chủ tịch huyện Chu cùng mới đoàn người của tỉnh đều đang ở đó. Người rất đông, Diệp Phàm nhìn sơ không dưới 100 người. Vừa mới nói chuyện, ngay bãi cỏ trước trụ sở, bố Thanh Hoa đột nhiên hỏi. Người phụ trách cục công an Hoành Không đâu? Bao Nghị vội vàng chạy lại nghiêm một nghiêm trước mặt bố Thanh Hoa. Tổ chức và thành lập cục công an xong chưa? Bố Thanh Hoa vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân và tập đoàn Hoành Không, cục công an Hoành Không đã tổ chức và thành lập xong. Hơn nữa, bí thư còn vì chúng tôi mà tranh giành về 20 mấy xe cảnh sát mới. Là tập đoàn Điền Thị của Hồng Kông tặng. Mà nhân viên cũng đầy đủ rồi, kinh phí hoạt động tập đoàn cũng có ủng hộ tương đối. Ngoài ra những hoạt động chuyên môn có kinh phí chuyên môn. Bởi vì tập đoàn Hoành Không chúng ta chẳng những phải chịu trách nhiệm về an ninh của tập đoàn, ngoài ra hiện giờ thị trấn Hoành Không do tập đoàn Hoành Không trực tiếp quản lý, phạm vi bảo vệ của chúng tôi còn mở rộng ra cả thị trấn Hoành Không. Thị trấn Hoành Không là thị trấn lớn, có hơn 8 vạn dân. Chủ tịch bố, cục công an chúng tôi hiện giờ trang bị hoàn mỹ. Có thể nói cục công an chúng tôi được trang bị tốt nhất cả tỉnh đấy. Người của chúng tôi về tố chất, cũng là đỉnh cao của toàn tỉnh. Bao Nghị ưỡn ngực, vẻ mặt tự hào. Trang bị hoàn mỹ như thế, nhân viên tốt như thế, kinh phí nhiều như thế, vì sao tình hình trị an ngược lại ngày càng kém rồi? Không thể tưởng được bố Thanh Hoa húc đầu chính là một câu. Việc này, công tác của tôi làm được không ít, tuy nhiên, không biết chủ tịch bố nói là việc gì, kính xin nói thẳng một hút chúng tôi lập tức chỉnh đốn và cải cách. Không làm đúng nhất định sẽ bổ sung. Làm cho tốt. Bao Nghị sửng sốt, lập tức bình tĩnh hỏi. Không phải vấn đề không đúng chỗ, mà là vấn đề tương đối nghiêm trọng. Không thể tưởng được bố Thanh Hoa kể cả rồi, quát to. Chủ tịch bố, đồng chí Bao Nghị cũng là mới đến Hoành Không không lâu. Mà ban bảo vệ võ trang của tập đoàn mới rút đi, Bao Nghị cũng đã cố gắng hết sức. Dù sao một cục công an mới tổ chức thành lập chưa đầy một tháng. Tuy nói trang bị hoàn mỹ nhưng còn có nhiều chỗ trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn thiện. Việc này cần có thời gian dài, giống như người mua xe mới, cũng cần có thời gian để quen đúng không? Tuy nhiên, tôi tin tưởng đồng chí Bao Nghị sẽ nhớ chỉ thị của chủ tịch bố. Cố gắng hoàn thiện công việc. Diệp Phàm xen vào. Cảm giác được bố Thanh Hoa ra tay thủ pháp rất kỳ lạ, không ngờ nhắm ngay vào Bao Nghị, không hiểu trong lòng lão già này đang nghĩ gì. Đồng chí Diệp Phàm. Chủ tịch tỉnh đang ỏi đồng chí Bao Nghị, anh là người hiểu quy củ, quấy rầy lãnh đạo hỏi lung tung, ha ha. Lúc này chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh Thiên Vân Dương Bảo Tài cười khan hai tiếng, trong lời nói có chuyện. Đám người Che Lão Hổ cũng là như cười như không, vẻ mặt nghiền ngẫm mà cười cười,
rõ ràng đang xem náo nhiệt. Chủ nhiệm Dương cho là Diệp Phàm tôi không hiểu quy củ có phải không? Diệp Phàm nói nhìn chằm chằm vào Dương Bảo Tài. Chương 2979, phong cách thổ phỉ. Biết là hắn ta cũng muốn thay bố Hoa Thanh muốn làm nhục mình, Diệp Phàm hỏi cũng không khách khí gì cả. Tôi không cho rằng như thế, nếu như bí thư Diệp đã nói như vậy, thì tôi cũng chẳng nói gì được. Dương Bảo Tài bị Diệp Phàm nhìn chằm chằm nến đã run rẩy, nhưng ông ta thấy bố Hoa Thanh chẳng lên tiếng ủng hộ gì nên rất lo lắng. Đứng ra một bên cho tôi, đây là chỗ nào, lãnh đạo đang nói thì không đến lượt anh phải xen mồm vào. Diệp Phàm đột nhiên hống hách, tay chỉ ra một phía, nói với Dương Bảo Tài. Bí thư Diệp, anh nói thấy có ý gì, tuy anh là bí thư của tập đoàn Hoành Không nhưng cũng không quản được Dương Bảo Tài tôi. Anh nói như vậy tức là không lịch sự đó, thậm chí là quá kiêu ngạo rồi. Dương Bảo Tài tức giận, to gan nói. Mẹ kiếp, hôm nay Diệp Phàm này chắc chắn là quản anh rồi. Diệp Phàm nói, nhìn Dương Bảo Tài hừ nói. Đồng chí Dương Bảo Tài, anh đã quên tôi còn một chức vụ khác sao? Còn là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy tỉnh Thiên Vân, với chức này tôi có thể hỏi đúng không? Phòng giám sát của tỉnh ủy có phải là đơn vị trực thuộc văn phòng tỉnh ủy không? Việc này, việc này. Mặt Dương Bảo Tài bị tát một cái, đỏ cả lên. Ấp úng không nói lên lời, đúng là thân phận kia của Diệp Phàm, anh ta đã quên đi mất. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm, tức giận thế làm gì? Tuy anh còn chức phó trưởng ban thư ký kia đúng là không tồi. Nhưng tỉnh ủy cũng không sắp xếp công việc cụ thể cho anh đúng không? Mà phòng giám sát của tỉnh ủy do đồng chí Đỗ Kiếm quản mà. Đương nhiên, nếu như đồng chí Diệp Phàm có muốn quản lý cũng được, anh có thể đề xuất mà. Sau khi về tôi sẽ nói với các đồng chí trong tỉnh ủy về cách nghĩ của đồng chí Diệp Phàm được không? Bố Hoa Thanh đúng là bẩn không chịu được. Ông ta cười ha ha, không ngờ lại bắt được nhược điểm. Đỗ Kiếm là bí thư tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy chắc chắn là địa bàn của anh ta rồi. Chủ tịch tỉnh Bố, tuy tôi không trực tiếp quản lý phòng giám sát nhưng lẽ nào Diệp Phàm tôi không thể là lãnh đạo của đồng chí Dương Bảo Tài sao? Nếu như nói đến lý luận thì chủ tịch Bố không thể quản Hoành Không chúng tôi. Mà cấp trên trực tiếp của chúng tôi là đồng chí Thái Cường. Đương nhiên chủ tịch Bố trực tiếp quản lý cũng được, có thể nói với chủ tịch Khúc một tiếng, điều chỉnh chút công việc là được rồi. Diệp Phàm hừ nói, mang chủ tịch Khúc ra mà phản công, khiến cho bố Hoa Thanh cũng cứng đờ cả mặt, không ngờ lại bị chặn họng. Anh nói thế là thế nào? Đồng chí Diệp Phàm, làm việc không thể quấy nhiễu như thế được. Bố Hoa Thanh tôi tuy không quản Hoành Không. Nhưng đồng chí nào dám nói bố Hoa Thanh tôi không phải là lãnh đạo của Hoành Không? Nếu nói về đồng chí Thái Cường, anh ta cũng phải gọi tôi là lãnh đạo. Còn đồng chí Diệp Phàm anh có thể không gọi có phải không? Đương nhiên tôi cũng sẽ suy xét đến đề nghị này của anh. Tôi sẽ về nói chuyện với đồng chí Khúc một tiếng, tình trạng của Hoành Không giờ xấu. Bố Hoa Thanh tôi không hề muốn có chuyện này xảy ra. Cho nên do tôi trực tiếp quản lý cũng không phải không có khả năng đúng không? Bố Hoa Thanh nói. Mà còn ra vẻ dương oai, lão này sau này sẽ quản lý Hoành Không này, thì chắc chắn sẽ chèn ép Diệp Phàm cho coi. Tập đoàn Hoành Không hiện giờ không như người ta muốn nhưng đang trong quá trình quy hoạch, hiệu quả lại tương đối rõ ràng tốt. Mà Hoành Không và tập đoàn Chính Hà, cùng tập đoàn Hoàng Triều đã hợp tác thành công, đã có khí phách về sau rồi. Hoành Không, trong tay Diệp Phàm, nhất định sẽ phải bay lên. Còn nói về chuyện khi nãy, tôi không hiểu, chủ tịch Bố cứ đến nói với đồng chí Bao Nghị. Sau khi tập đoàn Hoành Không được tiếp nhận võ trang, tất cả mọi thứ đều bình yên, không có vấn đề lớn về trị an. Có phải không? Cho nên tôi hy vọng chủ tịch Bố điều tra rõ ràng xong hãy quyết định được không? Diệp Phàm cũng cương quyết lại, nên cũng nói luôn lại bố Hoa Thanh. Là một trong những cán bộ lãnh đạo Hoành Không, lời nói của tôi đương nhiên không phải là bỏ đi rồi. Hiện giờ Trấn Hoành Không đã quy về quản lý của tập đoàn Hoành Không rồi. Mà sở công an của Trấn Hoành Không cũng đã được quy về huyện Hoàng Cương rồi. Mà vấn đề về trị an sẽ do công an của Hoành Không tiếp nhận. Nhưng tôi nghĩ cũng phải hỏi anh đồng chí Diệp Phàm đúng không? Gần đây trên núi Thông Thiên có xảy ra chuyện giết người hàng loạt, đập phá máy móc, thế là sao? Hát thì hay lắm nhưng lại còn có sung, khách tới còn có cả rượu ngon nữa. Tập đoàn Tinh Đại là người đầu tư lớn vào khu du lịch Thông Thiên. Người ta là khách quý từ xa đến, là khách quý mà các anh muốn mời cũng khó mà được. Sao có thể lại bị khống chế được? Ngay cả những chuyên gia của Viện Kế hoạch cũng đã bị đánh thương là các thiết bị cũng đã bị đập phá rồi.
lẽ nào đây không phải là vấn đề nghiêm trọng về trị an sao? Đồng chí Bao Nghị là người phụ trách về vấn đề trị an này, công việc còn chưa làm đến nơi đến chốn, bố Hoa Thanh tôi phê bình có tí cũng không được sao? Diệp Phàm anh đang làm cái gì, đang là chủ nghĩa tiểu sơn đầu sao? Đồng chí Bao Nghị là cấp dưới của anh, nhưng cũng là cấp dưới của lãnh đạo chính phủ tỉnh có phải không? Anh ấy không phải là người hầu của Diệp Phàm anh, sở công an của Hoành Không cũng không phải là đội ngũ vệ sĩ của riêng Diệp Phàm anh. Nó thuộc về đảng và nhà nước, thuộc về nhân dân. Bố Hoa Thanh càng nói càng kích động, lão ta đúng là miệng sắt, có ngẫu hứng là có thể thuyết trình được. Việc này đồng chí Bao Nghị đang điều tra lấy chứng cứ, chỉ là một chuyện trị an nhỏ. Mà từ chuyện này có thể thấy, Trấn Hoành Không cũng trực thuộc tập đoàn Hoành Không quản lý, lẽ nào núi Thông Thiên và sông Thông Thiên cũng không thuộc Hoành Không sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Tôi có nói là núi Thông Thiên không thuộc sự quản lý của tập đoàn Hoành Không các anh đâu. Đấy là văn kiện của chính quyền tỉnh ủy, chữ đen vạch trắng đây này. Bố Hoa Thanh hỏi lại. Nếu đã như thế, cũng phải phát triển. Nhưng tập đoàn Tinh Đại có thông báo cho bên Hoành Không chúng tôi một tiếng đâu. Nếu như nói Trấn Hoành Không thành một nhà thì các anh muốn phát triển mà đến gây sức ép cho chúng tôi, ngay cả chủ nhà cũng không nói một tiếng sao. Ha ha, thế chúng tôi làm chủ nhà để làm gì? Diệp Phàm cười nói. Chủ tịch huyện Chu vừa nghe đã không chịu nổi, nói. Bí thư Diệp, ngày trước núi Thông Thiên và sông Thông Thiên đều thuộc Hoành Không, còn Trấn Hoành Không thuộc quản lý của huyện Hoàng Cương. Còn việc ký hợp đồng với tập đoàn Tinh Đại đã được diễn ra trước khi tỉnh có công văn xuống. Lúc đó chúng tôi đã thành lập khu thắng cảnh núi Thông Thiên rồi. Lẽ nào khi đó chúng tôi muốn tự khai thác địa bàn bên tôi mà còn cần có sự đồng ý của tập đoàn Hoành Không các anh sao? Bí thư Diệp anh cũng đã quản lý rộng rãi rồi, hay còn muốn cả thành phố Hạng Nam cũng phải quy về Hoành Không nữa? Việc này chắc chắn bí thư cái không đồng ý rồi. Ha ha, nếu như bí thư Diệp có năng lực như thế thì cái Thiệu chúng tôi cũng sẽ giơ cả hai tay ra tán thành. Chỉ cần có thể xây dựng Hạng Nam vững mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc thế chứng tỏ bí thư Diệp có thực lực chính xác rồi, tôi không nói nhiều. Đều là công tác cách mạng mà. Cái Thiệu chung nói có vẻ mịt mờ, vừa ra vẻ tán thành, vừa có vẻ châm chọc. Đừng nói đến chuyện này trước, chúng ta bàn chuyện núi Thông Thiên đã rồi hãy tính những thứ tiếp theo. Hôm nay phải giải quyết những chuyện này. Mà người phụ trách của huyện Hoàng Cương và tập đoàn Tinh Đại đều có mặt, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vấn đề đang nêu ra ở đây. Bằng không nếu cứ rằng co thế thì sao có thể triển khai công việc được. Bố Hoa Thanh vừa nói xong liền nhấc chân xuống dưới. Hai bên đi vào trong phòng họp, bố Hoa Thanh cũng không nhường, ngồi vào vị trí thường ngày của Diệp Phàm. Đương nhiên Diệp Phàm tuy là có chút hút mắt nhưng cũng là đồng chí được nhận đãi ngộ cấp thứ trưởng. Cho nên Diệp Phàm cũng ngồi bên cạnh bố Hoa Thanh. Còn những người ngồi bên Diệp Phàm đều là người của hắn ta. Đoàn người bên huyện Hoàng Cương do cái Thiệu Trung dẫn đầu ngồi bên còn lại, còn những đồng chí trên tỉnh phái xuống ngồi ở một bàn bên cạnh, thường là nơi để phóng viên hoặc thính giả ngồi. Nghiễm nhiên lại có trận chiến bồi thẩm đoàn. Mà người của huyện Hoàng Cương và tập đoàn Tinh Đại lại ngồi cùng nhau. Bắt đầu đi, vấn đề của các anh phải giải quyết. Bằng không sẽ ảnh hưởng đến đầu tư, mà hai bên cũng đã mệt mỏi với chuyện này rồi. Có những việc cần phải giải quyết sớm bằng không sẽ hiểu nhầm, hỏng hết việc. Chủ tịch bố nghiêm túc nói. Chủ tịch bố, chúng tôi thừa nhận Trấn Hoành Không giờ sẽ thuộc quản lý của tập đoàn Hoành Không. Đây là quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúng tôi huyện Hoàng Cương sẽ chấp hành theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhưng hợp đồng mà chúng tôi ký là trước khi tỉnh ra công văn. Không được nói nguyên nhân về sau lại là nguyên nhân khiến hợp đồng giữa chúng tôi và tập đoàn Tinh Đại không có hiệu lực có phải không? Chủ tịch huyện Chu nói trước, nếu hợp đồng đã được ký thì phải chấp hành có đúng không? Mà tập đoàn Hoành Không cũng phải nhìn xa chứ, không phải là tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, trong ngầm hiểu đã cho người đánh thương người chúng tôi rồi làm hỏng cả thiết bị nữa. Đây rõ ràng là hành động sai trái. Anh có chứng cứ gì nói đây là việc mà tập đoàn Hoành Không chúng tôi đã làm? Nếu không có chứng cứ, thì những lời mà chủ tịch Chu nói chỉ là bịa đặt, cố ý gây ảnh hưởng đến Hoành Không chúng tôi. Theo pháp luật mà nói đây cũng là việc trái với pháp luật. Hoành Không chúng tôi có quyền kiện các anh. Tổng cố vấn cung khai hỉ của Hoành Không cũng dùng đến vũ khí luật pháp để phản lại. Việc này rõ ràng là thế, vì sao người xấu kia không đánh những người khác ở Thông Thiên mà lại cứ nhằm vào các chuyên gia của tập đoàn Tinh Đại. Mà tôi cũng đã đến hai lần, cũng đều bị tấn công.
Ngày trước vì Sơn Trang Chu Tước mà huyện Hoàng Cương cũng đã xích mích với Hoành Không rồi. Lúc đó nhân viên của chúng tôi thậm chí là công an của huyện cũng đều bị thương. Đó là vì đối tượng xích mích của chúng tôi là Hoành Không các anh. Hai lần lại có thể trùng hợp thế, lẽ nào lại là trùng hợp thật sao? Tất cả mọi người đều biết chuyện này, giấy không gói được lửa. Tập đoàn Hoành Không các anh quá bá đạo rồi, không làm được thì âm mưu đánh người. Chúng ta đều là những người văn minh, có gì bàn bạc giải quyết. Động chân động tay còn ra gì, đó có phải tác phong thổ phỉ ngày trước không? Chu Nhất Đán lên tiếng.